Trong lúc nhất thời, vạn chúng niệm lực, theo cuồng nhiệt đến điên cuồng, toàn bộ tuôn hướng Lý Thiên Mệnh. Xem xét lại trật tự thiên tộc cùng Ẩn Long Điện bên này, toàn thể ngây người. Mỗi người đều có thể thấy rõ ràng cái kia ngũ đại kiếm khí. Những thứ này đều đến tự kiếm Long Hải Ngục. Trong lúc nhất thời, khó có thể tin kinh ngạc, giống như là một cái gai độc, vào tim. Bất kể là ai, đều hoàn toàn nói không ra lời, trong mắt chỉ có cái kia ngay tại bạo phát thiếu niên. Cũng liền Lý Khinh Ngữ, âm thầm cầm một chút quyền đầu, tâm lý nói một tiếng, a. Chiến trường hai bên, một bên hỏa nhiệt sôi trào, một bên tĩnh mịch như đêm tối. So sánh như thế rõ ràng. Ẩn Long Điện Long Hoàng nhóm, Lý Dược Sư bọn người, đều đờ đẫn đứng thẳng. Đương nhiên, hết thảy đều tại điện thạch hỏa quang mà thôi. Không hề nghi ngờ, tinh tướng thần cảnh 12 cấp Lý Thần Giám, vẫn là đủ mạnh đựng. Rầm rầm rầm. Tại hắn chân áp phía dưới, Lý Thiên Mệnh dung hợp ngũ long thiên kiếp kiếm, kiếm thể vào chỗ, lập tức phản công. Hỗn độn tinh tướng cùng luân hồi tinh tướng điệp ra. Một kiếm giết ra, ngũ long phi thiên. Hắn cộng sinh thú, đồng dạng sử dụng rất mạnh thần thông. Thái dương thần bạo, đế ma thiên dực, tù long địa ngục, u minh thanh liên. Bao quát ngân trần, kỳ thật cái kia mấy triệu thân thể, toàn bộ đều tại chính đại thần giám phía trên. Một con kia con chi chu, thông qua vô lượng sợi bạc, trực tiếp để chính đại thần giám hàng nhanh, uy lực suy giảm. Chơi hắn! Lý Thiên Mệnh gào thét một tiếng. Ngũ long thiên kiếp kiếm, một kiếm chặt chém, hóa thân năm đạo cự long ngút trời. Hội tụ huỳnh hỏa bọn họ thần thông, cứ thế mà đem cái kia chính đại thần giám xé mở. Ầm ầm, ngàn vạn kiếm khí tàn phá bừa bãi. Đến từ kiếm Long Hải Ngục siêu tuyệt kiếm khí, lấy thương long vệ hồn kiếm khí cầm đầu, chui mở kiên cường chính đại thần giám. Ong ong ong, phía trước hai cái chính đại thần giám tại chỗ vỡ tan. Cái gì? Lý Thần Giám biến sắc. Hắn còn không có kịp phản ứng, đến từ kiếm Long Hải Ngục cấp 7 thần tai kiếm khí, liền rách hắn đông đế thần giản. Ầm ầm, cuồng bạo kiếm khí, xé bỏ hắn đạt tới cấp 6 trật tự thần binh chiến giáp. Ầm, hắn phun máu bay ngược, thức thần bị thương. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên bắt không được Long Huyết Thần Hoang. Cái kia trường cung tại thoát ly hắn trưởng khống trong tích tắc, bị Lý Thiên Mệnh đoạt mệnh ngân long cuốn lấy. Phốc phốc, đoạt mệnh ngân long còn nhân cơ hội này, xuyên thủng Lý Thần Giám bắp đùi. A, à, hắn đau kêu một tiếng, sắc mặt nhăn nhó, dùng đông đế thần giản đẩy lui đoạt mệnh ngân long. Trở về, Lý Thần Giám vội vàng dùng còn lại chính đại thần giám hộ thể, đem chính mình đoàn đoàn bao vây. Chỉ cần trên dưới trái phải trước sau 6 cái chính đại thần giám, liền có thể đem hắn bảo vệ kín không kẽ hở. Rầm rầm rầm, hắn hoàn toàn phong bế. Chính đại thần giám bên trong, hắn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Bắp đùi còn tại phún huyết. Còn có hai cái chính đại thần giám, đã phá nát, thời gian ngắn đã mất đi chiến đấu lực. Cái này khiến Lý Thần Giám tê cả da đầu. Dọa một chút. Hắn kịch liệt thở dốc, hốc mắt đỏ bừng, đều nhanh khóc lên. Não tử trống rỗng. Bởi vì, hắn giống như chiến bại. Thế nhưng là, hắn số tuổi là Lý Thiên Mệnh gấp 2A. Người bên ngoài. Thấy cảnh này, bọn họ nghĩ đến nét mặt của bọn hắn, Lý Thần Giám trực tiếp ruột gan đứt từng khúc. Thê thảm, tuyệt vọng, hoàn toàn không có cách nào đối mặt hiện thực. Kinh khủng nhất là, trật tự thiên tộc mặt mũi, ở trong tay chính mình, ném được hoàn toàn hơn. Cái này thậm chí sẽ đề cao Hiên Viên Long Tông sĩ khí, đả kích trật tự thiên tộc lòng tin, ảnh hưởng phụ thân hắn cầm xuống Hiên Viên Long Tông. Hắn là tội nhân. Hắn hỏng việc. Sự thật này để hắn tê tâm liệt phế. Lý Thần Giám căn bản không dám tưởng tượng, phía ngoài trật tự thiên tộc, là biểu tình gì. Thất vọng. Khó chịu. Dù sao đều rất phiền muộn. Khó chịu nhất chính là, bên ngoài còn truyền đến Lý Thiên Mệnh trêu tức thanh âm. Hắn lớn tiếng trêu đùa, Lý Thần Giám, ngươi trước nói ta là rùa đen rút đầu, nhưng bây giờ ngươi dùng chính đại thần giám, đem chính mình phong đến kín không kẽ hở, mới thật sự là rùa đen rút đầu a. Qua Nga. Lý Thần Giám đều đang run rẩy. Trật tự thiên tộc, mặc kệ cái nào một thế hệ, đều là cái này trật tự chi địa phía trên, tuyệt đối bá chủ. Làm đế tôn chi tử, gần như không có khả năng có người đồng lứa, miễn cưỡng so sánh với bọn họ. Cũng liền, Cửu Long đế tôn, cái kia đệ nhất, là một cái ngoài ý muốn. Mà bây giờ, cái ngoài ý muốn này lớn hơn.
gấp hai số tuổi đều thua. Lý thần giám trốn ở chính đại thần giám bên trong, dù là thương thế không nặng, tâm tình cũng đã tại trọng áp phía dưới sụp đổ. Hắn cùng Lý Hạo Thần một dạng, đều thừa nhận bất bại áp lực. Một khi chiến bại, đó là cả đời sỉ nhục. Lý Hạo Thần trở về trật tự thiên tộc về sau, trực tiếp mất đi âm thanh, đóng cửa không ra. Mà bây giờ, Lý thần giám số tuổi gấp 2 tại đối thủ, lại thua. Hết thảy sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Không được, ta còn có cơ hội, ta còn không có thua. Bắp đùi thương thế, đối thiên tinh luân chi thể tới nói không tính là gì. Hai đại chính đại thần giám phá nát, còn lại 6 cái, cũng là rất mạnh chiến lực. Vừa mới, ta ít nhiều có chút khinh địch. Lý thần giám rốt cục kịp phản ứng, biểu hiện ra đế tôn chi tử cần phải có can đảm. Dầm dầm dầm. Lý thiên mệnh, vừa mới không coi là, ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Người ta ở giữa, thắng bại còn không có rốt cuộc. Hắn mở ra 6 cái chính đại thần giám, lực lượng lại về, khí thế đột nhiên tăng lên. Quanh thân cái này 6 cái thức thần, đồng dạng có thể hấp thu phần long luyện ngục còn lại thần tai kiếm khí, thiêu đến càng thêm đỏ bừng. Đang lúc hắn chiến ý lại thiêu lúc thức dậy, vạn vạn không nghĩ đến, Lý thiên mệnh cùng hắn cộng sinh thú, đã sớm biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Lại chạy trốn. Hắn đang muốn cười lạnh, liền phát giác được trên đỉnh đầu có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên. Bất ngờ nhìn đến, Lý Thiên Mệnh sớm liền rời đi chiến trường, xông ra phần long luyện ngục hang động. Đừng đi. Lý Thiên Mệnh cái này vừa đi, liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc, hắn Lý Thần Giám đã thua. Hắn làm sao cam tâm? Chỉ là, Lý Thiên Mệnh đạt được mục đích, còn lấy được long huyết thần hoang, càng đánh lui hắn. Đại cục đã định, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục dây dưa. Oanh! Hắn một tay nắm lấy cái kia kim hắc sắc quang mang lập lòe đông hoàng kiếm, một tay cầm long huyết thần hoang trường cung, xông ra phần long luyện ngục, xuất hiện tại mấy chục triệu người trước mắt. Làm Lâm Tiêu Tiêu người thân cận, long huyết thần hoang khí hồn, tự nhiên biết hắn sẽ đem mình mang về cho Lâm Tiêu Tiêu, cho nên hoàn toàn không phản kháng. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, kim hai mắt màu đen hừng hực, tóc trắng phấn khởi, trên thân năm đạo thần long kiếm khí tung hoành, tiêu tán xuất thân thể. Vô số kiếm khí hóa thành thần long hư ảnh, chấn động ra đi, phát ra chói tai tiếng rít âm. Ông, đây là thần uy cái thế. Dù là Lý thần giám lại không nguyện ý thừa nhận, hắn vừa mới co đầu rút cổ, đều bỏ qua cơ hội. Liền xem như trật tự thiên tộc, cũng đều ngầm thừa nhận, Lý thiên mệnh thắng. Hống hống hống. Tại hắn đi ra một cái kia nháy mắt, vô số nóng rực ánh mắt, thiêu tại trên người hắn. Lý thiên mệnh. Hơn 20 triệu người hội tụ vào một chỗ cuồng nhiệt gào thét, hội tụ vào một chỗ. Đó là bài sơn đảo hải ngàn mét biển động, hướng về Lý Thiên Mệnh cuốn tới, chấn động ở trên người hắn, sau đó lại hướng phía sau hắn trật tự thiên tộc cùng ẩn long điện đánh tới, đâm đến bên kia người ngã ngựa đổ. Đây mới thực là chấn nhiếp. Tránh thức hạ mã uy. Rầm rầm rầm. Vừa mới đi ra, thì tiếp nhận như thế cuồng tín đổ độc trùng kích, làm Lý Thiên Mệnh ánh mắt. Cùng đối diện hơn 20 triệu cửu long đế quân đụng vào nhau thời điểm, loại này tâm linh đụng nhau, để hắn thần hồn oanh minh. Một khắc này, niềm tin thành chúng sinh thần niệm, dung hội tiến trên người hắn mấy chục tỷ giới tử bên trong. Cái này vô hình chúng sinh niềm tin, chính là đế hoàng thần ý, chất dinh dưỡng. Hô hô hô, đã từng đình trệ đế hoàng thần ý, lại lần nữa tăng trưởng. Giới tử bên trong, mỗi một chiếc đông hoàng kiếm, đều tại ngưng thực, mở rộng, mạnh lên. Bọn họ vững vàng cắm ở vô hình thiên tinh luân phía trên, chấn thủ năng lực càng ngày càng mạnh. Ong ong ong. Đến từ cửu long đế quân cuồng nhiệt biển động, toàn bộ hội tụ tại Lý Thiên Mệnh cái này bất bại thiên tài đế hoàng thần ý phía trên. Có lẽ, đây mới là cái gọi là giới thần con đường. Hắn toàn thân sảng khoái, có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Đế hoàng thần ý trưởng thành, cũng để khí chất của hắn, càng giống là một vị tuyệt thế đế hoàng. Đến. Lý Thiên Mệnh không sợ bày ra chính mình. Hắn đế hoàng thần ý đột phá ràng buộc, đã có trùng kích tinh tướng thần cảnh cấp 7 tư cách. Đây là một trận thật không thể tin đại thắng. Nó chấn phấn hiên viên Long Tông bị đánh áp, khi nhục sau nhân tâm. Coi như song phương giao chiến là đệ tử, mỗi người bọn họ thân phận chỗ biểu tượng ý nghĩa, đều quá lớn. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới có thể trở thành cửu long đế quân những trưởng bối này trong mắt cường giả trụ cột tinh thần. Dầm dầm dầm. Hắn thì đứng trên đỉnh núi, giang hai cánh tay, lấy một cỗ tư thái cuồng ngạo,
quay người đối mặt với cái kia 20 triệu trật tự thiên tộc cùng 10 triệu ẩn long điện cường giả. Hắn đang hấp thu hằng tinh nguyên. Thân thể của hắn, tựa như là một cái vô địch vòng xoáy. Một cái 20 mấy tuổi thiếu niên, trên người hắn lực lượng, đã vô hạn tới gần những thứ này tu hành mấy trăm năm hơn ngàn năm trưởng bối. Ong ong, cuồng bạo hằng tinh nguyên lực lượng, hội tụ thành hỏa diễm giang lưu, theo bốn phương tám hướng quán thâu đến trên người hắn. Làm hằng tinh nguyên cùng cấp 7 thần tai kiếm khí va chạm vào nhau thời điểm, hình ảnh càng thêm kích thích. Đầy trời đều là hỏa diễm dòng nước lũ cùng kiếm khí vòng xoáy, toàn bộ đều giống như thần dân, vây quanh hắn cái này đế hoàng chuyển động. Lý thần giám vừa mới đuổi theo ra tới. Vị này đế tôn chi tử, vốn muốn tiếp tục động thủ, có thể nhìn đến Lý Thiên Mệnh vậy mà tại hấp thu hằng tinh nguyên. Hắn lại ngây ngẩn cả người. Sau đó, hắn giờ phút này, hoàn mỹ trở thành bối cảnh tấm. Hắn giận tức tối đuổi theo, tâm lý lại nghĩ thắng, lúc này thời điểm đều không cách nào động thủ. Bởi vì cái này thực sự quá rơi cách. Làm gì chứ, thắng bại chưa phân, đừng tại đây giả thần giả quỷ. Lý thần giám cười lạnh nói. Đáng tiếc, căn bản không ai trả lời hắn. Hơi có vẻ xấu hổ. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh còn tại tự mình lấy hấp thu hằng tinh nguyên, tăng cường tinh luân nguyên lực. Hiên Viên Long Tông bên này, Cửu Long Đế Quân còn đang vì của hắn thắng lợi gieo hò, mừng rỡ như điên. Xem xét lại trật tự thiên tộc cùng ẩn long điện bên kia, người người đều lạnh lùng nhìn lấy phần long luyện ngục cửa động hình ảnh. Lý thần dám đứng tại Lý Thiên Mệnh cách đó không xa, đi cũng không được, đánh cũng không được. Trong lúc nhất thời, đường đường đế tôn chi tử, giống như là một cái kẻ ngu. Lý Thiên Mệnh, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lại không đình chỉ, ta cũng không khách khí. Lý thần dám nói, vẫn không ai phản ứng đến hắn. Trong mắt của mọi người, hắn đã thua a. Mất mặt xấu hổ. Lần này mỉa mai tiếng cười, đến từ Hiên Viên Long Tông. Một khi có người trào phúng, lập tức liền là rời núi lấp biển, toàn bộ rơi vào cái này đế tôn chi tử trên thân. Cút nhanh lên đi Lý thần giám, vừa mới đều làm con rùa đen rút đầu, thua như thế triệt để, hiện tại còn làm bộ kiên cường. Hắn đơn giản là muốn tìm một cái hạ bậc thang. Đường đường đế tôn chi tử, quá đáng xấu hổ. Hơn 50 tuổi a, so Lý Thiên Mệnh lớn gấp đôi trở lên, lại bị đánh tan. Đường đường trật tự thiên tộc, còn có người sao? Lý Thiên Mệnh nói không sai, Thái Dương đế tôn 10 con trai, đều là giá áo túi cơm. Câu này câu nói, một cái kia cái chế nhạo ánh mắt, đối Lý thần dám tới nói, đều là đâm vào ở ngực kiếm. Không, còn không có đánh xong. Hắn còn tại kiên trì. Đáng tiếc liền sau lưng trật tự thiên tộc, đều không người làm hắn nói chuyện. Có lẽ, đối diện cảm thấy đã đầy đủ mất mặt, không muốn quá mở miệng. Tiểu Cửu Hoàng, về tới trước đi. Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm không sợ đắc tội hắn, bài trước tiên là nói về câu nói này. Sắc mặt của hắn phá lệ bình thản. Bình thản giống như là một đầm nước đọng. Có thể người quen biết hắn đều biết, lần này Lý Thiên Mệnh cho trật tự thiên tộc, cho bọn hắn mang tới đả kích, thực sự quá lớn. Đúng. Lý Dược Sư, Trúc Long Hoàng bọn họ, đều nhẹ gật đầu. Dây dưa nữa, càng khó coi hơn. Lý Thiên Mệnh dung luyện phần long luyện ngục, ngũ kiếm bạo phát, đánh tan hai cái chính đại thần giám, từng cảnh tượng ấy bọn họ thấy rất rõ ràng. Giờ phút này, cái này tiếp cận 30 triệu mặt người sắc tái nhợt, biểu lộ cứng ngắc, chính là trong lòng xấu hổ thể hiện. Theo Lý Hạo Thần đến Lý Thần Giám. Thế hệ tuổi trẻ thiên tài, trật tự thiên tộc cơ hồ bị thu phục. Coi như bên này còn có một cái, Long Nhân Xá, là ẩn Long Điện từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Thế nhưng là, để hắn ra sân cầm xuống Lý Thiên Mệnh, như vậy ý nghĩa gì? Gấp 2 tuổi tác kém, là không thể cải biến sự thật. Ây! Lý Thần Giám nhìn lại trật tự thiên tộc. Như hắn tưởng tượng như thế, mọi người thất vọng, sa sút, sỉ nhục, so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng. Điều này nói rõ, hắn thành công lấy sức một mình, là địch nhân chèn ép chính mình người sĩ khí. Vô công! Có tội! Não tử lại lần nữa trống không? Không! Hắn để mắt tới giờ phút này hào tình vạn trượng Lý Thiên Mệnh. Chết! Có lẽ chỉ có giết hắn, mới có thể đòi lại mặt mũi. Mới có thể cứu vãn hết thảy. Trật tự thiên tộc lạnh lùng, ít nhiều khiến hắn có chút đi lên cực đoan. Tại Lý Thiên Mệnh lúc tu luyện động thủ, quả thực vô sỉ đến cực hạn. Hắn vung vẩy Đông Đế Thần Giản, trực tiếp từ phía sau bổ về phía Lý Thiên Mệnh trán. Một khi trúng đích,
đầu này khẳng định phải nổ. Trong lúc nhất thời, vạn chúng kinh hô. Bị ổi. Tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, ai cũng chi phối không được. Duy chỉ có Lý Thiên Mệnh có thể cứu mình. Mọi người trừng to mắt. Trong nháy mắt này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, cắt đứt tu hành, trong tay Đông Hoàng kiếm quét ngang trở về. Làm. Đây là thực sự cứng đối cứng. Đông Đế Thần Giản cùng Đông Hoàng kiếm chấn động cùng một chỗ, thời khắc này Lý Thiên Mệnh, không còn chút nào nữa lui lại. Rất hiển nhiên, tu vi của hắn tăng lên. Ngươi thật là phiền. Thiếu niên ánh mắt lạnh lùng lóe lên, trong tay Đông Hoàng kiếm đứng vững Đông Đế Thần Giản trong nháy mắt, cái kia Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Long huyết thần hoang, thì bọc tại trên thân. Kim sắc Đông Hoàng kiếm, đứng vững Đông Đế Thần Giản mấy lần đập loạn, tay trái màu đen Đông Hoàng kiếm nhanh như mãnh long. Đây là gần trong gang tấc giao phong, lại nhanh lại hung mãnh. Ngươi lựa chọn mất mặt xấu hổ, ta thành toàn ngươi. Tu vi cảnh giới nhanh đến đạt tinh tướng thần cảnh cấp 7 sau Lý Thiên Mệnh, so với vừa nãy còn mạnh hơn. Siêu siêu siêu. Năm đạo cấp 7 thần tai kiếm khí, toàn bộ hội tụ tại màu đen Đông Hoàng kiếm phía trên. Hắc Long, Thâm Uyên kiếm thứ. Một chiêu đâm xuyên, lấy kiếm thể chi thần uy thi triển, hỗn độn tinh tướng cùng luân hồi tinh tướng phủ đầu bao phủ tại Lý Thần Giám trên thân. Đương đương đương. Kim kiếm quét ngang, tay trái hắc ám tí nắm hắc kiếm, Lý Thiên Mệnh tại thời khắc này, song kiếm hợp bích, một chiêu tiếp lấy một chiêu, hoàn toàn biểu hiện ra siêu cường cận chiến thiên phú. Rầm rầm rầm. Lý Thần Giám thức thần chính đại thần giám lại chấn áp lên tới. Thế mà trước lúc này, luân hồi tinh tướng đem tay trái tay phải phía trên kiếp phòng thức thần chi lực, cùng tinh luân nguyên lực cùng một chỗ phóng thích, song kiếm hợp bích, kiếm khí hộ thể. Phốc phốc. Nhanh như lôi đình. Siêu. Tại kim kiếm đứng vững Đông Đế Thần Giản đồng thời, hắc kiếm mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh cái kia tráng kiện hắc ám tí, trực tiếp nắm hắc kiếm, xuyên thấu Lý Thần Giám hộ thân cương khí. Đao kiếm không có mắt. Phốc phốc. Vị trí hiểm yếu xuyên thủng. Ách. Lý Thần Giám trừng to mắt, thân thủ về sau sờ một cái, Đông Hoàng kiếm màu đen mũi kiếm, đã theo hắn gáy bên trong xuyên ra ngoài. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh quất ra kiếm. Ngươi. Hắn trừng to mắt, nhãn cầu cơ hồ rớt xuống. Lần này, hắn dùng hết toàn lực. Nhưng là, hắn bị bại càng thêm triệt để. Tới gần về sau, hắn phát hiện đối thủ này càng đáng sợ. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh thật đột phá. Thừa nhận sao, ngươi triệt để thua. Quất ra màu đen Đông Hoàng kiếm về sau, Lý Thiên Mệnh lập tức phi thân trở ra. Siêu. Đoạt mệnh bạc long bay ra ngoài, trong nháy mắt nối liền đuổi tới Dương Sách. Dương Sách kéo lại đoạt mệnh ngân long, đột nhiên hất lên, trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh kéo tới. Chỗ lấy nhanh như vậy, là bởi vì đối diện trật tự thiên tộc Lý Tiêu Diêm đến đây. Lý Thiên Mệnh rời đi trong tích tắc, cái này kim bào nam tử thì xuất hiện ở Lý Thần Giám trước mắt. Cứu, cứu ta. Lý Thần Giám bưng bít lấy vị trí hiểm yếu, thống khổ dẫy dụa nói. Không có việc gì, không chết được. Lý Tiêu Diêm bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy Lý Thần Giám, trực tiếp rời đi. Toàn trường lại lần nữa tĩnh mịch. Kỳ thật phía trên, Lý Thần Giám có chết hay không, đã không quan trọng. Thảm bại, cùng chết không có gì khác biệt. Hắn đối Lý Thiên Mệnh dây dưa không nghỉ, lần nữa thảm bại, sẽ chỉ làm đối diện lại ném một lần mặt. Lần này càng triệt để hơn. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh là có thể làm thịt hắn. Hắn không có làm như thế, chỉ là cho trật tự thiên tộc một điểm cuối cùng mặt mũi. Dù sao, lần này là Lý Thần Giám đánh lén hắn, coi như bị giết, hắn đều rất mất mặt. Oanh! Song phương ngăn cách về sau, tràng diện lại lần nữa oanh động, Cửu Long Đế Quân bên này càng thêm khô nóng. Chiến ý 10 phần. Nói thật, nếu như vào lúc này, song phương bạo phát đại chiến, dù là Hiên Viên Long Tông ít người, đối diện đều phải chịu không nổi. Ông! Lý Thiên Mệnh mượn đoạt mệnh ngân long, về tới Thất Long Hoàng bên người. Tiêu Tiêu, trả lại ngươi. Long huyết thần hoang ném một cái, lại lần nữa về tới Lâm Tiêu Tiêu trong tay. Tình cảnh này, càng chứng minh Lý Thần Giám lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tự rước lấy nhục, ha ha. Chấn Thiên vui cười, càn quét lái đi. Không hề nghi ngờ, lần này về sau, song phương sẽ chỉ càng thêm đối lập. Bất quá tối thiểu nhất, một đoạn thời gian trước bị trật tự thiên tộc lấn ép biệt khuất, quét sạch sành xanh. Cửu Long Đế Quân, nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm. Bọn họ vây quanh Lý Thiên Mệnh, đem hắn xem như tương lai hy vọng.
ánh mắt càng là kính trọng, Lý Thiên Mệnh có thể lấy được chúng sinh chi lực thì càng nhiều. Xem xét lại đối diện, tiếp trở về nửa chết nửa sống Lý Thần Giám về sau, sắc mặt bọn họ càng lạnh lùng hơn. Thời khắc này trật tự thiên tộc, hoàn toàn không có cách nào ngẩng đầu. Tản! Lý Tiêu Diêm thậm chí không muốn nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh. Đều trở về. Trúc Long Hoàng cũng trầm giọng an bài. Ông! Trật tự thiên tộc đã sớm không ở lại được nữa. Vô duyên vô cớ ăn phải con ruồi, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, phẫn uất rời đi, nguyên một đám ánh mắt u ám, khuôn mặt sưng đỏ. Ẩn Long Điện bên này, cùng trật tự thiên tộc vinh nhục cùng hưởng, tự nhiên cũng là mặt đỏ tới mang tai. Trật tự thiên tộc, không người nối nghiệp. Tại bọn họ lúc rút lui, Cửu Long Đế Quân bên này có người hô to. Phốc! Bị dơ lên rút lui Lý Thần Giám, tức giận đến phun ra một ngụm máu. Chờ bọn hắn đều co lại về tới 3.000 Thiên Long Phong, Cửu Long Đế Quân bên này, mặc kệ già trẻ nam nữ, đều vẫn vây quanh Lý Thiên Mệnh. Tại bọn họ nóng rực ánh mắt bên trong, Lý Thiên Mệnh đế hoàng thần ý, còn đang kéo dài trưởng thành. Như có một ngày, có thể trở thành chân chính hằng tinh nguyên đế hoàng, vậy ta bản thân, chẳng phải là tương đương với có thể sử dụng chúng sinh lực lượng tinh thần thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh quá khát vọng ngày nào đó đến. Chỉ là hắn biết, muốn trở thành một cái chân chính vĩnh hằng đế hoàng, hắn muốn làm, học, còn có rất rất nhiều. Đại Thánh Long Phong, Thánh Long Thần Điện. Xương máu tràn ngập, quỷ ảnh tầng tầng, cung điện, bàn long trụ, long ỷ, bây giờ đều biến đến âm u quỷ quyệt, dường như nơi này là địa ngục hoàng tuyền. Thần điện bên trong, Trúc Long Điện ba vị Long Hoàng, còn có Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư năm người, xếp thành một hàng. Ở trước mặt hắn, là quỳ trên mặt đất Lý Thần Giám. Hắn sắc mặt tái nhợt, trọng thương còn chưa khỏi. Cả người hơi hơi phát run, ánh mắt càng là tán loạn. Cô, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lý Thần Giám một tay bưng bít lấy cổ họng nói chuyện, vị trí này có quá nhiều giới tử bị vỡ nát, còn xương cột sống đều cơ hồ bị phá gãy mất. Hắn nhất định phải chống đỡ cổ của mình, đầu cũng sẽ không lệch ra đến lệch ra đi. Tại hắn đau thương lúc nói chuyện, phía trước trong xương máu, một cái quỷ ảnh bay ra. Lý Thần Giám khẽ ngẩng đầu. Làm hắn nhìn đến Lý Vô Song thời khắc này bộ dáng thời điểm, nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, da đầu càng là run lên. Quá xấu. Mặt mũi hung dữ, đều không đủ lấy hình dung. Cái này căn bản không phải người, mà chính là một bộ mùi hôi nhiều năm thi thể. Lý Thần Giám chỉ có thể cúi đầu xuống. Hắn lo sợ không yên nói. Cô, ta không muốn vì trật tự thiên tộc mất mặt, thực lực của ta mức độ tại cái này, phát huy cũng không có vấn đề gì. Nhưng ta chính là không nghĩ ra, cái này Lý Thiên Mệnh, hắn đến cùng cực hạn ở nơi nào, hắn có khả năng căn bản không phải 20 mấy tuổi. Đinh đinh đinh, Lý Thần Giám lúc nói chuyện, chợt nghe dạng này thanh âm thanh thúy. Hắn sau khi nói xong có chút sững sờ, sau đó khẽ ngẩng đầu, bất ngờ nhìn đến Lý Vô Song chính nắm Thiên Nguyệt Thần Ma. Vừa rồi thanh âm thanh thúy kia, chính là Thiên Nguyệt Thần Ma mũi đao, ma sát mặt đất thanh âm. Mà lúc này, Lý Vô Song hai chân đã tại trước mắt hắn. Thiên Nguyệt Thần Ma, cũng tại trước mắt hắn. Cô, Lý Thần Giám đột nhiên một cái giật mình. Thì trong chớp nhoáng này, quá nhanh, chỉ nghe vèo một tiếng, giống như có đồ vật gì, theo trên cổ mình lướt tới. Lý Thần Giám tập trung nhìn vào. Lý Vô Song trong tay Thiên Nguyệt Thần Ma. Giống như đang rỉ máu. Hắn cảm giác, thế giới có chút sai lệch. Soạt, thế giới điên đảo. Hắn vậy mà thấy được thân thể của mình. Phía trên không có đầu. Ta đang nằm mơ. Lý Thần Giám cảm giác hơi mệt. Từ từ, hắn nhắm mắt lại. Hắn trong lòng suy nghĩ, tỉnh ngủ liền tốt. Khả năng hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Chỉ là tại, chìm vào giấc ngủ trước, hắn cảm giác hơi có chút ồn ào. Đó là ba vị Long Hoàng cùng Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư thanh âm, bọn họ giống như tại tranh chấp cái gì. Đến cùng tranh chấp cái gì đâu. Không quan trọng. Dù sao có chút buồn ngủ. Tí tách, Thiên Nguyệt Thần Ma còn đang rỉ máu. Hắn Lý Thần Giám, đầu trật tự chi địa phía trên, tốt nhất 10 cái thai một trong. Người cực kỳ hâm mộ. Cũng là kết thúc có chút vội vàng. Còn có chút giả tưởng. Cô giết ta. Lý Thần Giám trong giấc mộng toát ra nụ cười. Hắn đang nghĩ, làm sao có thể chứ? Chớ ồn ào, liền nói hắn thụ thương quá nặng, không có chịu nổi, tính toán tại Lý Thiên Mệnh trên đầu. Trong bóng râm,
Lý Vô Song ngồi ở phía trên long ỷ, bắt chéo hai chân. Cái kia một đôi thầm trong mắt màu đỏ, ngay tại nhìn chăm chú chính mình buồn tẻ, héo rút cháy đen ngón tay. Nàng nhìn đến say sưa ngon lành, giống như đã thành thói quen. Là, thế nhưng là Vô Song cô nương, ta ý tứ, này làm sao hướng đế tôn bàn giao a? Lý Dược Sư vẻ mặt đau khổ, nhìn trên mặt đất Lý Thần Giám cái kia mỉm cười ngủ đầu, tâm lý một trận rét lạnh. Đây chính là đế tôn chi tử a. Hổ dữ không ăn thịt con. Như là con của mình bị giết, liền xem như muội muội mình, vậy cũng phải ruột gan đứt từng khúc a. Ngươi quan tâm cái gì? Hắn muốn tìm phiền toái, cũng là tìm ta, liên quan gì đến ngươi? Lý Vô Song hất cằm lên, ngắm hắn liếc một chút, lãnh khốc cười một tiếng, nói, lại nói, hắn thiếu nợ ta có thể nhiều, nhi tử mà thôi, hắn còn nhiều, rất nhiều, chết lại mấy cái cũng không sao, dù sao cái này 10 cái phế vật, không có thể kế thừa hắn y bát. Là, Trúc Long Hoàng, Lý Dược Sư bọn người, cúi đầu đáp ứng. Ta đến xử lý, để tiểu cửu hoàng thi thể trở về trật tự thiên tộc, để tộc nhân nhìn một chút hắn, tối thiểu có thể gây nên toàn tộc cộng phẫn. Lý Tiêu Diêm cắn răng nói. Đúng, các ngươi nhìn xem, bị chết có nhiều giá trị. So còn sống dùng tốt nhiều. Lý Vô Song nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này, miệng nhanh đến trên lỗ tai đi, tại chỗ năm vị đều là cường giả, lại nhìn sợ nổi da gà. Ha ha, Lý Vô Song giống như thói quen bọn họ loại vẻ mặt này. Nàng càng ngày càng không cần thiết. Đã từng chính mình là cái dạng gì? Giống như nhanh quên. Thương Long Tuyền cho ta, phòng bế phần long luyện ngục, thật tốt tra một chút, cái này Lý Thiên Mệnh là làm sao đi xuống, tra một chút kết giới phải chăng có hắn khác thông đạo. Lý Vô Song nói, là, Trúc Long Hoàng chỉ có thể giao ra Thương Long Tuyền. Cầm tới Thương Long Tuyền về sau, Lý Vô Song bắt đầu cười khẽ, từ từ vùi ở đã từng thuộc về Thánh Long Hoàng trên long ỷ. Đôi mắt kia, mê say nhìn lấy ngón tay của mình, 10 cái tàn phá, xấu xí ngón tay. Ở trong mắt nàng tựa như là châu báu một dạng. Nàng thậm chí xuất ra tấm gương, tại quan sát lấy mặt mình, thỉnh thoảng phát ra thiếu nữ giống như kiều mị tiếng cười. Trúc Long Hoàng bọn người, chứng kiến tình cảnh này, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh, trực tiếp theo ngón chân phóng tới đỉnh đầu. Năm người liếc nhau, toàn thân thật lạnh. May mắn đúng vào lúc này, một cái truyền tin thạch chạy như bay tới, rơi vào Trúc Long Hoàng trên tay. Bóng người màu vàng, bỗng nhiên xuất hiện. Đế tôn, năm người toàn bộ quỳ trên mặt đất, chỉ có phía trên Lý Vô Song, còn tại si mê nhìn lấy ngón tay của mình, giống như là vừa ra đời hài tử hiếu kỳ bắt tay vào làm chỉ một dạng. Trúc Long Hoàng năm người, thật không dám ngẩng đầu. Bởi vì bọn hắn biết, Thái Dương Đế Tôn khẳng định nhìn đến Lý Thần Giám đầu người chia lìa. Vừa nghe nói Lý Thần Giám đang chơi trò xiếc đâu, nhanh như vậy liền ngủ mất nữa nha. Quả thật đúng là không sai, Thái Dương Đế Tôn thấy được. Chỉ là, cái kia bóng người màu vàng, xem ra quá mức bình tĩnh. Hắn tựa như là chứng kiến một người xa lạ tử vong một dạng, một chút nhún nhún vai, sau đó, tựa hồ liền đem việc này đi qua. Thông ra, bóng người màu vàng óng hô một tiếng. Không ai đáp lại. Minh Long Hoàng nhẹ nhàng đụng phải Trúc Long Hoàng một chút. Trúc Long Hoàng cái này mới phản ứng được, đây là tại gọi mình đây. Hắn vội vàng đầu đầy mồ hôi, nói, đế tôn. Có thuộc hạ. Chúc mừng ngươi, chúng ta con gái hôn kỳ đã định, ta quyết định tại sau 44 ngày hiên viên Long Tông, khởi nguyên tiết ngày, cho bọn hắn cử hành hôn lễ, đem nữ nhi của ta, chính thức gả cho các ngươi hiên viên Long Tông. Hôn lễ chi địa tuyển định các ngươi hiên viên Long Tông, Thủy Long Động. Đến lúc đó, cái này một khỏa hằng tinh nguyên phía trên nhân vật có mặt mũi đều sẽ đến. Bản tôn cũng sẽ đích thân buông xuống. Bóng người màu vàng óng nói. Đúng. Cảm tạ đế tôn, cảm tạ trật tự thiên tộc, cảm tạ cửu nguyệt thần nữ. Trúc Long Hoàng quỳ xuống đất dập đầu. Bên cạnh hai vị Long Hoàng, đồng dạng kích động dập đầu. Đừng như vậy, chúng ta thế nhưng là thông gia, là bình đẳng, hiểu không? Bóng người màu vàng óng nói. Hiểu, hiểu. Trúc Long Hoàng kích động nói. Thế nhưng là hắn hiểu được, nghe được hôn lễ chi địa là Thủy Long Động, nơi này về sau, cái gọi là bình đẳng căn bản không có khả năng. Bởi vì, Thủy Long Động, là một nơi đặc thù. Đó là hiên viên Long Tông tổ địa. Tổ địa thành hôn, mộ phần nhảy. Cuộc hôn lễ này đến cùng ý vị như thế nào, làm cấp dưới, Trúc Long Hoàng đến thời khắc này, mới chính thức ý thức được. 44 ngày,
thời gian rất gấp, các ngươi tốt sinh chuẩn bị, nữ nhi của ta muốn chính là một trận trên thế giới này thịnh đại nhất hôn lễ. Thiên bảng đệ nhất tông môn người thừa kế, cùng nữ nhi của ta hôn lễ, nhất định muốn có một không hai, cái này là nhiệm vụ của các ngươi, nhất định muốn làm tốt lắm, minh bạch. Bóng người màu vàng óng nói. Đúng, đế tôn, nhất định lấy thịnh đại nhất quy cách, tuyệt đối truyền vang ngàn vạn năm. Trúc Long Hoàng kích động nói. Hắn nhanh lệ nóng doanh tròng. Rất tốt, ta chờ cái này một cái đựng lễ lớn đến, đây là toàn bộ trật tự chi địa việc vui. Bóng người màu vàng óng, dần dần tiêu tán. Truyền tin thạch rơi trên mặt đất, mặt ngoài dần dần dịn ra máu tươi, đem nhuộm thành màu đỏ, về sau, lại dung hóa thành dịch thể, hợp thành một cái, hỉ chữ. Lý Thần giám đầu, ngay tại cái này, hỉ chữ bên cạnh. Khóe miệng của hắn cái kia an tường nụ cười, dường như cũng tại vì cái này thịnh thế hôn lễ, mà cảm thấy mừng rỡ. 7000 địa Long Sơn, tiểu thánh Long Phong. Theo phần Long luyện ngục trở về, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu cùng Thất Long Hoàng, Dương Sách bọn người, đều về đến nơi này. Thiên Viên Long Tông đệ tử trẻ tuổi nhóm, đang quan chiến về sau, mang hỏa nhiệt, tự hào tâm tình, tiếp tục trở về Hồng Liên giới Long Kết giới. Tuy nói trận này đại thắng, chấn phấn Hiên Viên Long Tông sĩ khí, đặt vững tương lai chống lại cơ sở. Bất quá, Thái Dương Đế Tôn cùng trật tự thiên tộc bóng mờ, vẫn bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Không có Vạn Tông chèo chống, chỉ có Hiên Viên Long Tông tiếp nhận mặt trời này bá chủ áp lực, thật là có chút một cây chẳng chống vững nhà. May mắn Lý Vô Song đổi ba cái Long Hoàng an nguy, còn không đến mức quá bị động. Thế mà, 15 triệu, thần nữ hộ vệ đội, đến, trật tự thiên tộc, cuối cùng là phải có động tác. Chỉ lúc trước, Lý Thiên Mệnh nghĩ không ra bọn họ có thể sẽ có thủ đoạn. Mà lần này, làm trật tự thiên tộc xâm lấn, cùng Lý Khinh Ngữ hôn lễ liên hệ với nhau thời điểm, một trận nguy cơ rõ ràng buông xuống, như là bóng ma bên trong hung thú, rốt cục hiển lộ ra nanh vuốt. Vừa trở lại tiểu thánh Long Phong không lâu, Ngân Trần thì nói cho Lý Thiên Mệnh, tại, đại thánh Long Phong, bên kia, Lý Vô Song cũng đã đem chiến bại Lý Thần dám giết đi. Mà lại, còn muốn tính tới trên đầu mình. Lý Thiên Mệnh vội vàng đem chuyện nào, nói cho Thất Long Hoàng bọn họ. Cái gì? Tại chỗ tám một trưởng bối, biểu lộ đều kinh hãi. Đế tôn muội muội giết hắn nhi tử, còn vụ oan cho ngươi. Thánh Long Hoàng lắc đầu, cau mày. Lý Vô Song, thật là. Long Uyển Oánh càng thêm phát hiện, nàng giống như càng đáng sợ. Vấn đề là đế tôn lại không biết chân tướng sao. Ngươi nói Trúc Long Hoàng bọn họ đều tại hiện trường, lại trợ giúp Lý Vô Song giấu giếm. Thanh Long Hoàng hỏi. Muốn là Thái Dương Đế Tôn biết rõ nói ra chân tướng, vậy coi như khó chịu. Tử Long Hoàng đồng dạng lắc đầu. Đế Tôn chi tử chết đi, có thể coi là tại Lý Thiên Mệnh trên đầu, đủ để gây nên toàn bộ trật tự thiên tộc thống hận hắn. Lý Thiên Mệnh nếu không phải sợ dễ dàng dẫn bạo mâu thuẫn, cho đối phương gia tăng nhân thủ lấy cớ, tại phần Long luyện ngục, liền trực tiếp chấm dứt rơi hắn. Các vị, ý nghĩ của các ngươi sai. Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Có ý tứ gì? Thánh Long Hoàng hỏi. Lý Vô Song căn bản không có, muốn hướng Thái Dương Đế Tôn giấu giếm chân tướng ý tứ. Lý Thiên Mệnh đem nàng tại giết người sau nói lời, thuật lại một lần. Nghe nói như thế, mọi người tại đây sợ ngây người. Ta không nghe lầm chứ? Đế Tôn chi tử địa vị thấp như vậy sao? So ra kém Cửu Nguyệt thần nữ coi như xong, liền Lý Vô Song, đều có thể tùy tiện giết. Thương Long Hoàng một bộ khó có thể tin biểu lộ. Tất cả mọi người biết rõ Vô Song cô nương so đế hậu còn muốn quyền thế ngập trời. Lý Thần dám, Lý Hạo Thần những thứ này, tôn kính, ủng hộ nàng, cái kia cũng bình thường. Có thể tùy tiện chém giết, đó là một loại khác khái niệm. Quả thực thì cùng nô tài giống như. Đế tôn thật không thèm để ý. Dù sao cũng là thân sinh cốt nhục a, cái này, chỉ có thể nói cái này một đôi huynh muội, thật sự là thiên cổ biến thái đệ nhất, kỳ hoa. Long Uyển Oánh căm hận nói. Bọn họ đều là làm phụ mẫu, khẳng định biết mình đối cốt nhục huyết nhục thích. Chính vì vậy, mới lộ ra Thái Dương Đế Tôn cùng Lý Vô Song, đều là như thế không bình thường người. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Thánh Long Thần Điện bên kia, Thái Dương Đế Tôn truyền tin thạch đã xuất hiện. Ngân Trần Chính đang thu thập đối thoại của bọn họ. Lý Thiên Mệnh gần như là thời gian thực, giam thính bên kia hết thảy. Hắn lắc đầu, nói, không sai. Thái Dương Đế Tôn thật đúng là không thèm để ý, hắn đã biết Lý Thần dám chi chết rồi, nhưng cũng liền nhìn thoáng qua,
cũng không có trách cứ Lý Vô Song, mà là tại cùng Trúc Long Hoàng đàm luận sự tình. Kỳ hoa! Long Uyển Oánh đều không còn gì để nói. Cốt nhục chí thân a, nghĩ như thế nào? Vẫn là nói đến máu lạnh vô tình, mới có thể đứng tại chúng sinh đỉnh phong. Thế nhưng là, hắn lại không giống như là một cái người có máu lạnh, hắn đối Lý Vô Song quá tốt rồi. Long Hoàng nhóm trong mắt, cái này Thái Dương Đế Tôn biến đến càng thêm thần bí khó lường. Nói thật, dạng này người, suy nghĩ không thấu, mới gọi đáng sợ nhất. Thánh Long Hoàng ánh mắt thâm trầm nói. Cái kia thiên mệnh làm sao bây giờ? Đối phương sẽ hay không lấy Lý Thần Giám cái chết vì lấy cớ, tiếp tục tăng binh. Long Uyển Oánh hỏi. Chọc giận trật tự thiên tộc là khẳng định, bất quá bọn hắn vốn là muốn cầm xuống chúng ta, khác nhau sẽ không quá lớn. Trước nghe một chút Thái Dương Đế Tôn nói thế nào đi. Thiên mệnh, hắn cùng Trúc Long Hoàng đang đàm luận cái gì? Thánh Long Hoàng hỏi. Có Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú tại, bọn họ gần nhất mới nắm giữ một số quyền chủ động. Mặc kệ đối phương có cái gì hành động lớn, mấy người cùng một chỗ, đều phải trước thảo luận. Lý Thiên Mệnh tại Đại Thánh Long Phong lưu lại nhiều nhất ngân trần, thường thường đều có thể tạo được quan trọng tác dụng. Đang thảo luận Long Nhân Xá cùng Khinh Ngữ Hôn Kỳ. Lý Thiên Mệnh nói. Định thật sao? Long Uyển Oánh hỏi. Chờ một lát. Lý Thiên Mệnh còn tại cùng ngân trần giao lưu. Đại khái một phút sau, hắn mới từ ngân trần bên này, thu hoạch đến hoàn chỉnh tin tức. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đem có quan hệ tại 44 ngày, Thủy Long Động, mời thiên hạ cường giả cử hành thịnh thế hôn lễ, các loại tin tức, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đều nói cho Thất Long Hoàng. Sau khi nói xong, hắn nhìn sau lưng Dạ Lăng Phong liếc một chút. Kỳ thật, đây là nhất định sẽ tới kiếp nạn. Bọn họ sớm có chuẩn bị tâm tư. Đến hôm nay kỳ định ra, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh vẫn là Dạ Lăng Phong, đều có một loại mãnh liệt cấp bách cảm giác. Dường như cổ đã bị người bóp lấy, khó có thể thở dốc. Dạ Lăng Phong càng là sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi phần Long luyện ngục chi chiến, vừa mới thấy được nàng. Nhưng bây giờ, thì phải đối mặt loại này bị vận mệnh nghiền ép cục diện. Đối bọn hắn những người tuổi trẻ này tới nói, cái kia chí cao vô thượng Thái Dương Đế Tôn, chính là cái này hằng tinh nguyên trên thế giới vận mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hướng hắn gật gật đầu. 44 ngày. Chớp mắt thì sẽ tới. Bọn họ bọn này đến từ Viêm Hoàng Đại Lục người trẻ tuổi, tương lai sống hay chết, chỉ sợ cũng nhìn lần này. Thế mà, Lý Thiên Mệnh lớn nhất không nghĩ tới chính là, liên quan tới cuộc hôn lễ này, Thất Long Hoàng bọn họ phản ứng kịch liệt hơn, kháng cự. Bình thường mà nói, Lý Khinh Ngữ hôn sự, nhưng thật ra là Lý Thiên Mệnh chuyện riêng của bọn hắn. Khả năng liên quan đến không đến, Hiên Viên Long Tông sinh tử tồn vong. Bất quá, hắn phát hiện, lấy Thánh Long Hoàng cầm đầu, nghe xong những thứ này về sau, trên cơ bản ở vào, nổi giận, trạng thái. Thủy Long Động. Bọn họ nguyên một đám cắn răng hô lên ba chữ này, sắc mặt đều có chút hứa bóp méo. Thái Dương Đế Tôn, quả thật bị ổi, vô sỉ, bị ổi một tiểu nhân. Xem ra hắn muốn đem nữ nhi gả cho Ẩn Long Điện, đồ cũng không chỉ là để 20 triệu trật tự thiên tộc thời gian dài ở lại đây. Thánh Long Hoàng, chúng ta vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn hắn đi Thủy Long Động quấy rối, đúng không? Long Uyển Oánh hỏi. Đây là đương nhiên. Mấy vị lớn tuổi Long Hoàng, cơ hồ trăm miệng một lời mà nói. Vô cùng kiên định, thậm chí có thấy chết không sờn ý chí. Rất hiển nhiên. Hôn lễ chỉ địa định là, Thủy Long Động, khẳng định là có vấn đề. Sau đó Lý Thiên Mệnh liền hỏi, Oánh Di, cái này Thủy Long Động là địa phương nào đâu? Đối với Lý Thiên Mệnh, kiến thức nông cạn, Long Uyển Oánh sớm đã thành thói quen. Tại cái khác Long Hoàng nhóm, tại thương nghị như thế nào đối kháng thời điểm, Long Uyển Oánh cùng Lý Thiên Mệnh đứng tại bên cạnh, vì hắn giảng giải. Thủy Long Động, nói như thế nào đây? Nó là Thái Dương Vạn Tông cương vực bên trong, đặc thù nhất một nơi. Cổ lão, trang trọng, tương truyền đó là chúng ta Hiên Viên Long Tông khởi nguyên chi địa. Tại vô cùng cổ lão thời điểm, chúng ta tổ tiên, vẫn chỉ là phổ thông nhân tộc, hắn chính là tại Thủy Long Động, gặp một cái gọi là, bản nguyên chi long, thần long, ký kết huyết thần khế ước, bắt đầu cộng sinh tu luyện, sau đó truyền thừa xuống chúng ta nhất tộc, thần long cộng sinh thú, cũng biến thành theo xuất sinh thì xen lẫn bản nguyên thú, thẳng đến sinh sôi đến hôm nay, có ức vạn long trùng. Bản nguyên chi long. Huyết thần khế ước. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, hỏi, chúng ta bản nguyên thú tộc, là theo huyết thần khế ước bắt đầu sao? Tại Viêm Hoàng Đại Lục, huyết thần khế ước chỉ là cùng cấp thấp hung thú hình thành cộng sinh khế ước phương thức,
là bị phỉ nhổ. Không nghĩ tới tại Long Uyển Oánh trong lời nói, huyết thần khế ước, lại là bản nguyên thú tộc, thoát ly phổ thông nhân tộc thân phận khởi nguyên. Cái kia, hắn cùng thái cổ hỗn độn cự thú, Lâm Tiêu Tiêu cùng thái cổ tà ma, Diệp Thần cùng hỗn nguyên đế giang, chẳng phải là đều là thủy tổ thức tồn tại. Cái kia cái gọi là, bản nguyên chi long, có phải hay không cũng là một loại siêu cường, tinh không hung thú. Quỷ thần nguyên tổ là tinh không hung thú một loại, là không vẫn còn có. Ta đây cũng không biết, dù sao truyền thuyết là như vậy. Đây là chúng ta Hiên Viên Long Tông công nhận bản nguyên thú tộc khởi nguyên, còn lại ngự thú sư cũng không cho là như vậy, đại đa số người cho rằng huyết thần khế ước, chỉ là cấp thấp khế ước quan hệ. Long Uyển Oánh nói, việc này không cần thiết truy đến cùng, Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi, cho nên nói, đối Hiên Viên Long Tông tới nói, Thủy Long Động là thần thánh địa phương, trở thành hôn lễ tràng sở, bản thân là một loại khinh nhờn. Không chỉ là như vậy, theo Hiên Viên Long Tông kiến tông bắt đầu, các đời Long Hoàng cùng hắn cộng sinh thú, đều mai táng ở nơi đó, Thủy Long Động thần diệu ở chỗ, làm cho nhục thân vĩnh không hư thối, cho nên nơi đó còn có lấy mấy trăm vạn năm trước tiền bối hoàn chỉnh thi thể. Bọn họ thậm chí xem ra khí huyết dồi dào, thì cùng còn sống một dạng, cho nên chúng ta xưng hô Thủy Long Động vì, vĩnh sinh chi địa, nó là các tổ tiên yên giấc địa phương. Long Uyển Oánh thần sắc kính trọng, nói xong lời cuối cùng, nàng lại có một tia tinh thần chán nản, lắc đầu nói, phu quân ta cũng an táng ở nơi đó. Ta hiểu được. Lý Thiên Mệnh cuối cùng biết, bọn họ vì sao như thế kháng cự. Từ xưa cưới tang liền không thể lăn lộn cùng một chỗ. Tại khởi nguyên chi địa. Tổ tiên nơi ngủ say, Hiên Viên Long Tông tinh thần tín ngưỡng chi địa, thậm chí là hồn về chỗ, tổ chức trong lịch sử thịnh đại nhất hôn lễ, răng đèn kết hoa, ca múa thanh bình. Cho yên nghỉ các vị tổ tiên nhìn sao. Người chết vì lớn. Tiền bối lăng mộ, đó là lớn nhất nghiêm túc địa phương. Thái Dương Đế Tôn, thật sự là âm hiểm xảo trá, lại vô cùng không có tố chất. Long Uyển Oánh cắn răng mắng. Cái này có thể so sánh phát động chiến tranh, muốn âm hiểm nhiều. Hắn chưa bao giờ chính thức tiến công Hiên Viên Long Tông, lại đem ẩn Long Điện chen vào, trước cướp đi Long Tuyền, lại không hạn lần buồn nôn. Lần này, mượn nhờ nữ nhi hôn lễ, còn có ẩn Long Điện trở về, loại này lấy cớ, tuyên bố buồn nôn nhất một lần quyết định. Nói không chừng tại ẩn Long Điện đầu nhập vào thời điểm, trật tự thiên tộc thì tại tính toán chuyện ngày hôm nay. Đã từng, Cửu Long Đế Tôn, Cường Thịnh, ép tới trật tự thiên tộc không thở nổi, chính là bởi vì Cửu Long Đế Tôn thọ hết chết già. Sau đó ẩn Long Điện mới phân liệt. Chỉ sợ từ đó về sau, trật tự thiên tộc đều chưa quên, đã từng bị Cửu Long Đế Tôn chi phối hoảng sợ. Thủy Long Động, là một cái tùy tiện có thể vào địa phương sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải, một cái Long Tuyền, chỉ có thể để mấy người đi vào, 10 cái Long Tuyền cùng một chỗ, mới có thể chân chính mở ra, ra vào không trở ngại. Long Uyển Oánh nói. Cho nên, bọn họ muốn cử hành hôn lễ. Liền sẽ muốn 10 cái Long Tuyền, hoặc là nói, sẽ ép buộc, trấn áp các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. 44 ngày, làm sao bây giờ? Long Uyển Oánh không nói gì nhìn lấy hắn. Thế lực bá chủ một dạng trật tự thiên tộc, tại đối bọn hắn sử dụng âm mưu quỷ kế, làm sao cản? Đầu tiên nói thực lực, cái kia đều không phải là một cái cấp bậc. Muốn không phải trật tự thiên tộc cũng không thể ở chỗ này, tùy tiện động dùng vũ lực. Căn bản là không có chống cự tư cách. Nếu như Thiên Cung cùng Vạn Tông, vẫn không thể chèo chống chúng ta, ngoại trừ chủ động thể sống chết nhất chiến, chúng ta không còn cách nào khác, coi như dùng thi thể ngăn chặn Thủy Long Động, cũng không thể để bọn hắn đi vào. Long Uyển Oánh trong ánh mắt, lóe ra cừu hận chết sạch. Đó là một loại nghĩa vô phản cố dứt khoát. Thiên Cung, Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh thật sự là nổi giận. Vốn hẳn nên cùng chung mối thù, kết quả những người này. Hoặc là kỳ kỳ quái quái, hoặc là bò bò giữ mình, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Những cái kia tự tư, thiển cận, như bắt đầu kiếm tôn một dạng tính toán chi ly hành động, quả thực khiến người ta buồn nôn. Thiên Mệnh, người đều là như vậy, đao không có gác ở trên cổ mình, đều coi là không có quan hệ gì với chính mình, thậm chí còn muốn nhân cơ hội kiếm bột. Vạn Tông bản đúng đúng năm bè bảy mảng, chớ nói chi là để dị tộc xưng bá, sẽ chỉ càng không đoàn kết. Thiên Cung ý nghĩa, vốn chính là đem chúng ta ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, cộng đồng đối kháng trật tự thiên tộc, đáng tiếc lần này, trong Thiên Cung bộ xảy ra vấn đề. Sừng của bọn nó sắc thiếu thốn, Vạn Tông bên trong, cho dù có người muốn giúp đỡ, không ai tổ chức, đều hữu tâm vô lực.
Long Uyển Oánh giận dữ nói. Xảy ra vấn đề. Lý Thiên Mệnh liên tưởng chính mình tiến Thiên Cung từng màn, tâm lý có quá nhiều điểm đáng ngờ. Đáng tiếc mấy cái kia Thiên Cung thành viên, đều cùng bệnh tâm thần giống như. Theo Lý Thiên Mệnh sau khi rời đi, bọn họ cũng không có xuất hiện tại nấc thang kia trên đại điện. Khả năng xảy ra vấn đề đi, dù sao, xuất liên tục thân ở chúng ta Hiên Viên Long Tông, Nguyên Long bà cũng không nguyện ý thấy chúng ta, ai. Cha mẹ của nàng, huynh trưởng, đều còn tại Thủy Long Động An nghỉ đâu. Long Uyển Oánh nói. Vừa nói đến đây, Thương Long Hoàng bên kia đã quyết định, nhằm vào việc này lại đi Thiên Cung một chuyến. Nguyên Long là cô ta, lần này ta đi, xem một chút đi. Hy vọng nàng có thể nghĩ thông suốt, đừng để người đi quấy rầy ông bà của ta phụ thân. Thương Long Hoàng nói. Còn có Xích Long Hoàng, Lam Long Hoàng, thì phụ trách đi Vô Mộng Thiên Quốc, Vô Tự Thần Điện, Thiên Thần Kiếm Tông này địa phương, ở trước mặt thỉnh cầu giúp đỡ. Để bọn hắn xuất hành, cũng là bởi vì bọn họ trên tay, đã không có Long Tuyền. Hiện tại Thánh Long Hoàng, Thanh Long Hoàng, Tử Long Hoàng cùng Long Uyển Oánh trong tay bốn cái Long Tuyền, là bọn họ trọng điểm bảo hộ đối tượng. Uyển Oánh nói không sai, lần này, chúng ta không có đường lui, dù là diệt vong, chúng ta những này tử tôn hậu bối, cũng không thể đánh mất tôn nghiêm, càng không thể để thử bối, quấy rầy tổ tiên thanh tịnh. Thánh Long Hoàng tiếng như chuông lớn nói. Chiến ý đã quyết. Vô cùng kiên quyết. Nếu như nói Vạn Long Thần Sơn là gia viên, cái kia Thủy Long Động, chính là bọn họ tử thủ sau cùng giới hạn. Đó là tín ngưỡng chi địa. Là hồn về chỗ, là huyết mạch khởi nguyên, là tôn nghiêm, là chấp niệm. Là lớn nhất không thể xâm phạm chi địa. Giờ khắc này, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bọn họ bảy vị trong mắt dứt khoát. Uyển Oánh. Thánh Long Hoàng hô một tiếng. Tại. Long Uyển Oánh gật đầu. Ta tại Hiên Vũ Đại Lục. Tuyển một chỗ điều kiện cũng không tệ lắm bí cảnh, tạm thời không người biết được. Hạn ngươi tại trong 20 ngày, an bài đem chúng ta trong tộc đệ tử trẻ tuổi, chuyển di đi qua. Giả nếu chúng ta Hiên Viên diệt vong, vậy cũng còn có hương hỏa, có lẽ luôn có một ngày, những thứ này gánh vác vong quốc diệt chủng cừu hận hài tử, có thể ngóc đầu trở lại, để cho chúng ta nhất tộc, một lần nữa sinh tồn được. Thánh Long Hoàng hốc mắt ửng đỏ nói. Vâng. Long Uyển Oánh dưng dưng gật đầu. Nàng biết vì sao chọn chúng nàng. Nàng trẻ tuổi nhất, nàng rất lý trí. Còn lại 6 vị Long Hoàng đều không trẻ. Bọn họ đến có thể cùng Hiên Viên Long Tông đồng sinh cộng tử tuổi tác. Dương Sách, người phụ trợ nàng. Thánh Long Hoàng nói. Đúng. Dương Sách đứng tại bên cạnh, từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Thế mà, mặc kệ những người này làm quyết định gì, hắn đều sẽ đem sinh tử không để ý. Các vị, tới đi, quay giáo nhất kích. Dù sao cũng so một làm cho người ta ấn cái đầu buồn nôn tốt, đúng không? Thánh Long Hoàng chợt cười to nói. Đúng vậy a, cầu một thống khoái đi. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh nghiền ép Lý Thần Giám, mở một cái tốt đầu, chính là để Hiên Viên Long Tông toàn thể phấn chấn thời điểm. Chút thời gian trước chèn ép, buồn nôn, quét sạch sành xanh. Có lẽ Thánh Long Hoàng bọn họ đều không phát giác, bọn họ hôm nay hào hùng, có thể Lý Thiên Mệnh vừa rồi đại hoạch toàn thắng, cũng có quan hệ. Chiến tranh. Tại trong cuộc chiến tranh này, Lý Thiên Mệnh đại khái dẫn là pháo hôi. Hắn cũng chỉ có thể đánh một đánh trăm tuổi bên trong địch nhân. Đại khái dẫn, hắn là không giúp được gì. Bất quá, tại cự tuyệt hôn lễ trong chuyện này, hắn cùng Hiên Viên Long Tông, từ đầu đến đuôi cùng đi tới. Cho nên đến lúc đó, hắn sẽ phấn chiến. Ở trước đó, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn tận khả năng phát huy giá trị của mình. Trên người của ta có khả năng nhất vật hữu dụng. Là cửu long đế táng. Loại cây hấp thu hằng tinh nguyên, đã bành trướng rất nhiều, hiệu suất càng ngày càng cao, đến lúc đó nói không chừng thật có thể để cửu long đế táng bay lên. Như vậy, ta luyện kiếm liền tốt. Luyện kiếm, chỉ vì thắp sáng Long Cung. Đỉnh núi. Đốt cháy hằng tinh nguyên lực lượng, từ trên trời mây hồng hạ xuống, hội tụ thành từng đạo dung nham một dạng dòng nước lũ, hướng về Lý Thiên Mệnh thân thể quán thâu đi vào. Rầm rầm rầm. Tất cả giới tử, đều tại tham lam hấp thu lực lượng, dẫn lĩnh tinh luân nguyên lực bạo tăng. Cặp mắt của hắn, hắc ám lạnh lùng, kim sắc uy nghiêm. Một cái thanh sắc cá nhỏ quay chung quanh mắt trái bơi qua bơi lại, rất là đáng yêu. Người nói, vi sinh mặc nhiễm xuất hiện tại Vạn Long Thần Sơn phụ cận. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Đúng Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Trên tay hắn nắm Đông Hoàng Kiếm,
đang tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp kiếm kiếm thứ 6. Ma Long, kiếm huyết phù sinh. Cơ sở kiếm quyết đến kiếm thứ 6 về sau, phẩm chất bên trên có to lớn nhảy lên. Thí dụ như cái này Ma Long một kiếm, không dung hợp, hắn bản thân lực sát thương, thì có lục cảnh thần quyết, mức độ. Lục cảnh thần quyết, cần phải có thần dương, mới có thể phát huy ra tương đối mạnh chiến đấu lực. Lý Thiên Mệnh không có thần dương. Bất quá, hắn hỗn độn tinh tướng cùng luân hồi tinh tướng, chồng chất lên nhau, miễn cưỡng có thể bắt kịp phổ thông thần dương hiệu quả. Cho nên, để hắn ma luyện một kiếm này thời điểm, mức độ coi như có thể. Kiếm huyết phù sinh, là đặc thù một chiêu. Cái này có thể nói là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm bên trong, máu tanh nhất, cuồng ma giống như một kiếm. Ma cái này một chữ, chính là nó tinh túy. Cuồng ma, loạn ma, điên cuồng, giết ma. So với huyết tế hung kiếm hung chữ, nó có điểm giống là thăng cấp bản, càng chuyên chú lực sát thương. Sử dụng một kiếm này, so sánh tiêu hao huyết. Mỗi lần thi triển lần này, phải dùng thân kiếm, cưỡng ép cắt vỡ tay cầm, để máu tươi của mình, xâm nhiễm tại trên thân kiếm, lấy huyết tế kiếm, mới có thể đạt được kiếm huyết phù sinh, ma ý ngập trời, hiệu quả. Lý Thiên Mệnh bây giờ đối Đông Hoàng kiếm vận dụng tự nhiên, đương nhiên sẽ không xuất hiện, cắt không thành tình huống của mình. Cho nên, một kiếm này vừa lúc tu luyện, bởi vì mất máu quá nhiều, mỗi ngày đều là sắc mặt tái nhợt. Chỉ là, Lý Khinh Ngữ hôn kỳ càng ngày càng gần, hắn căn bản không có cách nào từ bỏ, lùi bước lý do. Tiếp tục, lại đến, lấy nhuốm máu kiếm, cái kia máu đỏ tươi, tại Đông Hoàng kiếm bên trên du tẩu. Huyết dịch dần dần hóa thành máu đen lại ngưng tụ thành hắc long. Tại kiếm ý sinh sôi dưới, hắc long tại trên thân kiếm du thoán, theo kiếm khí cùng tinh luân nguyên lực ngưng tụ, cái này hắc long càng phát ra hung tàn. Đây cũng là phù sinh ma long. Đây là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm ghi chép bên trong, một loại phi thường khủng bố thần long, hiển nhiên nó không thuộc về cộng sinh thú. Xoẹt! Một kiếm giết ra, kiếm khí cùng tinh luân nguyên lực, thậm chí bộ phận thức thần chi lực, đều tràn vào máu đen hóa thành phù sinh ma long bên trong. Trong lúc nhất thời, phù sinh ma long mở đất trương vạn lần, bạo sát mà ra. Trong lúc nhất thời bóng tối bao trùm, ma kiếm bạo sát, ngàn vạn hắc long kiếm khí bao phủ. Kiếm huyết phù sinh. Một chiêu này, Lý Thiên Mệnh học tập có một đoạn thời gian. Cho đến hôm nay, hắn mới có một số mạch lạc. Đương nhiên, đây là đan kiếm học thành. Muốn dung hợp thành Lục Long Thiên Kiếp kiếm, còn phải một số công phu. Chỉ cần đan kiếm luyện thành, liền có thể lại thắp sáng một tòa Long Cung. Trước mắt Cửu Long Đế Táng bên trong, đã có 5 tòa Long Cung thắp sáng, chống trận kết giới có một chút biến hóa. Quản chi chỉ là so với lần trước, nhiều tăng lên một kiếm. Lý Thiên Mệnh tại sau khi luyện thành, đều quyết định ngay lập tức đi Cửu Long Đế Táng bên kia nhìn xem. Vô Thiên Chi Cảnh, khoảng cách Hiên Viên Long Tông rất gần, đi qua dùng không mất bao nhiêu thời gian. Sau đó, Lý Thiên Mệnh liền thu kiếm, về sau đi hướng Thánh Long Hoàng báo cáo đi. Long Uyển Oánh đi chuyển di người tuổi trẻ, Thánh Long Hoàng liền an bài nữ nhi của hắn, Long Hy Thiến, chuyên môn hộ tống Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hắn liền cùng Long Lang Lung mẫu thân, lại gặp nhau. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, nàng lần trước cũng không có cho mình sắc mặt tốt nhìn. Bất quá lần này, làm hắn đụng tới thân này mặc đen váy thướt tha nữ nhân lúc, khi đó hơi có vẻ chanh chua nàng, bây giờ lại có chút mỏi mệt cùng sầu lo. Làm nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh về sau, vậy mà lần đầu tiên lộ ra ấm áp nụ cười, nói. Thiên Mệnh, một mực không có cơ hội hướng ngươi cảm ơn, hôm nay nói trước một tiếng cảm tạ ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Trước kia ta đối với ngươi thái độ không tốt, lần này ngươi trở về, còn vì Lang Lung ra mặt. Long Hy Thiến nói. Chuyện nhỏ, lần này làm phiền Thiến Di. Lý Thiên Mệnh nói. Tại tông môn sinh trước khi chết, nàng và Long Uyển Oánh những cái kia mâu thuẫn nhỏ, đã sớm không đáng giá được nhắc tới. Không cần khách khí. Long Hy Thiến đôi mắt đẹp, nhìn từ trên xuống dưới hắn, không khỏi cảm khái nói. Ngươi cùng Lý Thần dám chi chiến, ta cũng nhìn. Không thể không nói, người đứa nhỏ này thật sự là trời sinh anh hùng. Hy vọng không muốn đoản mệnh. Ha ha. Lý Thiên Mệnh tự giễu nói. Sẽ không. Bọn họ cùng một chỗ, một bên nói, một bên hướng về phương Nam mà đi. Chỉ cần hướng về phía Vô Thiên Hỏa Trụ phương hướng, tiểu nửa ngày thời gian, liền có thể đi vào Cửu Long Đế Táng vị trí. Lý Thiên Mệnh giống như lần trước, mở ra Cửu Long Đế Táng thông đạo, mang theo Long Hy Thiến cùng một chỗ đi xuống.
Đây là cái gì? Long Hy Thiến mở to hai mắt, nhìn lấy Cửu Long Đế Táng trống trải chỗ, một cái to lớn lại sinh cơ bừng bừng bóng mở nói. Nàng rung động tại thứ này nội bộ, vậy mà ẩn chứa không có tận cùng hàng tinh nguyên. Cái này xem ra có thực vật mùi thơm ngát đồ vật, giống như là một cái siêu cấp tạc đạn. Thanh Vân Thần Mộc loại cây, có khả năng khu động tinh hải thần hạm đồ vật. Lý Thiên Mệnh nói. Qua! Long Hy Thiến phát ra tiểu nữ hài đồng dạng cảm thán âm thanh, nhìn đến một mặt hưng phấn. Hồi lâu sau, nàng mới ánh mắt thiểm quang nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói. Ngươi là thiên tuyển chi tử sao? Tại sao như vậy nói sao, Thiến Di? Lý Thiên Mệnh nói. Tại vô thiên chi cảnh đạt được Cửu Long Đế Táng, tại Thanh Vân Đại Lục đạt được loại cây, đây hết thảy xảo diệu, giống như là sự an bài của vận mệnh. Long Hy Thiến nói. Có lẽ đi. Nếu như vận mệnh tốt với ta một chút, ta hy vọng lần này, tất cả mọi người có thể bình an sống sót. Lý Thiên Mệnh nói. Nhất định. Long Hy Thiến có chút thất thần. Đây rõ ràng là một tên tiểu bối, hiện tại cũng không có mạnh đến mức nào. Nhưng không biết vì cái gì, có dạng này người đứng tại trận doanh mình, luôn luôn an tâm một số. Dường như nhiều phần thắng. Nàng lúc cảm khái, Lý Thiên Mệnh đã xuất ra chống trận, chuẩn bị thắp sáng Ma Long Cung. Sau đó không lâu, bọn họ liền đi tới Ma Long Cung. Tại cái này trống trải, tĩnh mịch trong cung điện, Lý Thiên Mệnh lấy ra trống trận kết giới. Hắn tay nắm lấy Ma Long Côn, quanh thân tinh luân nguyên lực hội tụ lòng bàn tay. Muốn sử dụng ra hoàn chỉnh, kiếm huyết phù sinh, còn cần đem tự thân máu tươi, nhỏ tại Ma Long Côn phía trên. Máu đen du tẩu. Một chiêu này ma tính, cũng để Long Hy Thiến có chút kinh ngạc. Lấy côn làm kiếm. Ma Long. Kiếm huyết phù sinh. Phù sinh Ma Long giết ra, như cầu vồng nối tới mặt trời, đụng vào cái kia trống trận kết giới phía trên. Đông. Trống trận kết giới ầm vang chấn động. Theo cái này cường mà có lực chấn động, nguyên bản tĩnh mịch Ma Long Cung, bắt đầu tỏa sáng quang mang. Bao quát đỉnh chóp, Ma Long Cung, ba chữ, cũng có thần thái. Rầm rầm rầm. Cả một tòa cung điện, bắt đầu lóe sáng lên. Ông. Yên lặng mấy trăm ngàn năm cung điện, tỏa ra tân sinh. Loại kia sặc sỡ lóa mắt cảm giác, đủ để cho hai người bọn họ trong lòng tán thưởng. Đến tận đây, Lý Thiên Mệnh đã đốt sáng lên 6 tòa Long Cung. Sẽ có biến hóa sao? Lý Thiên Mệnh rất là hiếu kỳ. Tại Ma Long Cung thắp sáng về sau, Lý Thiên Mệnh trong tay chống trận kết giới, cũng đang phát sinh biến hóa. Giống như lần trước, nó biến đến to lớn hơn, phức tạp. Thứ này có điểm giống là chúng ta Hiên Viên Long Tông, Long Tuyền. Long Tuyền là trưởng quản vạn Long Thần Sơn chỗ có kết giới thể hệ hạch tâm. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm cái này chống trận kết giới, lấy hắc ám tí ngón tay, đi cảm thụ biến hóa của nó. Nho nhỏ một cái chống trận, kỳ thật từ ước vạn thiên thần văn tạo thành, mà những này thiên thần văn, cũng đều đến từ thiên địa tự nhiên đản sinh trật tự thần văn. Chỉ là trải qua một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Xì. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ phát hiện, lần này chống trận kết giới biến hóa rất lớn. Tại thiên thần văn gây dựng lại quá trình bên trong, chống trận trực tiếp vặn vẹo, biến hóa thành một loại khác trạng thái. Một lát sau về sau, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trong tay, tựa như là một cái bàn quay. Đây là cái gì? Long Hy Thiến hỏi. Cái này một cái bàn quay trình viên hình, nằm ngang ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Chính mặt ngoài vẫn có một cái thần long chín đầu đồ đằng. Lộ ra sinh động như thật, tựa như là sống lại. Có điểm giống là thuyền máy, bánh lái. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Bánh lái, khống chế thuyền máy vận chuyển phương hướng. Cái kia, há không phải nói rõ, người bây giờ thì có thể thúc đẩy cái này tinh hải thần hạm rồi. Long Hy Thiến kinh hỉ nói. Ta thử một chút. Lý Thiên Mệnh ánh mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy hưng phấn. Loại tâm tình này, tựa như là hài đồng đạt được một cái món đồ chơi mới giống như. Mà lại, đây chính là một cái đại đồ chơi. Đương nhiên, hắn biết mình hiện tại, chỉ đốt sáng lên 6 tòa Long Cung, còn có 3 tòa Long Cung không có thắp sáng. Điều này nói rõ Cửu Long Đế Táng có rất nhiều công năng, còn không có bảy biện ra tới. Thí dụ như thủ hộ kết giới A, thậm chí hấp thu hằng tinh nguyên, dùng để đánh nổ công kích kết giới, cũng có thể tồn tại. Còn có một chút, cái kia chính là loại cây cung cấp hằng tinh nguyên. Khẳng định không bằng Thái Dương Thần Cung loại kia có thể so với mất cả tháng tinh nguyên, cỡ nhỏ hằng tinh nguyên, uy lực nổ tung, rất có thể không có cách nào phát huy Cửu Long Đế Táng năng lực khác. Nhưng,
chỉ cần có thể vận chuyển, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, vậy cũng là một cái con đường sau này. Một cái thoát ly Thái Dương Đế Tôn ma chảo phương pháp. Nghĩ tới đây, hắn kích động nắm cái này một cái, bánh lái kết giới. Hai tay ấn ở phía trên, đầu tiên là đi cảm giác, quen thuộc những cái kia lưu chuyển thiên thần văn. Về sau, nhẹ nhàng dùng lực, đi chuyển động thuyền này đà. Hắn thậm chí rõ ràng nhìn đến, thuyền này đà bên trên có hai cái, thiên thần văn vòng xoáy, rất có thể đều có công hiệu. Kèn kẹt, kèn kẹt. Ngay từ đầu, hắn chuyển động thuyền kia đà kết giới thời điểm, giống như không có động tĩnh. Ngay sau đó, cả một cái cửu long đế táng, vậy mà giống như đang rung động. Ầm ầm, thật chấn động. Nó chôn sâu ở lòng đất, cho nên chỉ cần hơi hơi run rẩy, phía ngoài vô thiên chi cảnh khắp nơi, thì sẽ phát sinh động đất. Thật là tinh hải thần hạm bánh lái. Lý Thiên Mệnh có chút mừng rỡ như điên. Hắn nhìn một chút, phát hiện cái này cửu long đế táng, đã bắt đầu hấp thu loại cây lực lượng. Rất nhiều tường gạch cũng bắt đầu tản ra huỳnh quang, phảng phất là một đầu ngủ say mấy trăm ngàn năm cự thú, đang thức tỉnh. Động tĩnh nhỏ một chút, chứ có bị phát hiện. Long Hy Thiến cũng rất kích động, trong mắt tràn đầy quang mang, còn có nồng đậm tự hào. Dù sao cửu long đế tôn, đây chính là tổ tông của nàng. Được. Lý Thiên Mệnh bình phục một chút tâm tình. Hắn hít sâu một hơi, chằm chằm lên thuyền đà phía trên hai cái thiên thần văn vòng xoáy. Lúc này thời điểm hắn không lại chuyển động phương hướng, mà chính là lặng lẽ duỗi ra hắc ám tí, chậm chạp tới gần, sau cùng tiến vào bên phải thiên thần văn vòng xoáy. Ông! Bỏ vào trong nháy mắt, cửu long đế táng phát sinh một lần cuồng bạo nhất chấn động, bên ngoài dẫn phát mãnh liệt động đất. Có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cửu long đế táng tại điên cuồng hấp thu loại cây lực lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh hải thần hạm đều lóng lánh lên. Loại kia rung động mạnh mẽ, rõ ràng cũng là sắp phát xạ tín hiệu. Đậu xanh rau má, đây là khởi động cơ quan. Lý Thiên Mệnh vội vàng rút ra tay, một trận hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên, đang muốn khởi động cửu long đế táng, lập tức tinh thần sa sút lắng lại. Phía ngoài động đất cũng ngừng lại. Hết thảy chậm chạp bình tĩnh lại. Bánh lái kết giới quang mang, chiếu rọi tại thiếu niên trên mặt, có thể thấy được thiếu niên mừng rỡ, rung động, một đôi mắt trợn thật lớn. Một cái khác vòng xoáy, đoán chừng cũng là, phanh lại, đi. Long Hy Thiến tán thán nói. Đúng, đúng đúng. Hai cái thiên thần văn vòng xoáy, một cái khởi động tiến lên, một cái phanh lại, còn có bánh lái kết giới đến trưởng khống phương hướng. Đây chính là lái thuyền A. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh vang lên lúc đó trí nhớ. Lúc ấy tại Chu Tước Quốc, ven biển đám người liền sẽ kiến tạo tàu thuyền, ở trên biển vận chuyển. Mà cái này tinh hải thần hạm, chính là một chiếc phóng đại vô số lần chiến thuyền. Trước mắt đây chính là chống trận kết giới tất cả biến hóa. Tiến lên, phanh lại, phương hướng. Không có bảo hộ cái này cửu long đế táng kết giới, cũng không có thể công kích kết giới, càng không hiểu rõ những công hiệu khác. Chỉ là, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đây đã là vô cùng lớn vui mừng. Ta còn tưởng rằng, nhất định muốn đem cửu long thiên kiếp kiếm toàn bộ học thành, mới có thể khu động cái này cửu long đế táng đây. Nói thật, coi như cửu long đế táng, không phải bọn họ đào mệnh con đường sau này, lấy bọn họ cái tuổi này, thu được loại này có thể, chinh chiến tinh không, tinh hải thần hạm, có thể bay lượn vô tận trật tự tinh không, thoát ly mặt trời trói buộc, đi thăm dò tinh không vạn tộc thế giới, vậy cũng đầy đủ gọi người hưng phấn. Tuổi nhỏ thời điểm, luôn có muốn nhìn một chút thế giới này, đến cùng bao la đến mức nào mộng tưởng. Nhất là, Lý Thiên Mệnh đi qua Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh, kiến thức bên kia phong thổ nhân tình, nhãn giới tự nhiên càng cao xa hơn một số. Nhục thân vượt qua trật tự tinh không, quá chậm quá khó khăn. Có thể đến chết, đều chưa hẳn có thể tìm tới, còn lại hằng tinh nguyên thế giới. Mà lại, tại không có hằng tinh nguyên trật tự tinh không bên trong du đãng, một lúc sau, không có có sức mạnh bổ sung, sớm muộn suy kiệt mà chết. Cái này cùng người tại trong biển sớm muộn chết chìm, là một cái đạo lý. Cửu long đế táng, thanh vân thần mộc loại cây, cho Lý Thiên Mệnh hy vọng mới. Trước khác quá kích động, thật tốt nghiên cứu, nhiều hiểu rõ hơn. Lý Thiên Mệnh áp lực phía dưới tâm tình kích động, nhắc nhở chính mình. Dù sao, cái này tinh hải thần hạm huyền ảo, quá nhiều quá huyền diệu. Hắn chỉ là một kẻ tay ngang. Xe ngựa đều không sao cả mở qua, thật muốn điều động đến, khẳng định đến mạnh mẽ đâm tới, vậy làm sao đào mệnh? Càng mấu chốt là, cửu long đế táng không thể bại lộ.
cho nên hắn không có cách nào trước lái thử. Lúc này thời điểm, thì phải nhiều hơn hiểu rõ bánh lái kết giới nội dung, trước tiên đem mô phỏng làm đủ. Thật đến thời khắc mấu chốt, nhất định phải lên đường, cái kia trong lòng cũng có thể có chút nội tình. Thiến Di, cho ta nhiều mấy cái ngày thời gian, ta thật tốt nghiên cứu một chút. Lý Thiên Mệnh nói, được a, dạng này thần thích, ta cũng muốn thật tốt quan sát, như cũng có ngày có thể gặp Cửu Long Đế Táng bay lên không trung, ta cũng không tiếc. Long Hy Thiến nói, ân. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó mỉm cười nói, kỳ thật, nó chân chính tên, phải gọi Cửu Long Đế Cung, lại gọi là Cửu Long Hạm. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đối với nó vẻ ngoài, cũng còn không có khái niệm đây. Lần trước vô thiên chi chiến, nhìn đến cũng chỉ là một góc của băng sơn. Muốn đến nó toàn cảnh bày ra, chính thức bay lên ngày, nhất định rất bá khí uy vũ, có một không hai. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ cùng ngươi, chính thức muốn gặp. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu kiên nhẫn suy nghĩ cái này, bánh lái kết giới, nghiên cứu toàn bộ Cửu Long Đế Táng, quan sát loại cây, phát dục. Mấy cái ngày thời gian nghiên cứu, Lý Thiên Mệnh phát hiện bánh lái kết giới, cũng có thể tạm thời biến trở về chống trận kết giới. Hắn tại những này thiên thần văn bên trong, đại khái có thể nhìn đến một số tin tức. Nói thí dụ như, hắn tay cầm chống trận kết giới, rời đi đế táng, đến nơi xa, khi đó dùng Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, gõ chống trận kết giới, giống như có thể dẫn động Cửu Long Đế Táng, trực tiếp lao ra khắp nơi, đến trước mắt của hắn. Đón hắn lên thuyền. Đáng tiếc, đây chỉ là suy đoán. Lý Thiên Mệnh còn không dám nếm thử. Bất quá, hắn đoán chừng 8-9 phần 10. Dù sao hiện tại, hắn là cái này Cửu Long Đế Táng chủ nhân. Là, thuyền trưởng. Thắp sáng 6 tòa Long Cung, tương đương với mở ra, nhất cấp quyền hạn, có thể sơ bộ khống chế Cửu Long Đế Táng. Càng là quen thuộc, Lý Thiên Mệnh càng là cảm khái. Thần tích A. Một tòa tinh hải thần hạm, một khi có cỡ nhỏ hằng tinh nguyên, nó quy mô thì tương đương với một cái nguyệt chi thần cảnh. Siêu nhanh di động, còn có thể tiến công. Nó phía trên kết giới chi phức tạp, so nguyệt chi thần cảnh tụ biến kết giới còn cao cấp hơn. Chỗ cấu thành Cửu Long Đế Táng bản thân tài liệu, cũng đều là đỉnh cấp thiên địa thần khoáng. Nói ngắn gọn, nghiêu bức. Mấy triệu năm trí tuệ. Vô số năm chế tạo, đều đang nói rõ, tinh hải thần hạm là những người tu luyện vô số kỷ nguyên trí tuệ kết tinh, là kinh khủng nhất cỗ máy chiến tranh, là cao nhất trời trí bảo. Hằng tinh nguyên, đối tu luyện giả tới nói, mang ý nghĩa hết thảy. Cướp bóc hằng tinh nguyên, là trật tự tinh không vĩnh hằng chủ đề. Liền 9 tầng địa ngục bồ đề, đều muốn lấy được nguyệt tinh nguyên, để cho tộc nhân của hắn sinh tồn được. Trên cơ sở này, tinh hải thần hạm sinh ra. Để trật tự tinh không mở ra chân chính, tinh không chiến tranh thế kỷ. Cái này khiến tất cả hằng tinh nguyên thế giới, đều không an toàn nữa. Nhược nhục cường thực hắc ám rừng rậm, sẽ chỉ càng dữ tợn. Cho nên, hôm nay vậy mà có thể khởi động Cửu Long Đế Táng, Lý Thiên Mệnh mới sẽ như thế rung động, kích động. Không có Thái Dương thần cung cấp bậc tinh hải thần hạm, Thái Dương vạn tông mãi mãi cũng là trật tự thiên tộc phụ thuộc. Thanh vân nhất thống, hiên viên quy tâm, thần hạm khởi động. Đều chính là Lý Thiên Mệnh bước ra bước này bắt đầu. Đại Thánh Long Phong, Long Nha Tiểu Tuyền, hai nam tử đi tới nơi này. Bọn họ một trung niên, một thanh niên, đều chính là lạnh lùng, bá đạo thế hệ. Theo thứ tự là Trúc Long Hoàng, Long Nhân Xá. Cái này một đôi cha con, chính là bây giờ trật tự thiên tộc chạm tay có thể bỏng nhân vật. Theo Long Nhân Xá cùng Cửu Nguyệt Thần Nữ hôn kỳ ước định, toàn bộ hằng tinh nguyên thế giới người, cơ hồ cũng đang thảo luận bọn họ. Phong cảnh, nhất thời có một không hai. Bây giờ ẩn Long Điện chiếm trước Vạn Long Thần Sơn, trật tự thiên tộc của hồi môn, 20 triệu binh mã, Hiên Viên Long Tông lại nặng lên trời bảng đệ nhất, tuổi trẻ, cường thịnh Trúc Long Hoàng, đã siêu việt Thánh Long Hoàng, trở thành thiên bảng đệ nhất tông môn chân chính người thống trị, danh tiếng còn muốn vượt qua Vô Mộng Tiên Quân. Về phần hắn nhi tử Long Nhân Xá, thần nữ hôn phu, ẩn Long Điện từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, thiên bảng đệ nhất tông môn người thừa kế. Tương lai cũng chắc chắn vì Hiên Viên Long Tông mở ra thời đại mới. Dạng này một đôi cha con, ẩn núp nhiều năm, nhất chiều lên trời, tự nhiên hấp dẫn thiên hạ ánh mắt. Khi bọn hắn danh vọng ngập trời, thần nữ hôn kỳ oanh động thiên hạ lúc, trật tự thiên tộc bên kia, còn có một chuyện khác, đưa tới ngàn tỷ thức thần tu luyện giả ngập trời chi nộ. Cái kia chính là, đế tôn chi tử Lý Thần Giám, chết bởi Vạn Long Thần Sơn.
Phần Long luyện ngục nhất chiến, hắn trọng thương chiến bại, cuối cùng không chịu bỏ mình. Thi thể trở về trật tự thiên tộc, nghe nói có 800 triệu người tiếp dẫn, quần hùng tức giận, sát khí chấn thiên. Đế hậu buồn xúc, nước mắt vẩy trời cao. Giả nếu không phải đế tôn có lệnh, đã sớm có người vượt qua giới hạn, chính mình đánh tới Vạn Long Thần Sơn. Bây giờ Lý Thiên Mệnh, đã là toàn bộ trật tự thiên tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thế mà, tại trật tự thiên tộc cường giả chân chính trong mắt, một tên tiểu bối, coi như hắn siêu việt đế tôn chi tử gấp trăm lần thiên phú, hắn đều khó có khả năng hai bên đại cục. Tùy tiện ra tới một cái, ẩn long vệ, đều có thể lấy mạng của hắn. Tại chiến tranh loạn thế, thiên tài không đáng tiền. Lý Thiên Mệnh có khả năng mang tới, đơn giản cũng là một chút sĩ khí. Đương nhiên, Thất Long Hoàng đem hắn bảo hộ rất khá, cơ hội ám sát, cũng rất không có khả năng có. Lý Thiên Mệnh mỗi lần xuất hành, phương viên trăm vạn mét bên trong, đều là hắn ngân trần trải rộng cương vực. Hắn dùng cái này có thể lẩn tránh rất nhiều mạo hiểm. Thế mà bất kể nói thế nào, những cái kia tại mặt trời chi bắc chấn nộ trật tự thiên tộc, một khi có lấy cớ xuôi nam, khẳng định sẽ cho vạn tông, mang đến càng thêm hủy diệt tính đả kích. Lý thần dám cái chết, nói tiểu rất nhỏ. Nói lớn, khả năng rất lớn. Bất quá. Những thứ này đều không phải là, Long Nhân Xá quan tâm. Từ khi thần nữ đến, hôn kỳ định ra đến bây giờ, hắn cũng không từng cùng Cửu Nguyệt thần nữ, nói một câu. Cho nên hôm nay, Trúc Long Hoàng tự mình dẫn hắn tới, chính là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút Lý Khinh Ngữ, đối đến lúc đó ăn mặc, phô trương các loại, có hay không đặc thù yêu cầu. Đồng thời, đem chuẩn bị xong bố trí, trước hướng thần nữ xin chỉ thị. Dù sao, thần nữ mới là đệ nhất nhân vật chính. Trên đường tới, Trúc Long Hoàng một mực giáo dục nhi tử, đối mặt thần nữ, nhất định muốn khiêm tốn, muốn đem mình làm nô tài. Vân vân. Long Nhân Xá tuy nhiên gật đầu, nhưng trong lòng rất khó gật bừa. Đến Long Nha Tiểu Tuyền nhóm miệng, bọn họ chính muốn đi vào, không nghĩ tới Phần Dương vệ vẫn là ngăn cản. Các vị, đây là... Trúc Long Hoàng hé mắt. Hắn nhưng là Thái Dương đế tôn thông gia a. Trúc Long Hoàng, xin lỗi, thần nữ hôm nay không biết vì sao. Phát tính khí, chuyên môn nói cho chúng ta biết, người nào đều không thể đi vào quấy rầy nàng. Phần Dương biện hộ. Tâm tình không tốt, được, vậy chúng ta hôm nào? Trúc Long Hoàng mỉm cười nói. Cha, liền ngươi cũng không thấy. Long Nhân Xá mặt mũi lạnh lẽo. Trúc Long Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn im miệng, sau đó lại cười hỏi Phần Dương vệ, Lý Duẫn Tịch đâu? Nàng cũng ở bên trong à? Thống lĩnh tại Thánh Long Thần Điện. Được. Ta đi tìm nàng, nàng đến an bài là được. Trúc Long Hoàng mang theo nhi tử rời đi. Trên đường, thần nữ có chút quá bài xích ta. Long Nhân Xá cúi đầu nói. Bình thường, nàng thân phận gì, người thân phận gì, nếu không phải cơ hội chỗ, đến phiên ngươi sao, đừng quên. Trúc Long Hoàng chỉ hắn con mắt thứ ba, nói. Chúng ta là ngoại tộc, hiểu không? Không phải tộc khác loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, chúng ta dùng nhiều năm như vậy. Mới từ chó săn thăng cấp làm nô tài, người nô mới có thể lấy chủ tử, không phải tám đời đã tu luyện phúc khí. Thật sao? Long Nhân Xá hít sâu một hơi. Hắn luôn cảm thấy, chênh lệch không có lớn như vậy. Giống như trật tự thiên tộc đối ẩn Long Điện rất tôn kính. Có thể phụ thân nói đến rất hiện thực. Hắn khó chịu nhất ngay tại ở, hắn thừa nhận Trúc Long Hoàng nói đúng, nhưng là hắn vô pháp tiếp nhận. Điều chỉnh tự mình định vị, đem não tử thả thanh tỉnh một chút. Chủ yếu và thứ yếu không phân, dễ dàng bị chết thảm nhất. Liền Lý Thần Giám đều có thể bị chặt đầu, huống chi là ngươi. Trúc Long Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, cha, ta đã biết. Long Nhân Xá rất có ngộ tính. Hắn thu hồi lúc trước kiêu căng, cùng Trúc Long Hoàng cùng một chỗ mặt mỉm cười, hạ thấp tư thái. Tư thái hạ thấp, người lại trèo lên trên. Đại Thánh Long Phong Long Nha Tiểu Tuyền một chỗ thâm cung trong đình viện. Tiểu Thánh Long Phong đỉnh núi một khỏa thanh sắc nham thạch bên cạnh, cách nhau hứa xa hai người, đang theo dõi lẫn nhau trên bàn tay cơ hồ giống nhau con rắn nhỏ, ngay tại thông qua nó đến trò chuyện. Bọn họ chính là Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong. Tiểu Phong, ngươi nghe Ngân Trần nói sao? Ta ca bên kia Cửu Long Đế Táng, đã có thể khởi động, hắn chính đang quen thuộc, nói không chừng có thể đứng hàng công dụng. Lý Khinh Ngữ ôn nhu nói. Ta biết, đó là sau cùng đường. Dạ Lăng Phong nói, vậy ngươi cứ yên tâm đi, không có vấn đề, có hắn tại, chúng ta nhất định có thể chạy thoát.
Lý Khinh Ngữ tràn ngập lòng tin mà nói. Chỉ là tựa ở trên tảng đá thiếu niên mặc áo đen, mi đầu vẫn khóa chặt. Hắn lắc đầu, nói, không dễ dàng như vậy. Thái Dương Đế Tôn đã đem ngươi coi là quân cờ, khẳng định có nhiều tầng bảo vệ, thậm chí sẽ thiết lập bẫy dập, muốn cho ngươi chạy ra vòng xoáy, còn là rất khó. Ta biết, tối thiểu chúng ta còn có hy vọng, muốn kiên trì biết không? Lý Khinh Ngữ kiên định nói. Dạ Lăng Phong nhắm mắt lại, cắn răng trầm mặc, hắn nắm chặt song quyền. Đứa ngốc, ngươi yên tâm đi, ta bên này không có việc gì, coi như cùng cái kia Long Nhân Xá Bái Đường cái gì, hắn cũng không đụng tới ta, thực sự ép, đơn giản liền là chết, hắn dám động a. Bây giờ phiền toái nhất, vẫn còn không biết rõ những người này muốn lợi dụng hôn lễ này, rốt cuộc muốn chế tạo âm mưu gì, đối với các ngươi bất lợi. Lý Khinh Ngữ ôn nhu nói. Đúng thế. Dạ Lăng Phong gật đầu. Gặp hắn thực sự có tâm sự, Lý Khinh Ngữ liền hỏi. Tiểu Phong, cái kia trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta chỉ là, có chút mê mang, không biết mình có thể làm cái gì, giống như đối mặt dạng này đại cục, ta tựa như là một cái phế vật, ta mang không đi ngươi, cũng tham dự không được chiến tranh, ngươi bị người trưởng khống, ta lại cùng tại Nguyệt Chi Thần cảnh thời điểm một dạng bất lực, ta. Hắn ánh mắt tinh hồng, cho dù có vô hạn nhiệt huyết, có thể hiện thực tựa như là đại sơn, áp ở trên đỉnh đầu. Tuyệt đối đừng nói như vậy, người tuổi tác vốn là tiểu, cùng Thái Dương Đế Tôn đấu, khẳng định cố hết sức a. Có chút vận mệnh, xác thực tựa như là đã định trước, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Nàng cũng lâm vào bi quan bên trong. Ngoại trừ lấy tự vận uy hiếp, nàng hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình có thể có cái gì đường ra. Thái Dương Đế Tôn bóng mờ, tựa như là mây hồng, phủ lên tinh không. Không, ta vẫn là phải làm chút gì. Dạ Lăng Phong cắn chặt răng, ý nghĩ trong lòng càng thêm bị bỏng. Như thế nào ma tính? Vì một cái chấp niệm, không nên quay đầu lại. Ra sức xông về phía trước, sinh tử không sợ. Hắn hít sâu một hơi. Khinh Ngữ, không nói trước, ta đi tìm một chuyến Thất Long Hoàng, nếu có cơ hội, ta sẽ liều lần này. Lần trước ta không thể bảo vệ tốt ngươi, lần này, ta muốn làm đến, ta không muốn tiếc nuối. Hắn không nói cái gọi là phấn đấu là cái gì. Thế nhưng là ánh mắt của hắn, ý chí, đều tràn đầy điên cuồng. Tiểu Phong, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Dạ Lăng Phong vốn cho rằng nàng sẽ để cho mình thận trọng, không nghĩ tới lại là khẳng định như vậy. Cái này khiến hắn suy nghĩ càng thiêu đốt. Rất hiển nhiên, Lý Khinh Ngữ là hiểu rõ hắn. Lấy hắn tu luyện chi đạo, một khi chui vào ma niệm, sao có thể quay đầu lại. Nếu như phấn đấu không có kết quả, vậy ta nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Nàng lại nói một câu. Đi qua Ngân Trần thuật lại, Dạ Lăng Phong bên này nghe, không cảm giác được nàng nghẹn ngào, càng nghe không được cái kia một phần dứt khoát. Thế nhưng là, hắn tại trên linh hồn, có thể tiếp thụ lấy nàng nóng rực cảm tình. Vậy thì cùng chúng ta vừa tới Nguyệt Chi Thần cảnh khi đó một dạng, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ đánh nhau, mặc kệ có nguy hiểm gì, cùng nhau đối mặt. Hắn kích động nói. Ừm. Tuổi nhỏ lời thề luôn luôn đơn giản mà thuần túy. Có thể chính là bởi vì thuần túy, mới có đến chết cũng không đổi lực lượng. Khinh Ngữ, ta không muốn để cho bất luận cái gì ngươi thương hại ngươi. Hắn cắn răng nói. Ừm ân, ta là làm tỉ tỉ, ta cũng không muốn để bất luận cái gì ngươi khi dễ ngươi, Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ nói. Lẫn nhau thủ hộ, mới có thể tâm niệm vĩnh hằng. Vù vù. Lý Thiên Mệnh cùng Long Hy Thiến cùng một chỗ, lặng yên trở về Vãn Long Thần Sơn. Cửu Long Đế Táng bên kia, Lý Thiên Mệnh đã hiểu không sai biệt lắm. Ngay tại vừa mới, hắn tại Vãn Long Thần Sơn phụ cận, làm một lần khảo nghiệm cuối cùng, gõ trống trận kết giới. Quả nhiên, Cửu Long Đế Táng rung mạnh, lại có tự mình khởi động, bay lên mà lên, tìm đến Lý Thiên Mệnh tư thế. Lý Thiên Mệnh vội vàng đình chỉ. Cũng không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh trong lòng niềm tin mạnh hơn. Cái này Cửu Long Đế Táng cũng không có Thái Dương Thần Cung phòng thủ, năng lực tiến công, chỉ có thể lấy ra chạy trốn, lần thứ nhất sử dụng mấu chốt nhất, mới có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhất định muốn dùng tại thời khắc mấu chốt. Long Hy Thiến nói, tốt, hoàn tất thi kiểm tra. Trước mắt Vạn Long Thần Sơn đang ở trước mắt, Ngân Trần chợt nói cho Lý Thiên Mệnh, vi sinh Mặc Nhiễm liền tại phụ cận. Nàng có thể nghĩ gặp Lý Thiên Mệnh, mỗi ngày thỉnh cầu Ngân Trần. Vừa vặn đi ngang qua, lại thêm nàng lại từ Thanh Vân Đại Lục đuổi tới, Lý Thiên Mệnh nghĩ,
vẫn là gặp nàng một mặt được rồi. Sau đó hắn đối Long Hy Thiến nói, Thiến Di, ta đi gặp một người bạn. Liền tại phụ cận, ta tùy ngươi đi. Long Hy Thiến nói, thực lực của nàng, so Long Uyển Oánh không kém là bao nhiêu. Bây giờ bởi vì Lý Thần dám sự tình, Lý Thiên Mệnh thành trật tự thiên tộc tử địch. Vì để tránh cho bị giết, Long Hy Thiến đã dẫn hắn đi ra, khẳng định phải bảo hộ đến cùng. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh trở lại Tiểu Thánh Long Phong. Bằng hữu gì, tiểu tình nhân a? Còn không thấy người đâu, Long Hy Thiến bát quái chi hồn thì cháy hừng hực. Không phải. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Không tới tình nhân trình độ, chỉ là lẫn nhau giải quyết vấn đề sinh lý mà thôi. Huỳnh Hỏa treo ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, ôm lấy hai cánh cười hắc hắc nói. Đậu phộng, người lăn, nói vớ nói vẩn. Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Vấn đề sinh lý. Cộng sinh không gian bên trong, hiểu chuyện tiên tiên, đã đem nó đây không nghe được bốn chữ, lặng lẽ khắc ở trên cây khô. Việc này càng là giải thích thì càng dán, làm Long Hy Thiến nhìn đến vi sinh mặc nhiễm một khắc này, thì a à, thật dài một tiếng. Nàng xem thấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt nhất thời biến đến mập mờ. Tiểu hòa tử, ánh mắt không tệ, cô nương này xác thực mỹ. So cái gì Long Uyển Oánh lúc tuổi còn trẻ, đẹp mắt tối thiểu gấp một vạn lần. Long Hy Thiến chớp mắt nói. Nhanh đến thời điểm, Lý Thiên Mệnh nói với nàng, chính hắn đi qua một chuyến là được rồi. Được a, ta cho ngươi trông chừng, người trẻ tuổi mà tiểu biệt thắng tân hôn, muốn thân cận một chút rất bình thường, động tĩnh đừng quá đại liền tốt. Long Hy Thiến cười nói. May mắn lúc này, Khương Phi Linh giống như ngủ thiếp đi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi qua. Hắn thân chính không sợ bóng nghiêng, đi vào vi sinh mặc nhiễm trước mặt. Trước mắt cô nương này, váy dài tung bay, tay cầm xanh cây dù, tóc dài trêu chọc ở trước ngực, da thịt tuyết nộn, bộ dáng sở sở động lòng người. Đại khái là chờ lâu, nàng còn có chút tức giận, Chu Mỏ nói. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Cá nhỏ là đến chợ giúp ngươi, còn không để ý ta. Im miệng, khác làm điệu làm bộ, có dám mau thả. Lý Thiên Mệnh nói. Cợt nhả. Xa xa Long Hy Thiến, chính vểnh tai nghe bọn hắn trò chuyện đâu, mơ hồ nghe được một chữ này, nàng mặt đỏ tới mang tai, tâm lý mắng, những thứ này thanh niên, thật không biết e lệ, vừa đến đã trực tiếp như vậy. Nàng cười cười, biểu lộ bỗng nhiên ngây người. Chợt nhớ tới một kiện đại sự. Cái kia chính là. Vi sinh mặc nhiễm, là vô mộng tiên tộc a. Đó là có thể nam có thể nữ đó a. Nàng nhất thời dùng mình, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, biểu lộ trực tiếp phục. Thật không hổ là thiếu niên anh hùng, khẩu vị đều quan tuyệt thiên hạ, đây mới là lớn nhất dã cô nàng. Tại Long Hy Thiến khoa trương, ánh mắt khác thường bên trong, Lý Thiên Mệnh cùng vi sinh mặc nhiễm đứng tại đường sông bên cạnh. Vì phủi sạch quan hệ, hắn còn cố ý đứng xa một chút. Ngươi lại theo tới cái này làm gì? Để cho ta cứu ngươi, cùng vô mộng tiên quân đối nghịch. Đại ca, ta bên này đều bể đầu sức chán, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Lý Thiên Mệnh tận tình khuyên bảo nói. Ta biết. Vi sinh mặc nhiễm khẽ cắn một chút môi đỏ, nói. Ngươi tình cảnh không tốt, vì ta đắc tội vô mộng tiên quốc, đối ngươi mà nói là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi có thể hiểu được liền tốt, không phải ta không cứu ngươi, mà là ta thực sự không có năng lực này. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Hiện tại không có, về sau sẽ có, tiểu ngư tin tưởng. Vi sinh mặc nhiễm nhất thanh nhất bạch ánh mắt, lộ ra phá lệ mờ mịt. Về sau, Lý Thiên Mệnh không khỏi đau đầu. Ca ca, vi sinh mặc nhiễm ủy khuất miết miệng, nói, kỳ thật lần này, ta là muốn trước trợ giúp ngươi. Trợ giúp ta? Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, hỏi, ngươi có thể giúp thế nào ta? Hiện tại Hiên Viên Long Tông bấp bênh. Không phải một hai người có thể cải biến được sự tình. Tiểu ngư có biện pháp, để vô mộng tiên quốc, trợ giúp Hiên Viên Long Tông. Vi sinh mặc nhiễm nghiêm túc mà nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong, nhất thời hứng thú. Nói cho cùng, hắn cùng vi sinh mặc nhiễm vô thân vô cố, không duyên cớ bởi vì nàng đắc tội vô mộng tiên quân, vậy khẳng định không thực tế. Nhưng, nếu là có thể lẫn nhau hỗ trợ, cái kia có lẽ có thể mạo hiểm một chút. Sau đó Lý Thiên Mệnh liền hỏi. Nói thế nào? Vi sinh mặc nhiễm nói, thanh phách đối vô mộng tiên quân, nhất là trọng yếu. Bây giờ thanh phách tại trên tay của ngươi, ngươi nếu là lấy hủy diệt thanh phách làm uy hiếp, bức bách hắn xuất động vô mộng tiên quốc đại quân, thậm chí kéo theo vạn tông liên hợp, đều có khả năng rất lớn thành công. Ngươi chắc chắn chứ, thì cái đồ chơi này,
Lý Thiên Mệnh chỉ mắt trái của chính mình, nhíu mày, biểu lộ rõ ràng không quá tin tưởng. Đúng, cũng là nó. Nó thật, đối Vô Mộng Tiên Quân vô cùng trọng yếu. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Không đúng sao, đã trọng yếu, rơi ở ta nơi này tiểu bối trong tay, ta tại Thanh Vân Đại Lục thời gian dài như vậy, hắn làm sao không có đến cướp đoạt đâu. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Đó là bởi vì ngươi là Thiên Cung đệ tử nha, như không cần thiết, hắn cũng không muốn hủy đi ngươi một con mắt, để ngươi vĩnh viễn độc nhãn. Hắn gần nhất còn đang suy nghĩ đem thanh phách mang rời khỏi ngươi con mắt phương pháp. Bất quá, bởi vì Vi Thiên Cung càng ngày càng biểu hiện ra, ngươi thật giống như không quá quan trọng dấu hiệu, ta nghĩ hắn rất có thể, đã lại cháy lên muốn hủy đi ngươi một con mắt ý nghĩ. Thậm chí, giết ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Vô Mộng Tiên Quân dù sao không phải Thái Dương Đế Tôn. Hắn Vô Mộng Tiên Tộc còn tại Thiên Cung quản hạt bên trong. Mặc kệ địa vị hắn lại cao hơn, cũng không quá có thể cùng Trật Tự Thiên Tộc đám người kia một dạng, hoàn toàn không cân nhắc Thiên Cung. Trật Tự Thiên Tộc bên kia lại khác biệt. Bởi vì Lý Thần dám chết rồi, tùy tiện một người, đều muốn Lý Thiên Mệnh mệnh. Mấu chốt là hiện tại, Thiên Cung tồn tại cảm giác càng già càng yếu, liên đới lấy Lý Thiên Mệnh thân phận chấn nhiếp. Đều ngã rơi xuống thung lũng. Loại thời điểm này, Vô Mộng Tiên Quân đến đây hủy đi mắt trái của hắn, cầm lại hắn thanh phách, cũng rất có thể. Ngươi xác định, lấy hủy đi thanh phách vì uy hiếp, hắn liền sẽ đi vào khuôn khổ. Lý Thiên Mệnh thận trọng hỏi. Xác định, bất quá, ngươi tối thiểu đến làm ra một bộ nguyện ý vì Hiên Viên Long Tông, cống hiến một con mắt dáng vẻ. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Cống hiến một con mắt. Lý Thiên Mệnh chưa sợ qua. Lần này, không chỉ là Hiên Viên Long Tông muốn thắng, hắn, Dạ Lăng Phong cùng Lý Khinh Ngữ cũng muốn thắng. Nếu như có thể chạy thoát, một con mắt tính là gì? Bất kể nói thế nào, ta đều có thể để Thất Long Hoàng, mang ta đến Vô Mộng Tiên Quân trước mặt, thử một chút biện pháp này. Lý Thiên Mệnh trầm tư rồi nói ra. Ân, ngươi sẽ nhìn ra hắn cực độ khẩn trương. Vi Sinh Mặc Nhiễm chắc chắn nói. Việc này Lý Thiên Mệnh cần muốn trở về. Cùng Thất Long Hoàng thương lượng. Nếu như có thể để Vô Mộng Tiên Quốc tham dự vào, bất kể nói thế nào, Hiên Viên Long Tông bên này, hẳn là có thể áp lực giảm nhiều thiếu. Dù sao, hai người bọn họ tông môn, chênh lệch cũng không xa. Thật muốn trợ giúp, đó là tương đương nhanh. Được, đã ngươi cho một biện pháp tốt, vậy ta cũng nói được thì làm được, đến đón lấy sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Hiên Viên Long Tông nhất định phải thông qua, uy hiếp. Mới có thể để cho Vô Mộng Tiên Quốc cưỡng ép vào cuộc, cái kia quan hệ sẽ chỉ trở nên kém, ta cũng không sợ trợ giúp ngươi. Ngươi bên ngoài không an toàn, thì cùng ta về Vạn Long Thần Sơn đi. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một người ở bên ngoài loạn lắc, cảm giác tùy thời cũng có thể làm cho Vô Mộng Tiên Quân cho đuổi trở về, liền nói như vậy. Không được, ta một người trước trốn trốn tránh tránh rất tốt, đến trước mặt mọi người, ngược lại lại càng dễ để hắn truy tung đến ta. Ta đoán hắn có lẽ đã đoán được. Ta tại Vạn Long Thần Sơn phụ cận, đoạn thời gian gần nhất, hắn cảm giác không đến ta tồn tại, ta còn có thể tránh né mấy tháng. Nàng và Vô Mộng Tiên Quân ở giữa liên lụy, có Long Hy Thiến tại cái này, Lý Thiên Mệnh cũng không phải rất thuận tiện hỏi đến. Thật không đi vào, hắn hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, liền hào sảng nói, vậy chúng ta thật đi thử xem biện pháp này. Nếu là có thể thành, ta định không bạc đãi ngươi. Ân. Tiểu ngư, chờ ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi hơi cúi đầu, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nói ra. Vậy ngươi có thể được tránh tốt đi một chút. Chỉ cần ngươi không hướng Vô Mộng Tiên Quân khai ra ta là được rồi. Lần này cùng ngươi nói xong, tiểu ngư lập tức phải nghĩ biện pháp ẩn nấp rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Rất tốt, nấp kỹ điểm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nếu có thể giấu đến trong lòng ngươi, khẳng định an toàn nhất. Vi Sinh Mặc Nhiễm nháy nháy mắt. Lặng lẽ nhìn Lý Thiên Mệnh phản ứng. Đại ca, đừng làm rộn. Nàng thực sự không muốn vào Vạn Long Thần Sơn, Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào. Hắn nghĩ nghĩ, trước khi rời đi, hắn chỉ mắt trái của chính mình, nói nhỏ, cho nên, bí mật của nó, đến cùng là cái gì? Ta không biết toàn bộ, nhưng ta có thể mở nó ra, để nó vì ngươi sử dụng. Nhưng mà, ngươi phải dùng nó uy hiếp Vô Mộng Tiên Quân, hiện tại khẳng định không thể mở ra. Bằng không hắn sẽ nổi điên. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Nói tương đương không nói. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái. Lần sau có cơ hội, ta
ta giúp ngươi mở ra, để hắn vĩnh viễn không cách nào đạt được. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Được. Thời gian cấp bách, có cái này dễ thôi pháp, tự nhiên là nhanh đi về cùng Thất Long Hoàng thương lượng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh liền cáo biệt Vi sinh Mặc Nhiễm, vội vàng rời đi. Tiểu Thánh Long Phong. Lý Thiên Mệnh trở về sau, phát hiện Thất Long Hoàng bên trong, tạm thời chỉ có Thánh Long Hoàng, Thương Long Hoàng cùng Tử Thanh bốn vị Long Hoàng tại. Còn lại ba vị, có hai vị đi du thuyết Vạn Tông. Long Uyển Oánh thì cùng Dương Sách cùng một chỗ, bí mật hành động, hộ tống Hồng Liên giới Long Kết giới đệ tử trẻ tuổi, tiến về Hiên Vũ Đại Lục bí mật cơ địa đi. Phía trên lần gặp gỡ, Thương Long Hoàng còn nói muốn đi Thiên Cung, gặp cô của hắn, Nguyên Long bà bà. Cũng chính là một vị duy nhất bạch bào nữ nhân. Bây giờ, hắn đã trở về, mà lại sắc mặt không dễ nhìn, tự nhiên nói rõ, hắn đã ăn bế môn canh. Thiên Cung tiếp tục không gặp bọn họ. Loại hành vi này, là không che giấu chút nào đùn đẩy trách nhiệm. Việc này truyền đi, cũng là để Thiên Cung địa vị, đáp xuống mấy trăm ngàn năm tới điểm thấp nhất. Thậm chí bên ngoài có lưu truyền, nói Thiên Cung đã thần phục với trật tự thiên tộc. Hoặc là, trật tự thiên tộc có bọn họ tay cầm. Dù sao lần này, cho dù có Nguyên Long bà tồn tại, Thiên Cung đều giống như đánh chết đều mặc kệ Hiên Viên Long Tông chết sống. Đây không thể nghi ngờ là một cái khiến người ta cực độ thất vọng tin tức. Đức không xứng vị, Thiên Cung căn bản không xứng với nó bây giờ có danh vọng. Điều này nói rõ những năm này, Vạn Tông nhìn trời cung ủng hộ cùng hướng tới, quả thực cũng là một chuyện cười. Đây càng nói rõ, Hiên Viên Long Tông chỉ có thể tự cứu. Đang lúc Thánh Long Hoàng bọn họ sứt đầu mẻ chán thời điểm, Lý Thiên Mệnh sau khi trở về, trước tiên, đem thanh phách tin tức, cùng bọn hắn nói một lần. Thì thứ này, bốn cái lão gia hỏa nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh cái kia bơi qua bơi lại thanh sắc cá nhỏ, nguyên một đám nhìn đến vô cùng nghiêm túc. Hận không thể đem Lý Thiên Mệnh mí mắt kéo ra. Nhìn ra được chỗ đặc thù sao? Thương Long Hoàng hỏi. Ta nhìn không ra, Thánh Long Hoàng nói. Xác thực rất kỳ quái, hoàn toàn là một loại đặc thù đồ vật, lại cùng ánh mắt của hắn, hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau. Cái kia, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Vô Mộng Tiên Quân cùng chúng ta quan hệ, vốn là không tốt, đã có tay cầm tại chúng ta trên tay, có thể sử dụng thì dùng. Thánh Long Hoàng quyết định nói. Ta đồng ý. Đều sinh tử tồn vong, còn dùng sợ hắn. Còn lại Long Hoàng ào ào có quyết đoán. Thiên Mệnh, ngươi chuẩn bị một chút, ta mấy ngày nay thì lấy cái này, thanh phách, làm dẫn, trong bóng tối gặp mặt Vô Mộng Tiên Quân. Đến lúc đó, nhìn hắn đến cùng phản ứng gì? Thánh Long Hoàng nói. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu như đến lúc đó có xung đột, rất muốn uy hiếp được vị, có thể sẽ làm bị thương con mắt của ngươi. Không sao, ánh mắt có thể không có, chúng ta có thể thắng, mới là quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Bốn vị Long Hoàng trong mắt tràn đầy đều là khen ngợi. Nếu quả thật có thể có hiệu lực, cái kia có lẽ sẽ là chúng ta phá cục quan trọng. Thánh Long Hoàng cắn răng nói. Hy vọng thuận lợi đi. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, lấy một cái, thanh phách, làm cho Vô Mộng Tiên Quân để Vô Mộng Tiên Quốc tham chiến, tổng giống như không quá hiện thực. Thậm chí, tồn tại vô số biến số. Mỗi một cái biến số, đến lúc đó đều có thể chí mạng. Chính khi bọn hắn muốn tán đi thời điểm, Dạ Lăng Phong bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới. Sắc mặt hắn khó coi, ánh mắt có chút tối đỏ. Có thể rõ ràng cảm giác. Bộ ngực hắn, nguyên thủy chi môn, chuyển động tốc độ đều so sánh nhanh. Thiên Mệnh ca, người trở về rồi. Thanh âm hắn có chút khàn khàn nói. Vừa trở về, như thế nào? Cùng khẽ nói chuyện đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dạ Lăng Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt dần dần kiên định, nói, cho nên, ta muốn làm chút chuyện, không muốn đợi không một kết quả. Thế nhưng là, đây là trưởng bối, cường giả phương diện đọ sức, người ta đều không làm được cái gì. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Dạ Lăng Phong tâm lý buồn khổ, hắn là có thể lý giải. Không biết sao, mấy trăm hơn ngàn năm thời gian tu luyện, đó là không thể vượt qua khoảng cách. Một khi chiến tranh bạo phát, đó là mấy chục triệu tinh tướng thần cảnh trở lên tu luyện giả chém giết. Bọn họ nhiều lắm là giết mấy trăm đối thủ. Không thể lấy nhất sát một triệu, cơ bản không dùng. Ta biết vô dụng, nhưng là, ta không muốn giống như trước đây, còn có thể chờ đợi đáp án. Chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Dù là vẫn là mạnh lên một chút xíu. Nhớ tới lúc trước sự tình,
80.000 tộc nhân cái chết, hắn không có cách nào cải biến, được đưa vào dị độ ký ức thế giới, cùng Lý Khinh Ngữ tách ra, hắn đồng dạng không có cách nào cải biến. Bây giờ đối mặt Hiên Viên khó khăn, tại người thương bị vận mệnh áp lên pháp trường thời điểm, hắn chỉ có thể nhìn, đó là cái gì tư vị. Hắn phẫn uất, biệt khuất, so Lý Thiên Mệnh còn mãnh liệt hơn. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Thiên Mệnh trực tiếp hỏi. Dạ Lăng Phong ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía bốn vị Long Hoàng, chân thành nói. Ta muốn hướng Long Hoàng nhóm thỉnh cầu trật tự thần đan, mặc kệ cấp bậc gì ta đều có thể, hy vọng có thể tận khả năng nhiều một ít, cho dù là tàn phá, bỏ hoang thần đan, ta đều có thể. Lý Thiên Mệnh minh bạch ý nghĩ của hắn. Hắn muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Không suy nghĩ thêm cơ sở, không lại lo lắng lực lượng hệ thống vững chắc, phát huy đầy đủ nguyên thủy chi môn biến thái. Nói ngắn gọn, cũng là so Lâm Tiêu Tiêu còn muốn, dục tốc bất đạt. Đây không phải chuyện tốt, nhưng đây là lựa chọn của hắn. Tốt, ta ủng hộ ngươi. Lý Thiên Mệnh trước tiên liền nói ra câu nói này. Cái này khiến Dạ Lăng Phong cực kỳ phấn chấn. Lý Thiên Mệnh chống đỡ, là hắn cần nhất. Nhân sinh tràn ngập các loại mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng thường xuyên liều mạng, hắn lại làm sao có thể ngăn cản Dạ Lăng Phong, đi làm một trận sau cùng phấn đấu. Thắng thua, thắng bại, kết quả, những thứ này đều không thể nào đoán trước. Cho dù là địa ngục, lúc này thời điểm đều phải xông vào. Như là bỏ lỡ, cả một đời liền không sẽ có cơ hội nữa. Dạ Lăng Phong trầm thấp mà thâm tình nói. Hắn rất ít biểu hiện ra như vậy thâm tình bộ dáng. Khi bọn hắn nhìn về phía bốn cái Long Hoàng thời điểm, Thánh Long Hoàng bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trên tay còn có bao nhiêu, cho bọn nhỏ tiếp cận một chút. Thánh Long Hoàng nói. Tử Thanh hai vị Long Hoàng lắc đầu, nói. Vài ngày trước Uyển Oánh mang những đứa trẻ xuất phát, chúng ta đem còn lại thần đan, đều bị nàng dẫn đi. Những cái kia Hiên Viên Long Tông đệ tử, là huyết mạch của bọn hắn truyền thừa, đồng dạng cần trật tự thần đan. Ta cái này còn có mấy cái cấp 6 trật tự thần đan, còn lại cũng để cho mang đi. Trước mắt tông môn đan dược, bị Ẩn Long Điện chiếm cứ. Thương Long Hoàng nói. Bọn họ đều mặt lộ vẻ đắng chát. Điều này nói rõ Dạ Lăng Phong tới chậm. Đau đầu. Lý Thiên Mệnh chính đang vì hắn muốn những biện pháp khác, cái kia thân mặc áo bào xám, râu dài tung bay Thương Long Hoàng, đi tới Dạ Lăng Phong trước mắt, cho hắn ba cái trật tự thần đan. Hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi Tiểu Phong, vừa mới ngươi nói bỏ hoang thần đan đều có thể. Ngươi chắc chắn chứ, đồng dạng phế đan, đều là luyện đan thất bại đản sinh tàn thứ phẩm, không thể phủ nhận tài liệu của bọn nó là tốt, đều là thảo mộc thần linh. Nhưng bởi vì luyện chế thất bại, hình thành thần đan, hoặc là vô hiệu, hoặc là dược hiệu biến hóa, có thậm chí biến thành kịch độc, có đối thân thể thương tổn to lớn, người bình thường cũng sẽ không phục dụng. Ta không có vấn đề. Dạ Lăng Phong kéo ra ở ngực hộ tâm kính, triển khai cái kia xoay tròn nguyên thủy chi môn. Ở ngực vết nứt chuyện như vậy, đối tại chỗ bốn vị Long Hoàng tới nói, vậy cũng là vô cùng lớn quái sự. Bao quát Thương Long Hoàng ở bên trong, đều bị dọa đến lui lại một bước. Quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái gì, ở ngực có động? Ngươi, ngươi còn sống không? Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng Phong nhìn. Ta không sao. Dạ Lăng Phong gấp đến độ có chút mặt đỏ tới mang tai, Lý Thiên Mệnh liền ngay cả giúp đỡ trợ hắn hỏi, Thương Long Hoàng, trên tay ngươi có phế đan sao? Tiểu Phong trên người hắn vật này, có thể trợ giúp hắn trình độ lớn nhất tiêu trừ thần đan, nói không chừng liền phế đan đều có thể giải quyết. Nếu có thể để hắn thử một chút. Lý Thiên Mệnh biết, Thương Long Hoàng cũng là Thái Dương Vạn Tông đỉnh cấp luyện đan linh sư. Hắn tại Hiên Viên Long Tông là thứ hai Long Hoàng. Tại toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, hắn luyện đan tạo nghệ, cũng cùng Cổ Mạc Đan Thần tại một cái mức độ. Nghe nói, liền cấp 6 trật tự thần đan đều luyện chế thành công qua. Dạng này đan dược đại sư, luyện đan hơn 1.000 năm, thất bại phẩm khẳng định không ít. Thật có thần kỳ như thế năng lực. Đây chẳng phải là luyện đan linh sư hoàn mỹ thử đan người. Thương Long Hoàng ngạc nhiên sau đó, ánh mắt càng ngày càng sáng. Vậy ngươi thì dẫn hắn đi nhìn thử một chút, Thánh Long Hoàng nói. Thành, theo ta đi. Thương Long Hoàng làm việc không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn phủ đầu thì ra ngoài, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong vội vàng đuổi theo. Vù vù, cuồng phong gào thét bên trong, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong đi theo Thương Long Hoàng. Bay ra tiểu Thánh Long Phong, hướng nơi xa mà đi. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Dạ Lăng Phong.
Cái này Truy Phong thiếu niên, trong mắt viết đầy chấp niệm. Lần này, hắn đã đem sinh tử không để ý. Tiểu Phong trưởng thành. Người cả đời này, có thể vì một loại trách nhiệm cùng thích, đem chính mình không thèm đếm xỉa, đó chính là lớn lên. Hắn biết Dạ Lăng Phong tại kế hoạch cái gì. Đơn giản chính là, tìm một cái Long Nhân Xá, đơn đấu cơ hội. Tại không người can thiệp trạng thái, đem đối phương giết chết. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Cái này hình thức, cùng loại Lý Thiên Mệnh cùng Lý Thần Giám chi chiến. Lý Thiên Mệnh thành công. Tại loại sự tình này quan tôn nghiêm, rất có lo lắng, có thể gây nên oanh động trực diện trong xung đột, quan tâm mặt mũi, tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi, là có cơ hội tại đại cục bên trong, đến một trận đơn đả độc đấu. Chỉ là, đến lúc đó song phương xung đột khẳng định tăng lên. Còn có thể hay không xuất hiện loại này, đơn đấu cơ hội, cái kia liền không nói được rồi. Giết còn về sau, sống hay chết, càng khó nói. Cho nên, cái này rất có thể là một lần thiêu thân lao vào lửa. Nhưng là Lý Thiên Mệnh không thể ngăn cản hắn. Bởi vì hắn chính mình, đều thường xuyên làm như vậy a. 7000 địa Long Sơn. Thương Long Hoàng đem hai người bọn họ, mang vào một chỗ thâm uyên, tiếp tục thâm nhập sâu lòng đất. Sau đó không lâu, bốn phía âm u khắp trốn, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Phía trước chính là ta, đan quật, ta người này luyện đan chi đạo đâu, cùng cổ mạc đan thần bảo thủ phái khác biệt, ta thích lớn mật nếm thử, dùng khác biệt thảo mộc thần linh tổ hợp, đi nghiên cứu khác biệt dược hiệu. Nhiều năm như vậy, còn thật để cho ta cải tiến mấy loại cách điều chế, cũng coi là tại luyện đan giới ghi tên sử sách. Đương nhiên, cũng là bởi vì Hiên Viên Long Tông vốn liếng, chịu đựng ta dày vò. Cái này dày vò hơn ngàn năm, tự nhiên sinh ra vô số phế đan, có không dược hiệu, có dược hiệu quá mạnh, có dược hiệu rối loạn, có còn có kịch độc. Dù sao toàn bộ đều để cho ta ném ở nơi này. Dù sao tài liệu chân quý, coi như vô dụng, mất đi cũng lãng phí. Thương Long Hoàng cào nhau thời điểm, bọn họ thì đã đi tới một tòa trên cung điện dưới lòng đất. Thương Long Hoàng bên người có một miệng giếng sâu. Chụp lấy nắp giếng. Hắn một bên xê dịch nắp giếng. Một bên hỏi Dạ Lăng Phong, người thật sự có nắm chắc. Cũng chớ xem thường ta phế đan, đừng để ta cho độc chết. Thử một chút. Dạ Lăng Phong nói. Có gan sắc. Thương Long Hoàng cảm khái cười một tiếng. Làm hắn đem nắp giếng dịch chuyển khỏi một cái nháy mắt, phía dưới một cỗ đặc thù vị đạo đột nhiên vọt ra. Lý Thiên Mệnh quả thực, ngũ vị tạp trần. Đây không phải đan dược mùi thơm. Ngọt bùi cay đắng mặn. Đủ loại vị đạo lăn lộn cùng một chỗ. Có mùi thơm, có mùi thối, đều vô cùng gay mũi, quả thực có thể đem người hun ngất đi. Tuyệt! Lý Thiên Mệnh tại chỗ lùi lại ba bước. Ngươi không nói là đan quật, ta còn tưởng rằng là hố rác đâu. Lý Thiên Mệnh nắm lỗ mũi nói. Nói bậy, bên trong cũng lăn lộn có mùi thơm tốt ha. Thương Long Hoàng trợn mắt nói. Đây càng chí mạng. Lý Thiên Mệnh mắt trợn trắng lên. Tại phân và nước tiểu phía trên đụng tới nước hoa, coi như thơm không. Hắn thất điên bát đảo, trực tiếp thì không chống nổi, trực tiếp hét lên, hắn meo, so kiếm Long Hải Ngục còn biến thái. Tối thiểu kiếm Long Hải Ngục, đây chẳng qua là nhục thân chịu khổ. Nông cạn, người xem người ta Tiểu Phong, một chút phản ứng đều không có. Thương Long Hoàng khinh bỉ nói. Hắn người này đối với mình luyện đan thành tựu, đây chính là vô cùng để ý. Cho dù là phế đan, hắn đều muốn tô son chát phấn một chút. Kết quả. Hắn vừa mới khoa trương xong, Dạ Lăng Phong ôm bụng, nôn khan một tiếng, mặt đều nhanh bóp méo. Thương Long Hoàng lão mặt tối sầm. Ta không sao. Dạ Lăng Phong trực tiếp đứng thẳng lưng lên, nắm lỗ mũi nói. Ngươi khẳng định muốn phía dưới những đồ chơi này. Lý Thiên Mệnh run lẩy bẩy nói. Muốn, toàn bộ cho ta. Dạ Lăng Phong nói. Châu bò. Lý Thiên Mệnh đứng tại miệng giếng, dùng hắc ám tí ánh mắt hướng xuống nhìn thoáng qua. Cái này rõ ràng là một cái đan quật, có thể quả thực thì cùng quần ma loạn vũ giống như. Nhiều năm như vậy đủ loại phế đan, bị trực tiếp ném cùng một chỗ. Có vẫn là trạng thái dịch. Như thế một đống tích, kinh lịch thời gian lên men, hỗn hợp, phía dưới chẳng những hôi thối ngút trời, thậm chí còn có tiếng quỷ khóc sói tru. Quả thực thì là địa ngục nhân gian. Cái kia đủ mọi màu sắc đan sương mù, còn thật hóa thân thành đủ loại quỷ ảnh, ở bên trong phiêu đãng. Siêu siêu siêu. Thương Long Hoàng từ phía dưới dẫn xuất một nắm lớn phế đan. Những thứ này phế đan đều nhanh dán thành màu đen. Hắn nghiêng đầu,
đem những thứ này phế đan ném cho Dạ Lăng Phong, nói. Đến, thử cho ta xem một chút, ngươi có thể cả rơi bọn họ, ta cứ yên tâm đem đan quật cho hết ngươi. Được. Dạ Lăng Phong chỉ nói một chữ, tiếp nhận cái kia phế đan, trực tiếp hướng ở ngực ném vào. Nguyên thủy chi môn xoay tròn ra tốc, trực tiếp nuốt vào. Mắt thường đều có thể nhìn đến, cái kia phế đan rất nhanh liền bị rảo sát không có. Liền những cái kia vị đạo, lập tức đều quét sạch sành xanh. Xì xì xì. Dạ Lăng Phong sắc mặt một chút bóp méo một chút, trên mặt nổi lên một số hắc khí. Nhưng rất nhanh, thì ảm đạm đi. Hắn cắn răng, hơi hơi ngẩng lên cái cằm, đối Thương Long Hoàng nói, thấy được không, ta không sao. Hắn cái này hờn dỗi dáng vẻ, ngược lại là còn giống như là một đứa bé. Ba ba ba. Thương Long Hoàng vây quanh hắn vỗ tay, tựa như là đang nhìn một cái quái vật giống như. Hắn đánh giá nửa ngày, cảm khái nói. Ông trời của ta, muốn là sớm bảo lão phu gặp phải ngươi, đời ta, đến thiếu lãng phí bao nhiêu thảo mộc thần linh a. Ý tứ cũng là ngươi đáp ứng a. Dạ Lăng Phong nhìn xem xuống giếng quần ma loạn vũ, hưng phấn hỏi. Đương nhiên đáp ứng a, những thứ này rách dưới đồ chơi, ta không đến nơi ném, cũng chỉ là không muốn để người ta biết ta trà đạp nhiều như vậy mà thôi. Ngươi chỉ cần có thể chống đỡ, toàn bộ đều là ngươi. Điều kiện tiên quyết là, nhất định khắc hại chính mình. Thương Long Hoàng căn dặn. Ta biết. Dạ Lăng Phong hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, trịnh trọng nói. Ca, ta đi xuống, giúp ta đắp lên nắp giếng. Đi xuống a, chịu nổi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể, coi nó là thành là nhiên hồn kết giới là được rồi. Hắn sờ lên đầu, ngu ngơ nở nụ cười. Nhiên hồn kết giới. Đó là hắn ác mộng một dạng địa phương. Thế nhưng là, hắn cũng không có e ngại. Lại hoặc là dị độ ký ức không gian, cái kia càng là phong tỏa ác mộng. Rời đi, hắn cũng mạnh hơn. Tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dạ Lăng Phong không nói thêm lời. Hắn não tử nóng lên, trực tiếp nhảy xuống. Để Lý Thiên Mệnh đem nắp giếng đều cho đắp lên, chính là vì để cho mình, đã không còn con đường cũ. Bịch. Hắn đi xuống trong nháy mắt. Phía dưới đủ mọi màu sắc khói đặc lăn lộn mà lên. Lại là một trận, ngũ vị tạp trần. Lý Thiên Mệnh thả mấy cái ngân trần đi xuống. Có vấn đề gì, hắn còn có thể phát hiện. Đáng thương mấy cái kia tiểu ngân trứng, còn tại mộng lấy thời điểm, Lý Thiên Mệnh thì đắp lên nắp giếng. Nhất thời, ngân trần điên rồi. Khó chịu hơn ngàn năm đan quật, đó là nó ác mộng. Dù là chỉ là nó một phần rất nhỏ thân thể, nó đều tuyệt vọng. Rửa bao nhiêu lần tắm, đều sạch sẽ không được a. Thằng mẹ, tặc ngươi, đi chết, sinh nhi, con không, cái rắm. Nói còn chưa dứt lời, loảng xoảng một tiếng, an tĩnh. Chậc chậc, đều là nhân tài. Thương Long Hoàng nhìn một chút hắn, nhìn nhìn lại nắp giếng, phát ra thở dài một tiếng. Tình cảnh này giống như rất vui vẻ vui. Chỉ có Lý Thiên Mệnh biết, Dạ Lăng Phong tâm lý, đã bị sát cơ căng kín, no bạo. Hai ngày sau, Lý Thiên Mệnh bị Thánh Long Hoàng triệu hoán, vội vàng tới. Thương Long Hoàng, Thanh Long Hoàng, Tử Long Hoàng đều tại. Thiên Mệnh, Vô Mộng Tiên Quân bên kia có đáp lại, hắn nguyện ý đơn độc thấy chúng ta, địa điểm chúng ta tới an bài. Lần này, cần ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Thánh Long Hoàng nghiêm túc nói. Thành, muốn dung chuyển Vô Mộng Tiên Quốc, khẳng định không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh đã làm tốt, nát mắt bức bách, chuẩn bị. Thiên Vũ Đại Lục, ở vào Thái Dương Vạn Tông vị trí trung tâm, không dựa vào Nam, không dựa vào Bắc. Cái này một tòa đại lục, quần hùng cắt cứ, chỉ là thế lực đều nắm chắc trăm cái, trong đó kích thước nhất định hai lưu tông môn, đều có 8 cái trở lên. Có thể nói, đây là Thái Dương Vạn Tông lớn nhất tạp nhạp đại lục một trong. Không tính Thanh Vân Thần Mộc, điều kiện nơi này khẳng định so Thanh Vân Đại Lục tốt, đương nhiên, kém xa Hiên Viên Long Tông, Vạn Long Thần Sơn. Bởi vì hỗn loạn, ngược lại an toàn. Thánh Long Hoàng sớm tại mấy trăm năm trước, ngay ở chỗ này chế tạo một cái bí mật cơ địa, vì chính là ứng đối tình huống hôm nay. Cái này bí mật cơ địa, ở vào Hiên Vũ Đại Lục dãy núi Vạn Khe ở giữa, chính là viễn cổ dày đặc xa chi địa, làm đỉnh cấp kết giới linh sư. Thánh Long Hoàng tự mình mang theo hắn hạch tâm đoàn đội, bỏ ra mấy trăm năm thời gian, kiến tạo tốt mấy trọng cấp 7 trật tự kết giới, bên ngoài trọng mê vụ, bên trong trọng phòng thủ, tầng tầng điệp ra. Hắn đem nơi này mệnh danh là Tù Long Cốc. Tù,
đây không phải một cái ngụ ý tốt chữ, là cầm tù ý tứ, cái gọi là tù Long Cốc, cũng là cầm tù bọn họ thần Long nhất tộc Sơn Cốc. Lấy loại này tên, cũng là hy vọng làm Hiên Viên Long Tông thật luân lạc tới loại tình trạng này thời điểm, sống ở tù Long Cốc bên trong là đám thanh niên, thời khắc ghi nhớ, mình tại nơi này sinh tồn, như là bị cầm tù, thời khắc không thể nhẹ nhõm, quên tự thân gánh vác huyết hải thâm cừu, khát vọng cũng có ngày, có thể có tư cách rời đi tù Long Cốc, trở lại thuộc về bọn hắn thiên địa. Vậy cần thực lực. Tù Long Cốc bên trong, có hằng tinh nguyên, có thần binh, còn có thể trồng cho thảo mộc thần linh, còn rời đi rất nhiều truyền thừa thiên hồn, tu hành cần thiết tuy nhiên so ra kém ban đầu Hiên Viên Long Tông, nhưng cũng cơ bản đầy đủ mọi thứ. Mấy ngày nay, Long Uyển Oánh cùng Dương Sách phụ trách, đã đem bọn họ Hiên Viên Long Tông tương lai, toàn bộ chuyển rời đến nơi này. Toàn bộ quá trình, đều tận khả năng ẩn nấp. Giải quyết về sau, nhìn lấy những người tuổi trẻ này, cùng bọn hắn cộng sinh thú, đã tiếp nhận cái này địa phương mới, Long Uyển Oánh nhìn không được thở dài một hơi. So sánh Vạn Long Thần Sơn, nơi này tựa như là một cái thế ngoại đào nguyên. Sơn sơn thủy thủy ở giữa, những người trẻ tuổi kia tinh thần phấn chấn, tượng trưng cho Hiên Viên Long Tông tương lai sinh cơ. Long Uyển Oánh lưu lại hơn 1000 người quy mô thần dương vương cảnh cường giả, những người này tuổi tác đều tại 500 trở xuống, cũng đều là Hiên Viên Long Tông tương lai, hơn nữa còn có thể bảo hộ những đứa trẻ. Đến mức bản thân nàng, khẳng định phải tại hôn kỳ trước đó, chạy về Vạn Long Thần Sơn, tận khả năng giúp đỡ. Hết thảy thu xếp tốt về sau, Long Uyển Oánh thì hướng mọi người cáo biệt. Các vị, lời nên nói, những ngày gần đây, ta lần lượt lải nhải, mọi người chắc hẳn đều chán nghe rồi. Nàng đứng tại đỉnh núi, trước mắt là nguyên một đám non nớt, nhiệt huyết khuôn mặt, kỳ thật bọn họ không cam tâm ở lại đây, nhiều người hơn muốn cùng tông môn cùng tồn vong. Nhưng ta vẫn còn muốn lặp lại một lần. Đừng đi ra ngoài. Nỗ lực tu hành, là các ngươi duy nhất có thể làm sự tình. Nếu như chúng ta thắng, sẽ đến tiếp các ngươi trở về. Nếu như chúng ta thua, cần muốn các ngươi giữ lại hỏa chủng, nằm gai nếm mật, chớ quên diệt vong mối hận. Vâng. Đệ tử trẻ tuổi nhóm hốc mắt đỏ bừng. Ta đi trước, Long Uyển Oánh cắn răng nói. Đưa Bạch Long Hoàng. Mấy chục vạn người cùng giống. Đều nghe lời a, bọn nhỏ. Long Uyển Oánh đồng dạng hốc mắt đỏ bừng. Nàng và Dương Sách cùng một chỗ rời đi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên bọn họ, thẳng đến bọn họ biến mất. Nhân số nhiều lắm. Mấy chục vạn người chuyển di, Long Uyển Oánh đem ẩn nấp làm được cực hạn. Bất quá, nàng vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Nhiều như vậy gương mặt, tất cả mọi người chảy Hiên Viên Long Tông huyết, có thể phản bội người chí thân, nhất định không có sao. Tuy nhiên có dạng này lo lắng, nhưng nàng vẫn là không có cách, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Thánh Long Hoàng kết giới, tin tưởng huyết mạch của rồng. Chỉ mong, đều có thể bình an. Hiên Viên Long Tông cùng Vô Mộng Thiên Quốc, đều dựa vào gần mặt trời Nam Cực. Hai cái mặt trời vạn tông thế lực tối cường, kỳ thật tiếp cận tiếp giáp. Vô Mộng Thiên Quốc quật khởi về sau, kỳ thật xâm chiếm không ít Hiên Viên Long Tông Giang Sơn. Cả hai biên cảnh, tự nhiên cũng là thế như thủy hỏa. Trung gian tồn tại rất nhiều tranh chấp vấn đề. Thế mà bây giờ Hiên Viên Long Tông lâm vào vũng bùn, biên cảnh ngược lại an bình. Biên cảnh, Mộng Long Sơn Mạch. Đây là một đầu bao phủ tại hỏa hồng sắc hằng tinh nguyên nồng đậm bên trong sơn mạch, khắp nơi đều là dung nham hỏa núi, nóng hổi sông nham thạch tại vô số dãy núi thượng lưu dưới, bốc lên bốc hơi hỏa vụ. Lửa giận tiếng oanh minh, khắp nơi đều là. Vạn Long Thần Sơn bên kia, cần phải có người tọa chấn. Cho nên Thánh Long Hoàng chỉ mang theo Thanh Long Hoàng một vị trợ thủ, hai người cùng một chỗ che chở Lý Thiên Mệnh, tiến vào cái này Mộng Long Sơn Mạch. Vô Mộng Tiên Quân là Thái Dương Vạn Tông bên trong, ngoại trừ Thiên Cung thành viên ngoại đệ nhất cường giả, Thánh Long Hoàng chỉ sắp xếp thứ hai, mà lại tuổi tác càng lớn, cho dù có tay cầm nơi tay, hắn cũng không dám vô lễ. Hiển nhiên, đây là một lần liếm máu trên lưỡi đao nguy hiểm hành trình. Ong ong ong, Lý Thiên Mệnh nghe chung quanh lửa giống thanh âm. Dường như cái này Mộng Long Sơn Mạch bên trong, cất giấu thiên quân vạn mã. Đi đến Sơn Mạch Trung ương, bọn họ đứng ở một tòa sống trên núi lửa, đỉnh lấy đỏ thẫm chí hắc khói đặc, ở đây đợi người. Vô Mộng Tiên Quân, từng tại vô thiên chi cảnh, Thánh Long Hoàng còn cùng gặp mặt hắn qua. Thiên viên gặp rủi ro về sau, Thánh Long Hoàng từng muốn gặp hắn, hắn lại trong mộng thành, theo không hiện thân. Giờ phút này, phía trước hỏa hồng sắc trong mây mù, một cái áo trắng tung bay. Tựa như ảo mộng thanh niên tung bay xuất hiện, cái kia dung nhan tuyệt thế, mỹ đến không tưởng nổi,
bây giờ nhìn kỹ, Lý Thiên Mệnh phát hiện, Vô Mộng Tiên Quân, cũng là một cái nam bản vi sinh mặc nhiễm. Từ trước đến nay vi sinh mặc nhiễm cái ót gương mặt kia, cần phải thì lớn lên dạng này. Lý Thiên Mệnh nói thầm, người này cũng là loài lưỡng tính sao, cái kia ngực của hắn, lớn lên ở trên lưng rồi. Cái kia không hãy cùng lạc đà giống như sao, muốn không phải Lý Thiên Mệnh án lấy, Huỳnh Hỏa đều muốn bay đến phía sau hắn đi xem một chút. Bầu không khí trong nháy mắt biến đến bốc lửa. Vô Mộng Tiên Quân liếc một chút thì quét đến Lý Thiên Mệnh mắt trái thanh sắc cá nhỏ. Cái kia cá nhỏ cảm giác được hắn tồn tại, lập tức rút vào trong hốc mắt, trốn, run lẩy bẩy. Thánh Long Hoàng sắc mặt nghiêm túc, nói thẳng, chúng ta ý đồ đến, thông qua truyền tin thạch đã cùng ngươi nói rõ. Thanh phách sự tình, ta không muốn nhiều lời, hôm nay ở chỗ này gặp mặt, ta chỉ muốn hỏi Vô Mộng Tiên Quân phải chăng minh bạch một cái đạo lý, giả thiết chúng ta Hiên Viên suy tàn, từ đó trở thành trật tự thiên tộc chiếm đoạt vạn tông nanh vuốt, hơn nữa còn bài danh thiên bảng đệ nhất, trật tự thiên tộc tùy thời đều có thể phái ra ức vạn đại quân, ẩn núp tại ngươi Vô Mộng Tiên Quốc bên cạnh, hắn muốn bắt lại vạn tông, cái thứ nhất nuốt thì là các ngươi, một khi giải quyết mặt trời chi nam, nam bắc cùng một chỗ hướng trung gian đẩy mạnh. Thái Dương Vạn Tông, còn có đường sống sao? Đây là phi thường rõ ràng đạo lý. Có thể Vô Mộng Tiên Quân không thấy, hắn thì hết chỗ chê cơ hội. Mặt trời Nam Cực, bọn họ là mạnh nhất, lớn nhất hai cái thế lực, là Thái Dương Vạn Tông hạch tâm. Trật tự thiên tộc, chiếm lấy toàn bộ Bắc Bán Cầu. Một khi giáp công, Vạn Tông hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Coi như không hủy diệt, ngự thú sư tử đó cũng sẽ bị thức thần tu luyện giả nô dịch. Nhiều tư nguyên hơn, vì trật tự thiên tộc chiếm trước. Trật tự thiên tộc không có khả năng trực tiếp giết sạch ngự thú sư. Nhưng là, bọn họ lại có thể trước nô dịch, chiếm đoạt, thông qua trăm ngàn đời áp chế, để ngự thú sư nhân khẩu hạ xuống, thẳng đến một đời nào đó, nơi này trở thành thuần thức thần hằng tinh nguyên thế giới. Kể từ đó, cùng loại cửu long đế tôn loại kia uy hiếp, vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Mời Vô Mộng Tiên Quân, cho một cái trả lời chắc chắn. Thánh Long Hoàng chân thành nói. Vô Mộng Tiên Quân cười. Hắn cười rất lâu, tựa hồ rất là sung sướng. Sau khi cười xong, hắn không có trả lời Thánh Long Hoàng vấn đề, mà chính là liếc một cái Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi trở về nói cho nàng, gãy mất, mệnh tuyến. Ta thời gian ngắn xác thực tìm không thấy nàng, nhưng là đâu, nàng cũng sống không được bao lâu. Mệnh tuyến. Việc này vi sinh mặc nhiễm không có cùng Lý Thiên Mệnh nói qua. Cho nên, liên quan tới trật tự thiên tộc sự tình, ngươi làm sao cân nhắc? Lý Thiên Mệnh hỏi. Việc này a, vài ngày trước, Thái Dương Đế Tôn cùng Trúc Long Hoàng, cho ta phát thiệp mời, để cho ta quang lâm Thủy Long Động, bất quá, ta không có hứng thú gì. Vô Mộng Tiên Quân một mặt không có vấn đề nói. Thứ này không muốn, Lý Thiên Mệnh chỉ mắt trái của chính mình. Hắn là ngoan nhân, nếu như con hàng này vẫn là như vậy tránh nặng tìm nhẹ, hắn thật đúng là có khả năng đem ánh mắt cho giữ lại. Đừng nóng vội a, ta không nói không đáp ứng. Như vậy đi, đã ta có tay cầm tại trên tay ngươi, cái kia Cửu Nguyệt thần nữ thành hôn ngày nào đó, ta mang 10 triệu quân đoàn đi chúc mừng, thế nào? Vô Mộng Tiên Quân mặt mỉm cười nói. 10 triệu. Thánh Long Hoàng đều không nghĩ tới, hắn đáp ứng dứt khoát như vậy. Tới rất dễ dàng, ngược lại làm cho lòng người bên trong không chắc. Vạn nhất đến lúc, người thả chúng ta bổ câu đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này đơn giản. Người đem ánh mắt hủy không được sao sao. Ta có tay cầm ở trên thân thể ngươi, cùng ngày ngươi muốn là chỗ thân cảnh hiểm nguy, ta có thể không hiện thân sao? Vô Mộng Tiên Quân nói. Thanh phách thứ này, đến cùng có dùng hay không dùng, đều là vi sinh mặc nhiễm nói. Vi sinh mặc nhiễm nói cho cùng, đều là Vô Mộng Tiên Quân người, lời nàng nói có phải là hay không bản ý, cái kia cũng không tốt nói. Cho nên cái này tay cầm, đã định trước tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn. Thanh phách đến cùng có trọng yếu hay không? Có lẽ Lý Thiên Mệnh, chỉ có một lần xác nhận cơ hội. Rất tốt, cái kia đến lúc đó xin đợi Vô Mộng Tiên Quân đại giá. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, Tiên Quân cần phải minh bạch, so sánh Hiên Viên Long Tông 10 triệu tánh mạng, ta con mắt này không tính là gì. Ta thì kỳ quái, Hiên Viên Long Tông cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi đến ta Vô Mộng Tiên Quốc, còn không phải như vậy. Vô Mộng Tiên Quân vui vẻ nói. Câu nói này, Lý Thiên Mệnh lười nhắc về. Không nói trước Hiên Viên Long Tông cho hắn che chở cùng tư nguyên, quang bởi vì Lý Khinh Ngữ cùng Lý Vô Địch, hắn đều khó có khả năng không đếm xỉa đến. Tiên Quân, hy vọng đến lúc đó sách trước mấy ngày,
đều có thể nghe được ngươi đại quân hành động tin tức. Ngươi biết Thủy Long Động đối với chúng ta ý nghĩa, lần này chúng ta ngoại trừ cá chết rách lưới, không có đường lui. Một khi giết, Vạn Tông không có khả năng thoát ly vòng xoáy, gần nhất Vô Mộng Tiên Quốc, càng không khả năng. Thánh Long Hoàng nói, đã hiểu, đừng nói nhiều, không đều đáp ứng a. Vô Mộng Tiên Quân khoát khoát tay. Việc này hoàn thành dạng này, đã là cực hạn. Hắn đều đáp ứng, cũng không thể vạch mặt. Thánh Long Hoàng nguyên bản ý nghĩ, cũng là hiểu chi lấy ý. Lý Thiên Mệnh, bảo vệ tốt ta Thanh Phách, không phải vậy, ta không xác định Thiên Cung có thể hay không che chở ngươi, ha ha. Vô Mộng Tiên Quân nói xong, cười biến mất tại lửa trong sương mù. Một câu nói sau cùng này, cũng nói rõ Thiên Cung tồn tại cảm giác ngày càng giảm xuống, để Lý Thiên Mệnh tình cảnh, cũng biến thành nguy hiểm. Chờ hắn sau khi đi, Lý Thiên Mệnh hỏi Thánh Long Hoàng, hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, có phải hay không có bẫy a? Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, hôm nay có thể sẽ đánh một trận đây. Không có cách, đến lúc đó chỉ có thể sớm kiểm trắc hắn đại quân động tĩnh, làm tiếp phản ứng. Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Đế Quốc nhóm thế lực, còn muốn tiếp tục liên hệ, tối thiểu nhất, chúng ta có thể dùng Vô Mộng Tiên Quân nguyện ý ra ngàn vạn đại quân làm lý do, hấp dẫn bọn họ gia nhập. Cái này cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất, Thánh Long Hoàng dùng kết giới chi thuật, đem Vô Mộng Tiên Quân vừa mới hứa hẹn ghi chép lại. Ta luôn cảm thấy người này ly kỳ cổ quái, tâm bên trong khẳng định có chúng ta không nghĩ tới âm mưu. Thanh Long Hoàng cau mày nói. Trở về cùng nhau nghiên cứu một chút hắn khả năng động cơ, để Uyển Oánh đến, nàng linh quang một số. Thánh Long Hoàng nói. Nói còn về sau, bọn họ lập tức trở về. Đi qua. Lý Thiên Mệnh vứt xuống hơn 300.000 ngân trần, để chúng nó hóa thành 3 triệu vô hình con rán, tiến vào Vô Mộng Tiên Quốc, hướng về Mộng Trung Thành di chuyển mà đi. Bọn họ không cần nghe trộm đến nhiều tin tức trọng yếu, tối thiểu nhất, nếu như đối phương thật có 10 triệu đại quân loại này quy mô hành động, Lý Thiên Mệnh muốn trước tiên biết. Trở lại Vạn Long Thần Sơn về sau, Lý Thiên Mệnh đi trước đan quật nhìn một chút Dạ Lăng Phong tình huống. Mở ra nắp giếng, bên trong tiếp tục mùi thối ngút trời. Một cái toàn thân hắc khí người từ giữa leo ra, thì cùng đào than đá qua giống như. Tạm được ngươi, Lý Thiên Mệnh hỏi. Được, Dạ Lăng Phong nói. Ngưu bức. Trước mắt còn đang chờ những tông môn khác đáp lại, một bên khác, Ẩn Long Điện cùng Trật Tự Thiên Tộc, thì tại như hỏa như đồ chuẩn bị hôn lễ, hiện tại đã bắt đầu trang trí Vạn Long Thần Sơn. Biết được bọn họ muốn tại Thủy Long Động cử hành hôn lễ, Hiên Viên Long Tông bên này, vạn chúng nổi giận. Thời gian mỗi một ngày qua, phẫn nộ thì làm sâu sắc một phần. Càng là đến ngày đó, Vạn Long Thần Sơn thì càng giống lửa. Thùng thuốc, tùy thời đều có thể dẫn bạo. Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tại Đế Tôn Thiên Hồn bên trong tu luyện. Cái này tầng thứ 9 hiệu quả và lợi ích, đủ để tạo phúc hắn tốt mấy cảnh giới. Lần trước Đế Hoàng Thần Ý tăng trưởng, là một cái ngoại lệ. Bây giờ hắn còn tại Đế Tôn Thiên Hồn dẫn dắt dưới. Đi tăng lên mệnh kiếp thần ý Thái Nhất Tháp. Nó làm cho 5 tầng trời ngôi sao vòng, càng thêm vững chắc. Thời gian trôi qua. Đảo mắt khoảng cách hôn kỳ chỉ có hơn 10 ngày. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh đi qua thời gian dài tu hành, thần ý lại tăng lên nữa. Tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8. Thần dương vương cảnh, thuộc về đại cảnh giới vượt qua, có thần dương gia trì, dù là cấp thứ nhất đều rất mạnh. Ta hiện tại cấp thứ 8, tăng thêm luân hồi tinh tướng. Hoặc là toàn gia thức thần, có thể hay không cùng thần dương vương cảnh đánh một trận. Lý Thiên Mệnh rất là chờ mong. Không ngoài sở liệu, hắn luân hồi tinh tướng tại huyễn thiên chi cảnh, đồng dạng bày ra không ra hiệu quả. Hắn không rảnh ước chiến diệp thần, tùy tiện tìm một cái thần dương vương cảnh cấp thứ nhất lão đầu đánh một trận, tuy nhiên đánh cho rất vất vả, bất quá tối thiểu thắng. Thắng về sau, Lý Thiên Mệnh liền rời đi huyễn thiên chi cảnh. Hắn nhưng lại không biết. Hắn đánh bại thần dương vương cảnh tin tức, lại lần nữa oanh động Tử Diệu Tinh. Lần này, mọi người đều nói, diệp thần luống cuống. Lại có đột phá. Lý Thiên Mệnh lần này xuất quan, Thất Long Hoàng đều đủ, Dương Sách cũng quay về rồi. Long Uyển Oánh lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền nhìn ra tiến bộ của hắn. Tiểu đột phá, đỉnh không lên tác dụng, Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Đã là thần tích, người phải sớm sinh 500 năm. Nào có Thái Dương Đế Tôn chuyện gì? Long Uyển Oánh đôi mắt đẹp chớp động lên quang mang nói. Oánh gì, Tù Long Cốc bên kia sắp xếp xong xuôi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tốt, còn có tin tức tốt sao?
Tính toán có đi, bởi vì Vô Mộng Tiên Quân tỏ thái độ, có không ít tông môn, đã trên miệng đáp ứng chúng ta, đến lúc đó, bọn họ đều lấy tham dự hôn lễ danh nghĩa, phái ra nhất định nhân mã, đến đây trợ giúp. Long Uyển Oánh nói, chỉ là, đến cùng phải hay không thật trợ giúp, người nào cũng không biết. Cái này quyết định bởi tại Vô Mộng Tiên Quân, bắt đầu kiếm tôn những người này. Dù là đại quân tiếp cận, bọn họ nói lên thì lên, nói rút lui thì rút lui. Thì cùng Thanh Vân chi chiến giống như. Tối thiểu mọi người càng có lòng tin một số, không đến mức hoàn toàn một mình phấn chiến. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Đây đều là Vô Mộng Tiên Quân trước tỏ thái độ kết quả, mà hắn tỏ thái độ, là công lao của ngươi. Long Uyển Oánh nói. Có thể giúp đỡ bận bịu, tốt nhất. Đúng rồi Thiên Mệnh, chúng ta muốn xuất phát đi Thủy Long Động một chuyến, ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Long Uyển Oánh hỏi. Thủy Long Động. Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn đi. Đó là trong truyền thuyết vĩnh sinh chi địa. Thủy Long Động, ở vào Vạn Long Thần Sơn phương Nam không xa, càng thêm tới gần Vô Thiên Hỏa Trụ một số. Nó ở vào một cái vực sâu không đáy phía dưới, chính là người lạ đừng vào chi địa. Lý Thiên Mệnh theo Thất Long Hoàng, đi tới cái này một nơi giấu người hy hữu đến Thương Sơn Vạn Khe ở giữa. Nơi đây chính là cấm địa, phương viên 100.000 dặm không một người, khắp nơi đều là núi hoang, nham thạch, khe sâu, xem ra phá lệ hoang vu. Cát vàng cùng hằng tinh nguyên hỏa vụ quyển cùng một chỗ, mỗi một hạt đất cát đều bị nung khô đến đỏ bừng, bén nhọn. Lại thêm phong bạo bao phủ, ức vạn đất cát liền biến thành giết người binh khí. Mảnh này cương vực, tựa như là một cái thiên nhiên chiến trường. Lý Thiên Mệnh bọn họ đón thiêu đốt đất cát phong bạo, xuyên qua dãy núi cùng khe sâu, lại lấy, Long Tuyền, mở đường, vượt qua nguyên một đám tổ tông thiết lập đỉnh phong thủ hộ kết giới, mới có thể tới chỗ cần đến. Thủy Long Động chung quanh thủ hộ kết giới, quy mô cùng cường độ, cùng Vạn Long Thần Sơn tương đương. Tuy nhiên đều từ Long Tuyền trưởng khống, nhưng cả hai tính chất lại không quá giống nhau. Vạn Long Thần Sơn bên kia, khác biệt Long Tuyền, trưởng khống khác biệt kết giới, công năng phía trên có khác biệt. Tỷ như kiếm Long Hải Ngục thì hoàn toàn do Thương Long Tuyền trưởng khống. Mà khởi đầu Long Động bên này, cần 10 cái Long Tuyền hội tụ, mới có thể triệt để đóng lại chỗ có kết giới. Để 10 triệu đại quân tiến đến. Trừ cái đó ra, coi như nắm giữ 9 cái Long Tuyền, cũng chỉ có thể mang theo đặc biệt mấy người, lấy Long Tuyền hình thành một cái vòng phòng hộ, bảo hộ mọi người đi vào. Còn có một chút đặc thù. Cái kia chính là, trật tự thiên tộc người dùng Long Tuyền mở đường, lại nhận kết giới cường điệu tiến công. Trừ phi bọn họ có thể cầm tới 10 cái Long Tuyền, đem kết giới toàn đóng lại. Nếu không, rất khó tiến đến. Đây là Hiên Viên Long Tông tiền bối, vì chống cự trật tự thiên tộc, chuyên môn thiết chí. Bằng không, Thái Dương Đế Tôn đã sớm dựa vào ẩn Long Điện Long Tuyền tiến vào. Đương đương đương, thiêu đốt cát vàng, không ngừng va chạm chung quanh. Những cái kia đất cát đều bị 4 cái Long Tuyền hình thành hộ thuẫn, ngăn tại bên ngoài. Đến, trước mắt xuất hiện một cái tĩnh mịch động không đáy. Nhìn xuống dưới, sẽ có một loại liền linh hồn đều cho nuốt hút đi vào cảm giác. Đây cũng là Thủy Long Động cửa động. Tương truyền Hiên Viên Long tộc tổ tiên, chính là nhảy xuống cái này Thủy Long Động, mới tìm được bản nguyên chi long. Đi tới nơi này nghiêm túc chi địa, Lý Thiên Mệnh cũng lòng có sùng kính. Nhảy xuống đi là được rồi. Theo Thánh Long Hoàng đi đầu, Long Hoàng nhóm đều nhảy xuống. Lý Thiên Mệnh liền gấp đi theo đám bọn hắn, rơi vào đến cái này vực sâu không đáy bên trong. Loại này rơi vào động không đáy cảm giác. Ngược lại là cùng lúc trước nhảy vào Viêm Hoàng Đại Lục thông hướng Trầm Uyên chiến trường động không đáy tương tự. Không ngừng chìm xuống, không có cuối cùng. Thậm chí, tại chìm đến nhanh nhất thời điểm, đột nhiên biến thành tăng lên. Tăng lên sau bắt đầu giảm tốc, thẳng đến giảm tốc đến tiếp cận là không thời điểm. Quả thật đúng là không sai, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cửa hang. Thần kỳ A. Mặt trời là một cái hình cầu thế giới, cũng không phải Viêm Hoàng Đại Lục loại kia mặt phẳng hai mặt thế giới. Sao cũng sẽ phát sinh loại tình huống này? Chẳng lẽ xuyên qua mặt trời chi tâm, đạt tới mặt trời bắc cực, trật tự thiên tộc địa bàn? Cái kia không có khả năng. Bởi vì dưới nền đất, cũng là tụ biến kết giới. Tụ biến kết giới khóa lại hằng tinh nguyên, nếu quả như thật xuyên qua mặt trời, thời gian sẽ không như thế ngắn, mà lại đi xuyên qua trình, chung quanh khẳng định đều là hằng tinh nguyên. Chỉ có một cái lối đi, có thể xuyên qua mặt trời. Cái kia chính là, mặt trời nam cực trong thiên cung, có đến mặt trời chi tâm tụ biến kết giới thông đạo,
mặt trời Bắc Cực trật tự thiên tộc đồng dạng có. Trên lý luận có thể thông qua đầu này ăn khớp thông đạo, Nam Bắc xuyên qua. Mà trên thực tế, thiên cung cùng trật tự thiên tộc, khẳng định phong cấm phía bên mình, không làm cho đối phương tới. Cũng không phải là xuyên qua mặt trời, lại có loại này trước rơi xuống tăng lên nữa cảm giác, nói rõ cái này thủy long động, thật sự là quỷ dị. Trách không được gọi nơi này, vĩnh sinh chi địa. Lý Thiên Mệnh tò mò trong lòng, rất nhanh liền biến mất. Đó là bởi vì, làm hắn theo cửa động nhảy ra ngoài thời điểm, một cái cổ lão, cẩn trọng, nghiêm túc thế giới, xuất hiện tại hắn trước mắt. Ông, loại kia đập vào mặt viễn cổ khí tức, để hắn lông tơ dựng thẳng. Cái này, Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, ngốc đứng ở tại chỗ, lấy ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn trước mắt rầm rộ. Hắn rung động, đối thất Long Hoàng đến bảo hoàn toàn trong dự liệu. Tất cả lần đầu tiên tới người nơi này, đều sẽ để thủy long động, rầm rộ chỗ dung chuyển tâm linh. Bao la hùng vĩ, bi tráng, sử thi, Lý Thiên Mệnh đã tìm không thấy từ ngữ, để hình dung đây hết thảy. Hắn biết Hiên Viên Long Tông đem thủy long động, xem như là mấy triệu năm, Long Hoàng lăng mộ. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, cái này lăng mộ vậy mà là như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một tòa tối tăm màu vàng sơn phong. Ngọn núi này tuy nhiên tại bắt đầu bên trong cái hang rồng, nhưng lại so phía ngoài Đại Thánh Long Phong, cũng còn phải lớn hơn nhiều. Ngọn núi này, tựa như là một tòa tháp, càng là đi lên, càng là hạch tâm. Thánh Long Hoàng bọn họ, xưng hô cái này vì Thủy Long Sơn. Có thể nhìn đến, từng tòa cao đến vài trăm mét cổ lão mộ bia, dựng nên tại cái này Thủy Long Sơn phía trên. Mấy triệu năm lịch sử, vô số đời truyền thừa, ước chừng có chừng 100.000 Long Hoàng. Vì Hiên Viên Long Tông truyền thừa, lập xuống qua công lao hãn mã, an nghỉ ở đây. Theo sườn núi đến đỉnh núi, toàn bộ đều là đã chết Long Hoàng nhóm nơi táng thân. Thế mà, táng cái chữ này, dùng ở chỗ này cũng không thích hợp. Đó là bởi vì, cái này 100.000 tiền bối Long Hoàng, thi thể của bọn họ, cũng không có mai táng dưới đất. Ngoại trừ mộ bia bên ngoài, lòng đất thậm chí đều không có tu kiến dư thừa lăng mộ. Lý Thiên Mệnh chỗ lấy liếc một chút rung động, đó là bởi vì, những thứ này tiền bối Long Hoàng, bọn họ cả đám đều đứng tại mộ dưới tấm bia. Tựa như là 100.000 cái người sống một dạng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên vừa mới tiến tới Lý Thiên Mệnh bọn người. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh hít một hơi khí lạnh. Hắn ngược lại không phải là hoảng sợ, mà chính là những thứ này đã vong nhân, vậy mà không có nhập táng. Có tiền bối là mấy trăm vạn năm trước người. Giờ phút này lại còn đứng ở chính mình trước mộ bia, loại trang diện này, thực sự có chút làm người ta sợ hãi. Thậm chí, mỗi một tòa mộ bia chung quanh, đều có các loại thần long quay quanh. Mỗi cái Long Hoàng bình quân 4 năm đầu thần long cộng sinh thú, làm đến cái này Thủy Long Sơn thần long, vượt qua 400.000. Bọn họ mỗi một đầu, đều hình thể to lớn, hổ hổ sinh uy. Thậm chí mở hai mắt ra, thần thái sáng láng. 100.000 Long Hoàng. Hơn 400.000 vượt qua ngàn mét thần long cộng sinh thú, chủng loại ngàn vạn, có quay quanh, có lăng không, đủ loại kiểu dáng, không đổi là có 102 long uy. Cái này gọi lăng mộ. Nếu như không phải biết trước đây là lăng mộ, bỗng nhiên đi đến nơi này mới, quả thực coi là cái này 100.000 cái Long Hoàng cùng bọn hắn cộng sinh thú đều còn sống. Trong chớp nhoáng này, quả thực tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh có một loại, cùng mỗi một người bọn hắn, mỗi một đầu đối mặt cảm giác. Chỉ có nhìn kỹ thời điểm, mới có thể phát hiện Thủy Long Động càng là đi lên, những cái kia tiền bối Long Hoàng thi thể thì càng cổ lão. Càng là cổ lão nhân loại, thậm chí ngay cả tướng mạo đều cùng hiện tại người có chỗ khác nhau, tỉ như bọn họ sẽ càng lưng còng một số, cánh tay càng thô to, càng giống là một loại vượn loại. Đây là mấy trăm vạn năm trước người a. Lý Thiên Mệnh mờ mịt nhìn lấy chung quanh. Cái này Thủy Long Động đến cùng có kỳ dị gì, vậy mà có thể đem mấy triệu tiền bối thi thể. Đều bảo vệ lưu đến bây giờ. Coi như không có tới gần, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được cái kia 400.000 thần máu của rồng khí dồi dào. Bọn họ quả thực đều giống như vừa mới chết đi thời điểm. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, cái kia Hiên Viên Đại Đế dựa vào trật tự chi đỉnh bảo vệ nhục thân 20 vạn năm, nhưng trong cơ thể hắn sớm liền không có lực lượng, nhục thân sớm đã mục nát, cùng hiện tại Long Hoàng nhóm, không là một loại khái niệm. Oánh Di, không phải nhập thổ vi an sao? Coi như nơi này có thể bảo tồn thi thể, vì cái gì để bọn hắn đứng đấy a? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết,
giống như theo tổ tông bắt đầu, cứ như vậy dặn dò, truyền cho tới hôm nay, chúng ta cũng không dám phá lệ. Long Uyển Oánh nói khẽ. Đứng đấy chết. Là tượng trưng cho một loại nào đó tinh thần a. Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ, Thánh Long Hoàng đã mang lấy bọn hắn lên núi. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, nhìn lấy những cái kia đứng tại mộ bia hạ tiền bối Long Hoàng thi thể, còn có chung quanh bọn họ quay quanh thần Long cộng sinh thú. Lấy mộ bia làm trung tâm, tiền bối Long Hoàng cùng cộng sinh thú thần Long, bọn họ tựa như là hòa thành một thể, dừng lại tại một cái vĩnh hằng bên trong. Oánh Di, tại sao ta cảm giác, bọn họ thiên tinh luân chi thể đều có huyết khí a? Cảm giác giống như vừa qua đời không lâu dáng vẻ, thậm chí ngay cả thể nội giới tử, cũng còn có tinh luân nguyên lực. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa chấn kinh. Hắn biết vừa mới chết người là cái dạng gì. Những thứ này tiền bối Long Hoàng, trên người bọn họ quần áo, binh khí, đều đã tổn hại gần thành bụi, có thể huyết nhục lại vĩnh hằng bảo tồn. Như vừa mới chết người, huyết đều vẫn là nóng. Làm sao có thể a? Long Uyển Oánh minh bạch Lý Thiên Mệnh nghi hoặc. Nàng giải thích nói. Nhục thân bất diệt, đây chính là Thủy Long Động chỗ kỳ diệu. Cái này trật tự chi địa phía trên, còn nhiều, rất nhiều người, muốn tại sau khi chết mai táng ở chỗ này. Dù sao, ai cũng muốn mấy trăm năm về sau, thân thể của mình vẫn là nóng hổi. Lý Thiên Mệnh thật lâu nói không ra lời. Quả nhiên, cái này tinh không vũ trụ ảo diệu, ta hiểu được quá ít. Muốn không phải là không muốn đối tiền bối bất kính, Lý Thiên Mệnh đều muốn tới gần, thật tốt nghiên cứu một chút. Lúc này thời điểm, Long Uyển Oánh cho hắn một cái cơ hội. Bọn họ dọc theo một cái lối nhỏ, hướng Thủy Long Sơn đỉnh núi mà đi. Mới vừa lên đến, Long Uyển Oánh liền đối với Thánh Long Hoàng nói, chư vị, chờ ta một hồi. Cùng đi chứ. Thánh Long Hoàng gật đầu nói. Long Uyển Oánh gật đầu. Lý Thiên Mệnh gặp nàng hốc mắt ửng đỏ, thần sắc có chút thê lương, lường trước nàng là muốn đi trước gặp một người nào đó. Không ngoài dự liệu, hẳn là trên một đời Bạch Long Hoàng, Long Quân Hiên. Phu quân của nàng. Hắn là cái cuối cùng tiến Thủy Long Động người chết, cho nên vị trí rất dựa vào xuống. Vừa mới lên núi, thuận lấy ánh mắt của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh liền tìm được cái kia một tòa coi như mới tinh mộ bia. Nói thật, trên đỉnh núi rất nhiều nham thạch mộ bia, bây giờ đều nhanh mục nát, thi thể lại đều còn tươi sống đây. Không bao lâu, đám người bọn họ liền đi tới cái này một tòa bạch ngọc mộ bia trước đó. Tại cái kia mộ bia dưới, đứng đấy một cái nam tử mặc áo bào trắng. Hắn xem ra phi thường trẻ tuổi, là loại kia ánh sáng mặt trời, ôn nhu nam nhân, một đôi tròng mắt như vì sao rực rỡ. Có thể tưởng tượng nếu như hắn còn sống, Hiên Viên Long Tông bên trong nhất định sẽ có vượt qua Thánh Long Hoàng, thậm chí áp chế Trúc Long Hoàng giường cột. Dù sao, Thánh Long Hoàng đã già. Long Quân Hiên chết, cũng là toàn bộ Hiên Viên Long Tông bi thương. Lúc trước Thái Dương Đế Tôn tùy tiện an cái tội danh, cưỡng ép giết người. Hiên Viên Long Tông bên này thực sự không có chuẩn bị. Cứ như vậy, trực tiếp bóp chết Hiên Viên Long Tông tương lai. Long Uyển Oánh rất lâu không có vào. Giờ phút này Hiên Viên Long Tông nguy nan thời khắc, đi tới nơi này vị quen thuộc trước mặt nam nhân, nàng cái kia đỏ bừng trong hai mắt, nước mắt không cầm được rơi xuống. Mấy chục năm mà thôi, Long Quân Hiên thi thể, đương nhiên là lớn nhất hoạt bát. Hắn thậm chí tựa như là sống lấy, máu tươi đều còn tại tự động lưu chuyển. Cái kia một đôi tinh thần nhãn mắt hơi hơi cúi đầu, dùng cương chiều, chân thực ánh mắt, nhìn lấy nữ tử trước mắt này. Lý Thiên Mệnh thậm chí đều có thể cảm nhận được, trên người hắn bàng bạc lực lượng. Quả thực cũng là Thánh Long Hoàng mức độ. Người chết đi về sau, thần ý tiêu tán, không có thần ý chấn áp, tinh luân nguyên lực tất nhiên tiêu tán. Hắn liền thần ý đều không có, mỗi cái giới tử bên trong, thiên tinh luân lại vẫn tồn tại. Cái này là làm sao làm được? Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn toàn bộ Thủy Long Động. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều là rung động. Mà lúc này, trước mắt hắn Long Uyển Oánh, duỗi ra run rẩy hai tay, tiến lên nhón chân lên, tại Long Quân Hiên mặt bên phía trên nhẹ nhàng hôn một cái. Hốc mắt sớm đã đỏ bừng nàng, lại chảy nở một nụ cười, phảng phất là nhớ lại lần đầu gặp thời điểm lãng mạn. Về sau, nàng trên miệng nói mớ lấy, đem lỗ tai dán tại lồng ngực của hắn. Không hề nghi ngờ. Tim của hắn đập đã không có ở đây. Có thể Long Uyển Oánh dán vào cái này ấm áp lồng ngực, liền đã đầy đủ thỏa mãn. Có lẽ trong lòng nàng, hắn một mực chỉ là ngủ thiếp đi. Tựa như là lúc nhỏ, hắn tu luyện đến mệt mỏi, ngủ thật say,
chính mình ghé vào bộ ngực hắn, đếm kỹ hắn trên cằm vừa mới ngoi đầu lên chòm râu. Khi đó sao sẽ nghĩ tới, sẽ có hôm nay dạng này người quỷ khác đường đâu. Nàng khóc, cũng cười, cắn môi, càng là vui vẻ càng là thống khổ. Mà những thống khổ này, đều là Thái Dương Đế Tôn cùng trật tự thiên tộc ban cho nàng. Uyển Oánh. Thánh Long Hoàng hô một tiếng. Tốt. Long Uyển Oánh buông tay ra, lau đi nước mắt, gạt ra nụ cười, nói, coi như là ôn lại một chút đi qua mộng đẹp. Không quan hệ, có lẽ ta rất nhanh liền có thể tới nơi này, cùng hắn vĩnh viễn đứng chung một chỗ. Điều này nói rõ, ta phí hết tâm huyết lên làm Bạch Long Hoàng, không có chút nào thua thiệt. Tiền đề phải là giữ vững Thủy Long Động, nếu không. Thánh Long Hoàng thanh âm khàn khàn. Ngẩng đầu nhìn lại, 100.000 tiền bối Long Hoàng, nghiêm túc, uy nghiêm, trợn to hai mắt, xem kỹ lấy bọn họ những thứ này hậu bối. Một khi Thủy Long Động bị đánh hạ, nơi này hết thảy đương nhiên vô tồn. Không có khởi nguyên, liền sẽ không còn có tương lai. Chúng ta mấy triệu truyền thừa, liền tương đương với bị vong quốc diệt chủng. Một cái thị tộc, một loại văn hóa, một loại truyền thừa, chôn vùi. Chỉ cần có một chút huyết tính, đều biết lần này, lại là sống mái một trận chiến. Diệt vong. Đây là đáng sợ cỡ nào một cái từ. Đi, đi lên. Thánh Long Hoàng nói một tiếng. Mọi người trong cổ họng như có hỏa diễm tại thiêu. Mỗi người đều không nói gì thêm, theo Thánh Long Hoàng từng bước một đi lên, leo lên Thủy Long Sơn. Một đường lên, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lấy mỗi một cái đứng lặng tại mộ bia hạ Long Hoàng. Kỳ thật, bọn họ đều là đang nhìn nơi xa. Có lẽ cái hướng kia, cũng là Vạn Long Thần Sơn phương hướng. Nhìn lấy bọn họ tử tôn hậu bối. 100.000 Long Hoàng, từ xưa đến nay, ý nghĩa quá trọng hậu. Nhanh đến. Thánh Long Hoàng nói một tiếng. Lý Thiên Mệnh không khỏi hiếu kỳ, bọn họ lên đỉnh núi làm gì? Chỗ hắn ở, đã rất cao. Mau nhìn. Long Uyển Oánh vỗ nhẹ cánh tay của hắn. Theo ánh mắt của nàng, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, Thủy Long Sơn bầu trời phía trên đỉnh núi, lại có nghiêng về một bên treo hồ nước. Cái kia hồ nước cũng không phải là rất lớn, đường kính đại khái ngàn mét khoảng chừng. Trong đó hồ nước thanh tịnh, cơ hồ trong suốt, cho nên Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu không có phát hiện. Mặt hồ phá lệ bình tĩnh, một chút gợn sóng đều không có. Treo ngược hồ nước, lại một giọt nước đều không lọt, đây là một loại khác cổ quái. Bọn họ tiếp tục đi lên. Chung quanh đã không có mộ bia, đến đỉnh núi về sau, trong tầm mắt vật duy nhất, chính là trên đỉnh đầu cái này như mặt gương một dạng hồ. Đây là bản nguyên giới diện, Long Uyển Oánh nói. Cũng là bản nguyên chi long, đản sinh địa phương. Lý Thiên Mệnh suy đoán hỏi. Đúng, cũng là trong lòng chúng ta thánh địa. Long Uyển Oánh lôi kéo Lý Thiên Mệnh, cùng Thánh Long Hoàng bọn họ cùng một chỗ, tại cái này dưới mặt hồ quỳ xuống. Về sau, Thánh Long Hoàng bọn họ bắt đầu thấp giọng niệm tụng. Cũng không biết tại niệm tụng cái gì, dù sao thái độ phá lệ thành kính. Sau đó, Lý Thiên Mệnh liền cũng không hỏi thêm nữa. Ước chừng nửa canh giờ về sau, bọn họ niệm tụng hoàn tất, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, cái kia, bản nguyên giới diện, ra đời từng đợt quang ảnh. Quang ảnh bên trong, giống như có một người. Bóng người phá lệ mơ hồ, thấy không rõ lắm là ai. Đây là... Lý Thiên Mệnh mang trong lòng rung động, nhỏ giọng hỏi Long Uyển Oánh. Không biết, có thể là Cửu Long Đế Tôn đi. Long Uyển Oánh nói. Khả năng, vì cái gì nói, khả năng, là hắn đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì, Cửu Long Đế Tôn ly thế, là một cái bí ẩn, có rất nhiều thuyết pháp. Tỷ như người tại Cửu Long Đế Táng bên trong, cũng không có tìm được hắn thi thể đúng không? Dựa theo đạo lý, hắn hẳn là sẽ an táng tại Thủy Long Động. Thế nhưng là cái này Thủy Long Sơn phía trên cũng không có hắn, cho nên tổ tiên có nghe đồn nói, hắn hẳn là tiến vào, bản nguyên giới diện, đuổi theo bản nguyên chi long tung tích. Long Uyển Oánh nói, Cửu Long Đế Tôn đó là mấy chục vạn năm trước người. Nếu như hắn tiến cái này bản nguyên giới diện, đó cũng là thật lâu sự tình. Đi vào cái này bản nguyên giới diện, bình thường sẽ như thế nào? Cần phải rất nhiều người đều đi vào qua a. Lý Thiên Mệnh suy đoán nói. Liền hắn đứng ở chỗ này, đều nóng lòng muốn thử muốn hướng vào xem. Huống chi cái này bản nguyên giới diện, đã có mấy trăm lịch vạn niên sử. Từ xưa đến nay, tất cả đi vào người, bao quát hư hư thực thực đi vào Cửu Long Đế Tôn, đều không có lại đi ra qua. Trên cơ bản tương đương qua đời.
Long Uyển Oánh nói. Cho nên, cái này thông hướng một cái về không được thế giới sao? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hồ này mặt nhìn. Hắn trên mặt hồ hình chiếu bên trong, thấy được chính mình. Đúng, bản nguyên chi long đản sinh thế giới, có lẽ thế giới kia, có rất nhiều bản nguyên chi long. Ta đoán mò. Long Uyển Oánh nói. Ừm, cho nên nói, Thái Dương Đế Tôn đối Thủy Long Động có ý tưởng, sẽ có hay không có khả năng, để mắt tới cái này bản nguyên giới diện. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, hắn là trật tự thiên tộc, nhất định phải cầm tới tất cả long tuyền, mới có thể đi vào tới. Long Uyển Oánh nói. Hắn sẽ không cũng muốn tìm một đầu bản nguyên chi long, ký kết huyết thần khế ước, lại trở thành ngự thú sư A. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, Thánh Long Hoàng bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Thiên Mệnh, người tại sao có thể có ý tưởng này? Thánh Long Hoàng nói. Bởi vì ngự thú sư thêm thức thần tu luyện giả rất mạnh, nhất là, hai phương diện đều đỉnh cấp tình huống dưới. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bình thường tới nói, thức thần tu luyện giả là xem thường ngự thú sư, nhưng là, cửu nguyệt thần nữ bởi vì, song tu, mà nổi tiếng, có lẽ, thật có người nói loại khả năng này, chúng ta trước kia không nghĩ tới. Thánh Long Hoàng nói. Đương nhiên, mặc kệ hắn là cái mục đích gì, chúng ta đều muốn thủ ở nơi này. Kỳ thật nếu như không phải ẩn long điện trên tay, có càng nhiều long tuyền, bọn họ đem long tuyền, đặt ở thế là xong à. Nơi này tiền bối Long Hoàng, kỳ thật có không sai biệt lắm 1/5, đều là ẩn long điện tổ tiên. Trọng thương, chèn ép chúng ta, để ẩn long điện chấp trưởng hiên viên, đồng thời triệt để trưởng khống Thủy Long Động, trên cơ bản chính là mục tiêu của hắn. Mặc kệ Thái Dương Đế Tôn mục tiêu là cái gì, bọn họ đều không đường lui. Đúng rồi, Oánh Di, các ngươi vừa mới ngâm sướng chính là cái gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Cửu Long Đế Tôn lưu lại đặc thù lời nói, phát âm rất kỳ quái, là hắn để cho chúng ta tại thời khắc nguy nan, tại cái này niệm tụng. Đương nhiên, bởi vì lịch sử phiên bản rất nhiều, biến số rất nhiều, nói không chừng chỉ là người nào trò đùa quái đản đi. Chí ít hiện tại niệm xong, giống như trước đây, không có phản ứng gì, chỉ là có thêm một cái bóng người. Thánh Long Hoàng giải thích nói. Ừm, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia bản nguyên giới diện phía trên bóng người, hít vào một hơi thật sâu. Ừm, hắn chợt phát hiện, tu di giới chỉ bên trong giống như hơi nhỏ động tĩnh. Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm có thể cùng Cửu Long Đế Tôn, có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh quất ra Đông Hoàng Kiếm. Hắn bất ngờ phát hiện chuôi kiếm ra cửu sắc long vảy, chính đang tỏa ra lấy thần quang. Cái kia thần quang trong nháy mắt, thì xông lên bản nguyên giới diện. Ông! Cái này nghiêng về một bên huyền hồ đỗ hấp thu quang ảnh, lập tức biến đến đủ mọi màu sắc, hào quang lập lòe. Thiên Mệnh! Thất Long Hoàng nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên, Cửu Long Đế Tôn truyền thừa xuống cửu sắc long vảy, dẫn động bản nguyên giới diện biến hóa. Tại tiếng la của bọn họ bên trong, cửu sắc long vảy bản thân truyền đến rồi rào lực lượng, lôi kéo Đông Hoàng Kiếm, kéo lấy Lý Thiên Mệnh đi lên hư không mà đi. Nhìn điệu bộ này, quả thực là muốn đem Lý Thiên Mệnh, mang vào bản nguyên giới diện. Một khi đi vào, vậy coi như không về được. Thế mà Lý Thiên Mệnh cũng không sợ. Hắn biết rõ, cửu sắc long vảy sẽ không hại hắn. Quả nhiên, làm hắn đi vào treo ngược mặt hồ không đến 1 mét chỗ thời điểm, cửu sắc long vảy không lại kéo lấy. Lúc này thời điểm, Đông Hoàng Kiếm đã có một đoạn đã đâm vào bản nguyên giới diện phía trên. Chuôi kiếm vị trí cửu sắc long vảy, vừa tốt tiến vào một nửa. Hồ nước ào 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 hướng về cửu sắc long vảy dũng mãnh lao tới, mà vảy rồng bên trong hào quang thì tràn vào bản nguyên giới diện bên trong, dẫn đến này cũng huyền hồ đỗ sắc thái càng thêm lộng lẫy. Lý Thiên Mệnh lôi kéo Đông Hoàng Kiếm, treo giữa không trung. Hắn ngẩng đầu, hai mắt tăng thêm trong tay trái con mắt thứ ba, chăm chú nhìn này cũng huyền hồ đỗ nhìn. Hắn bất ngờ phát hiện, hiện tại bóng người hư ảo kia, còn tại trong hồ. Mà lại, theo hào quang nồng đậm, bộ dáng của hắn biến đến càng ngày càng rõ ràng. Hống hống hống. Lý Thiên Mệnh còn nghe được long ngâm thanh âm. Năm đầu to lớn vô biên thần long hư ảnh, tại bóng người này đằng sau du tẩu, hoặc xa hoặc gần, tựa như tại một cái thế giới khác. Mà bóng người kia, tựa như là một cái trọng trùy, va vào Lý Thiên Mệnh nhãn giới. Cửu Long Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng. Quả nhiên là hắn. Rõ ràng nhất đánh dấu, cũng là hắn trên trán, nắm giữ cùng Thánh Long Hoàng một dạng sừng rồng.
càng nổi bật chính là, tứ chi của hắn toàn bộ biến thành thần long. Tay cầm, bàn chân, cũng là đầu rồng. Tứ long tứ chi tăng thêm ngũ long cộng sinh thú, cũng là cửu long. Lớn nhất ngậm chính là, gia hỏa này cái kia cường tráng, hoàn mỹ thân thể, hoàn toàn không đến mảnh, cho nên liền cái kia hùng vĩ chi vật, hình dáng đều giống như một đầu tiểu thần long. Nó chính ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về phía Lý Thiên Mệnh nhe răng nhếch miệng. Muốn đến cái này cửu long đế tôn, hẳn là đệ nhất bựa nhân vật. Cái này tạo hình, nói là thập long đế tôn cũng không đủ. Hắn còn sống không? Lý Thiên Mệnh có thể trông thấy cửu long đế tôn mở to hai mắt, giang hai cánh tay ra, giống như là tại trong hồ ngao du. Chỉ là tại cái này thủy long động, khắp nơi đều là trợn tròn mắt tiền bối long hoàng, cho nên Lý Thiên Mệnh khẳng định minh bạch, hắn đã sớm mất đi. Nhưng, đối phương khóe miệng một màn kia nụ cười, lại đủ để cho người dùng mình. Đế tôn, Lý Thiên Mệnh kìm lòng không được hô một tiếng. Cái này thần kỳ nhân vật, tựa như là đang cùng Lý Thiên Mệnh đối mặt. Hắn cùng sau lưng năm đầu thần long, giống như hướng về Lý Thiên Mệnh mà đến. Ong ong ong, hồ nước bắt đầu chấn lan ra gợn sóng. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Hống hống hống. Ngay một khắc này, cái kia cửu long đế tôn đột nhiên hóa thành bốn đầu thần long, tăng thêm lúc trước cái kia năm đầu cộng sinh thú, hết thảy thần long chín đầu quang ảnh, tại trong hồ nước du thoán, từng đầu trực tiếp va vào cửu sắc long vảy bên trong. Cái này là linh hồn thể, vẫn là thực thể. Lý Thiên Mệnh không có cách nào xác định. Tối thiểu nhất cửu long đế tôn thiên hồn, giống như lưu lại, còn tại ẩn long điện trên tay đây. Ong ong ong. Thời gian ngắn, thần long chín đầu biến mất, toàn bộ biến mất tại cửu sắc long vảy bên trong. Tiếp đó, cửu sắc long vảy tỏa ra không giống nhau hào quang màu sắc, chậm rãi theo treo ngược trong mặt hồ thoát ly đi ra. Vảy rồng liền mang theo đông hoàng kiếm, cùng rời đi bản nguyên giới diện. Kết quả là, cái kia bản nguyên giới diện chín sắc quang mang, dần dần ảm đạm, thẳng đến khôi phục nguyên dạng. Lý Thiên Mệnh cũng rất xuống. Hết thảy trở về bình tĩnh. Đây hết thảy biến hóa, bắt đầu đến quá nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Không chỉ là Lý Thiên Mệnh, Thất Long Hoàng cũng có chút không có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn lại ngẩng đầu thời điểm, trên đỉnh đầu thế thì treo mặt hồ, đã bình tĩnh như mặt gương. Một chút sóng nước cũng không có. Bắt đầu bên trong cái hang rồng, vẫn như trước kia một dạng tĩnh mịch. Thiên Mệnh, Thất Long Hoàng vội vàng bao sông tới. Lý Thiên Mệnh cái này mới vừa vặn đứng vững. Trong lòng của hắn có chút chưa tỉnh hồn. Tại Thất Long Hoàng nhìn kỹ giữa, hắn giơ lên trong tay Đông Hoàng kiếm, sẽ có cửu sắc long vảy cái kia một mặt lật quay lại. Ông, cái kia cửu sắc long vảy hấp thu đến từ cửu long đế tôn chín đạo thần long hư ảnh về sau, sinh ra một số biến hóa. Xem ra, có điểm giống là vừa rồi hấp thu hào quang, bản nguyên giới diện, có một loại sóng nước nhộn nhạo cảm giác. Chỉ là nhỏ rất nhiều. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể ở trong đó, tìm tới cùng vừa mới một dạng, cùng loại cửu long đế tôn bóng người. Thật giống như cái này tồn tại, đã theo bản nguyên giới diện, về tới cửu sắc long vảy bên trong. Đây rốt cuộc là cái gì? Thần hồn, là thiên hồn, địa hồn vẫn là mệnh hồn, vẫn là còn lại. Không có thực thể, đó là khẳng định. Nhìn như hồn linh, nhưng, lại là cái gì loại hình hồn linh đâu? Thất Long Hoàng đồng dạng trăm mối vẫn không có cách giải. Có thể là bản nguyên giới diện, đem cửu long đế tôn vật gì đó giữ lại hoặc là nói, đem bản thân hắn chuyển hóa thành thứ này. Lý Thiên Mệnh suy đoán nói. Khả năng đi, dù sao, đế tôn đã chết đi quá lâu, một lần nữa sống tới, cái kia liền không khả năng. Thánh Long Hoàng nói. Bọn họ đi lên nhìn, bản nguyên giới diện đã không có động tĩnh. Nói rõ lần này biến hóa kết thúc. Thiên Mệnh, có cảm giác gì? Cửu long đế tôn phải chăng cho ngươi cái gì? Có thể cảm ứng được sao? Long Uyển Oánh hỏi. Ta thử một chút. Lý Thiên Mệnh nắm Đông Hoàng Kiếm, cẩn thận xem. Hắn muốn thông qua Đông Hoàng Kiếm, dùng thiên hồn cảm giác cái này cửu sắc long vảy. Nhưng, cửu sắc long vảy cùng Đông Hoàng Kiếm bản thân tựa hồ cũng không liên hệ. Sau đó, hắn đưa tay trái ra, trực tiếp đi chạm đến cái kia cửu sắc long vảy. Làm ngón tay của hắn, đụng chạm lấy cái này cửu sắc long vảy thời điểm, đầu ngón tay quả nhiên lâm vào trong đó. Điều này nói rõ, cửu sắc long vảy nội bộ, theo thể rắn biến thành dịch thể, tựa như là một cái cỡ nhỏ bản nguyên giới diện. Ông, ngón tay luồn vào đi một khắc, cái này cửu sắc dịch thể theo ngón tay của hắn, tựa hồ lập tức tiến vào huyết nhục của hắn giới tử bên trong, hướng cánh tay lan tràn.
Trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh có một loại ngón tay cơ hồ bắn nổ cảm giác. Phải biết, hắn hắc ám tí là tương đương kiên cố, là trên người hắn nhục thân mạnh nhất một bộ phận. Xì xì xì. Nguyên một căn ngón tay màu đen tại cửu sắc dịch thể xâm nhiễm dưới, đều biến đến sặc sỡ lóa mắt. Lực lượng khí tức kinh khủng, theo cái này ngón tay phía trên tán phát ra. Lý Thiên Mệnh trong tay trái cái thứ ba trộm thiên chi nhãn, có thể thấy rõ ràng trên ngón tay của hắn luồn vào cửu sắc long vảy cái kia một đoạn. Hắn bất ngờ nhìn đến. Cửu sắc long vảy bên trong, một cái kia bên người nắm giữ năm đầu cộng sinh thú thần long bóng người, đưa bàn tay ra, cầm Lý Thiên Mệnh ngón tay. Long hồn không diệt, hiên viên bất tử. Cái này tám chữ theo ngón tay lan truyền mà đến, ở bên tai không ngừng oanh minh chấn động. Thậm chí trực thấu mệnh hồn. Rầm rầm rầm. Trong thức hải, nghiêng trời lệch đất. Những văn tự này, tựa như là khắc ở Lý Thiên Mệnh mệnh hồn phía trên. Hắn có thể cảm nhận được, cái này tám chữ bên trong ẩn chứa long chi tinh thần. Cái này hùng hậu, thâm trầm thanh âm, có quá nhiều nội tình. Dường như cái này không chỉ là một người, mà là tại tràng 100.000 long hoàng, cùng một chỗ mở miệng, nhắc nhở hậu nhân. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy một dòng nước nóng, trực tiếp theo cái này cửu sắc long vảy, theo ngón tay tuôn hướng thân thể. Trong lúc nhất thời, toàn thân giới tử đều bị ý chí cùng lực lượng song trọng trùng kích. Tạch tạch tạch, tay trái xương cốt, đều đang phát sinh rung động tiếng vang, cơ hồ muốn nổ tung. Hoảng hốt ở giữa, Lý Thiên Mệnh cảm giác được, làm cái kia cửu sắc dịch thể tiến vào thân thể thời điểm, vậy mà hấp thu cuồng bạo hàng tinh nguyên lực lượng, vờn quanh tại bên người mình. Ách! Bị đau, hắn vội vàng rút vươn ngón tay. Cho đến lúc này, cái kia cửu sắc dịch thể mới thoát ly thân thể của hắn, về tới cửu sắc long vảy bên trong. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn cuồng bạo hàng tinh nguyên lực lượng, lúc này mới tiêu tán. Cảm giác gì? Thánh Long Hoàng hỏi. Tựa như là cửu long đế tồn tại ban cho ta lực lượng, nhưng là, rất khó khăn đã nhận lấy. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì tính chất lực lượng, thần hồn chi lực, tinh luân nguyên lực, không có thần ý, ngươi làm sao khống chế? Thánh Long Hoàng hỏi lại. Không biết a, rất kỳ quái, thật giống như cái này vảy rồng bên trong dịch thể phun lên thân thể, hằng tinh nguyên lực lượng liền đến. Hằng tinh nguyên cần chuyển hóa làm tự thân công pháp tinh luân nguyên lực, mới có thể cho mình sử dụng. Đây là thường thức. Sau khi nghe xong, Thất Long Hoàng hai mặt nhìn nhau. Đi trước đi, sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu. Thánh Long Hoàng nói, tộc nhân đều còn tại Vạn Long Thần Sơn, bọn họ làm Long Hoàng, cũng không dám rời đi quá lâu. Bây giờ càng là tiếp cận hôn lễ ngày, Vạn Long Thần Sơn rằng co song phương, liền càng là nóng nảy. Tùy thời đều có thể đánh lên. Theo Thủy Long Động đi ra, trở lại Tiểu Thánh Long Phong về sau. Lý Thiên Mệnh dùng ngón tay thử nhiều lần, nhưng đều lấy toàn thân giới tử không chịu nổi mà kết thúc. Dày vò mấy ngày, Thất Long Hoàng cũng thực đang nghiên cứu không ra huyền cơ, đành phải trước từ bỏ. Bọn họ vốn cho rằng, bản nguyên giới diện biến hóa, có thể đến giúp Hiên Viên Long Tông đây. Long Hoàng nhóm đi trước làm sự tình khác về sau, Lý Thiên Mệnh vẫn hao phí rất lớn công phu, nghiên cứu biến hóa này sau cửu sắc long vảy, nếm thử cùng bên trong cửu long đế tôn, câu thông. Không biết sao, tạm thời không có kết quả. Theo hôn kỳ tới gần, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt lên. Mỗi người đều sao động, bất an. Hiên Viên Long Tông vận mệnh, sắp từ Thái Dương Đế Tôn đến thẩm phán. Cuộc hôn lễ này, không chỉ là hôn lễ. Lý Thiên Mệnh cách mỗi mấy ngày, đều sẽ đi vứt bỏ đan quật gặp một chút Dạ Lăng Phong. Mở ra nắp giếng về sau, đứng tại cái này đan quật miệng giếng, nghe cái kia kích thích các loại vị đạo. Lý Thiên Mệnh đều phá lệ khó chịu. Hắn thật vô pháp tưởng tượng, thời gian lâu như vậy, Dạ Lăng Phong ở bên trong là làm sao kiên trì tới. Trước mấy ngày liền hồn ma đều chuồn mất tiến vào. May mắn nó không có vị giác, nếu không cũng ngốc không lâu như vậy. Tiểu Phong, đi ra. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Không được, ta tại thời kỳ mấu chốt. Bên trong truyền đến một cái âm trầm thanh âm. Theo một câu nói kia, đều có thể nghe ra. Hắn đang dẫy dụa, kiên trì, lấy nguyên thủy chi môn cực hạn, tại luyện hóa những thứ này phế đan. Phế đan chẳng những có kịch độc, thậm chí thuộc tính rối loạn, dạng này cưỡng ép tăng lên, khẳng định sẽ đối thân thể tạo thành rất lớn trình độ thương tổn. Thậm chí phá hủy căn cơ. Còn tốt đó chứ? Lý Thiên Mệnh trầm mặc một hồi, sau cùng hỏi một câu. Ca, không có vấn đề. Dạ Lăng Phong cắn răng nở nụ cười. Nhân sinh có lúc,
khẳng định không dễ dàng như vậy. Liền xem như bọn họ, cũng sẽ tao ngộ hiện tại thân bất do kỷ khốn cảnh. Thái Dương Đế Tôn cùng Trật Tự Thiên Tộc trọng áp bóng mở dưới, mỗi người thở dốc đều khó khăn. Lý Thiên Mệnh biết, Dạ Lăng Phong chỉ là vì đào thoát khốn cảnh, đi bảo hộ chỗ thích người, cho nên tại tiếp nhận siêu việt kiếm Long Hải Ngục gặp trắc trở. Liều mạng, giãy giụa, tử chiến đến cùng. Những việc này, Lý Thiên Mệnh đồng dạng tại tiến hành. Hắn không có cách nào cùng Dạ Lăng Phong nói, hết thảy có chính mình. Đối mặt loại này hằng tinh nguyên chiến tranh, chính hắn đều hữu tâm vô lực. Cho nên, hắn duy nhất có thể đối Dạ Lăng Phong nói, chỉ có thủ trụ bản tâm. Nhất định, Dạ Lăng Phong đã không có tinh lực nói chuyện. Hắn ngôn ngữ đơn giản, đều chỉ là vì sử dụng 100% chuyên chú, tại cùng những cái kia cuồng bạo phế đan lực lượng khoa trương chống lại. Nếu như Lý Thiên Mệnh đi xuống, liền có thể nhìn đến hắn bộ da toàn thân, cơ hồ đều đã thành màu đen đặc. Thậm chí ngay cả hàm răng, tròng trắng mắt đều không ngoại lệ. Đáng sợ nhất, còn xuất hiện da thịt khô nứt, ăn mòn, cốt cách nổi bật. Đã từng một trương tiểu tuấn tú mặt, hiện tại như là bôi cho bụi. Chớ nói bờ môi, chính là trên đầu lưỡi, đều là hắc khí mãnh liệt. Hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, kéo lấy trầm trọng thân thể, cuốn lên một thân hắc phụ, đi tới cái kia chồng chất thành núi phế đan trước mặt. Lại là nắm lên một nắm lớn. Tại hồn ma đánh lấy lồng ngực, phát ra thanh âm ô ô thời điểm, hắn cắn răng đối hồn ma nở nụ cười, sau đó đem cái này một thanh phế đan, quăng vào nguyên thủy chi môn. Ong ong ong. Vòng xoáy đem rào sát, thôn phệ, thế mà cái kia hỗn loạn hắc khí, lại như độc dịch một dạng, theo ở ngực lại lần nữa nước vọt khắp toàn thân. Lại như là vô số độc trùng, tại này làn da phía trên chui tới chui lui. Ây! Dạ Lăng Phong thất tha thất thểu, đầu nện xuống đất, cả người nằm sấp xuống dưới. Dọa một chút, hắn trừng lớn cái kia thầm hai mắt màu đỏ, to khỏe thở phì phò. Kèn kẹt, chống đỡ lấy tay run rẩy, lại lần nữa bỏ lên. Tiểu Phong, đứng lên. Tiểu Phong ca ca, phải cố gắng a, chúng ta đều cùng ngươi cùng một chỗ đây. Nhất định phải trở nên mạnh hơn lớn, dạng này mới đi có thể truy đuổi ngươi khát vọng nhân sinh. Ngươi đã làm rất khá, lại thêm một thanh kình đi. Mệnh hồn bên trong, nguyên một đám thanh âm, từng gương mặt một xuất hiện. Bọn họ chưa bao giờ biến mất, Dạ Lăng Phong cũng theo không cô đơn. Ngươi muốn mang đi nàng, liền muốn hướng phía trước chạy. Mặc kệ đụng vào cái gì, đều không thể quay đầu. Người nào như chặn đường, giết hắn. Giết hắn. Là ai thanh âm? Là 80.000 tộc hồn, vẫn là trong lòng ma. Trên người hắn hắc phụ tràn ngập, hội tụ thành một cái kinh thiên ma ảnh, giống như là trầm trọng sơn phong, đặt ở trên người hắn. Giết. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Oanh. Ngóc đầu lên. Giang hai cánh tay. Trên lồng ngực, nguyên thủy chi môn điên cuồng chuyển động. Máu đen nhỏ xuống đầy đất. Thời gian, tựa như là kéo không được mãnh thú. Lý Thiên Mệnh duy nhất có thể làm, cũng là tại tu hành đồng thời, đem ngân trần tầm mắt căng ra, tận lực trải rộng Hiên Viên Long Tông tất cả trưởng khống cương vực. Mục đích làm như vậy, chính là vì giám sát Hiên Viên Long Tông cương vực bên trong, tất cả, ngoại lai quân đoàn, động tĩnh. Bởi vì thu về tiến vạn Long Thần Sơn, hiện tại Hiên Viên Long Tông khống chế hai tòa đại lục, đã không đề phòng. Mặc kệ là Trật Tự Thiên Tộc vẫn là Thái Dương Vạn Tông, đều có thể tùy tiện vào đến Vạn Long Thần Sơn. Bây giờ, khoảng cách hôn kỳ, đã thừa xuống không qua mấy ngày. Mấy ngày nay, hoàn toàn mới Vạn Tông Liên Minh, tụ tập tiếp cận 80 triệu Vạn Tông Đại Quân, đã tiến vào Hiên Viên Long Tông khu vực. Nghe nói, Vạn Trong Tông, tối thiểu có 8.000 cái thế lực đều đã tham dự. Cái này quy mô so Thiên Thần Kiếm Tông ngăn cản một lần kia lớn hơn. Bởi vậy chứng minh, Vô Mộng Tiên Quân xuất động 10 triệu đại quân lãnh đạo lực cùng lực thu hút, so Bắc Đẩu Kiếm Tôn mạnh hơn nhiều. Bất quá, cái này 80 triệu đại quân, đến cùng làm sao trợ giúp Hiên Viên Long Tông, có thể hay không tránh thức trợ giúp, cũng không tốt nói. Lý Thiên Mệnh hỏi qua Long Uyển Oánh, nàng nói như thế. Nàng nói, lần trước Bắc Đẩu Kiếm Tôn tụ tập 1 triệu người, là tinh tướng thần cảnh cấp 9 trở lên tinh anh quân đoàn, chiến lực tương đương với 6-700 vạn đại quân. Một lần kia, bọn họ trên đại thể là từ Bắc Đẩu Kiếm Tôn một người thống lĩnh, nhưng là lần này 80 triệu đại quân khác biệt. Bọn họ bị Vô Mộng Tiên Quân cùng chúng ta hiệu triệu, hiện tại lấy phó tiệc cưới lý do đến đây, nhưng trên cơ bản đều cái tông môn, đều là mình thống soái, người mặc dù nhiều, nhưng là năm bè bảy mảng.
Vô Mộng Tiên Quân căn bản cũng không có đem mọi người ngưng tập hợp một chỗ ý tứ, Bắc Đẩu Kiếm Tôn bên này, cũng tại kéo tiểu đoàn thể. Bởi vì bọn họ từng người mang ý xấu riêng cùng không đủ thuần túy, 80 triệu đại quân nhìn như hống người, có thể thật muốn đánh lên, không có cách nào khẳng định người nào sẽ động thủ, ai sẽ xem kịch. Nếu như hoàn toàn chỉ nhìn bọn họ, chúng ta có thể sẽ bị chết rất thảm. Trọng yếu nhất chính là, cái này 80 triệu người trước mắt đại bộ phận đều trú đóng ở khoảng cách Vạn Long Thần Sơn có một khoảng cách vị trí, cũng không đủ tới gần, đây cũng là một loại tùy cơ ứng biến, tín hiệu. Lý Thiên Mệnh có chút chịu phục. Lần này Vạn Tông trợ giúp, đúng là theo Vô Mộng Tiên Quân dẫn đầu bắt đầu. Mà Vô Mộng Tiên Quân, khuất phục, đến từ Thanh Phách uy hiếp. Hắn đáp ứng quá dứt khoát, rất khó khiến người ta không nghi ngờ. Bởi vì hắn tỏ thái độ, tăng thêm Hiên Viên Long Tông không còn lại di lực thỉnh cầu, du thuyết, Vạn Tông tài tại Thủy Long Động hôn lễ trước đó, tiếp cận viễn siêu trật tự thiên tộc 80 triệu đại quân. Vừa vặn, Thái Dương Đế Tôn đều mời bọn họ. Sau đó, bọn họ lấy, phó tiệc cưới, vì lý do, trực tiếp đem đại quân mở gần Vạn Long Thần Sơn. Nhìn như kích tình phóng khoáng, thế mà bởi vì mỗi cái tông môn đều là tự mình làm chủ. Xem chừng, tâm tình, là Vạn Tông chủ lưu. Điểm này rất khó sửa đổi. Trừ phi, trật tự thiên tộc đại bại, bọn họ có đánh chó mù đường cơ hội, nói không chừng liền sẽ phía trên. 80 triệu đại quân hành động, cần phải chủ yếu tham khảo Vô Mộng Tiên Quân cùng Bắc Đẩu Kiếm Tôn cái này hai người động tác, nếu như bọn họ động thủ giúp đỡ, liền có thể kéo theo Vạn Tông xuất thủ, hiện tại thì nhìn Vô Mộng Tiên Quân phái ra hơn 10 triệu người, sẽ không phải chỉ là đến xem trò vui. Nói trắng ra là, liền xem như 80 triệu đại quân trợ giúp, đều rất khó để Hiên Viên Long Tông lạc quan. Đó là bởi vì, Lý Thiên Mệnh bọn họ hiện tại cũng biết, Vạn Tông thiên bảng bài danh đỉnh phong những tông môn này người quyết định, đến cùng là đức hạnh gì. Vô Mộng Tiên Quân, Bắc Đẩu Kiếm Tôn những người này, ngồi ở vị trí cao, bọn họ mỗi tiếng nói cử động, đều ảnh hưởng Vạn Tông động tĩnh. Loại tình huống này, coi như cái này 80 triệu trong đám người, đều phải là nhiệt huyết anh hùng hào kiệt, thống hận trật tự thiên tộc, thì có ích lợi gì. Oánh gì, Vạn Tông tới 80 triệu đại quân, chú đóng ở Vạn Long Thần Sơn phụ cận, ẩn Long Điện cùng trật tự thiên tộc bên kia, đã sớm thông báo Thái Dương Đế Tôn, bất quá Thái Dương Đế Tôn để bọn hắn không cần phải gấp, nghe lệnh hành sự. Lý Thiên Mệnh nói, bởi vì đối diện tất cả quyết định biện pháp hạch tâm, đều Thái Dương Đế Tôn. Cho nên, Trúc Long Hoàng bọn người, cũng không biết bước kế tiếp sẽ làm thế nào. Lý Thiên Mệnh thì càng không biết. Người để Ngân Trần nhiều chú ý một chút. Xem bọn hắn đến tiếp sau phản ứng, cự ly này ngày đó, không có mấy ngày. Long Uyển Oánh nói. Lý Thiên Mệnh vừa gật đầu, Ngân Trần thì nói với hắn một việc. Hắn sau khi nghe xong, ánh mắt lạnh lẽo, nói, Oánh Di, ẩn Long Điện bên kia nhận được Thái Dương Đế Tôn chỉ lệnh, để bọn hắn thì 80 triệu, đại quân chuyện này, tới khiển trách một chút các ngươi. Điểm một chút lửa. Khiển trách, đây chính là trước phung nồi đến trên người chúng ta. Một khi phát sinh chiến tranh, bọn họ thì có danh chính ngôn thuận lấy cớ. Long Uyển Oánh cười lạnh nói. Đối phương có động tác, Thất Long Hoàng bên này có thể sớm phản ứng. Tiểu Thánh Long Phong bên ngoài, có thể nhìn đến ẩn Long Điện một hàng hơn nghìn người, toàn bộ đều là thần dương vương cảnh đỉnh cấp cường giả, nguyên một đám khí thế hung hăng mà đến. Hiên Viên Long Tông bên này, Thất Long Hoàng đều tại. Nói tóm lại, Hiên Viên Long Tông bên này cường giả càng nhiều hơn một chút. Mà lại cả đám đều rất kiên cường. Sau đó, làm bên này mấy vạn người từ nhỏ Thánh Long ngọn núi lơ lửng, cùng ẩn Long Điện cường giả tranh phong đối lập thời điểm, bên này khí thế tự nhiên càng tăng lên một số. Thánh Long Hoàng bọn người, nguyên một đám sắc mặt lạnh lùng. Ẩn Long Điện các vị, khí thế hung hăng mà đến, muốn làm gì đâu. Thánh Long Hoàng tại đông đảo cường giả chen chúc bên trong, cùng Trúc Long Hoàng bọn người trợn mắt đối lập. Ẩn Long Điện, Thánh Long Hoàng. Sớm đã không còn ẩn Long Điện, hiện tại chỉ có nhất thống thiên bảng đệ nhất Hiên Viên Long Tông. Trúc Long Hoàng nghiêm túc nói. Ha ha, bên này rất nhiều cường giả đều cười. Trúc Long Hoàng, có dám mau thả. Rất nhiều người cười lạnh nói. Mặc kệ Trúc Long Hoàng lại nhấn mạnh, khác biệt ý thức hình thái đối lập, căn bản không có cách nào che giấu. Cho dù là bọn họ trên thân chảy giống nhau huyết, thần phục trật tự thiên tộc ẩn Long Điện. Đều đã định trước để Hiên Viên Long Tông phỉ nhổ. Ta chỉ muốn hỏi Thánh Long Hoàng, chúng ta Hiên Viên Long Tông cùng Thái Dương Đế Tôn quan hệ thông gia, tại cái này sáng tạo lịch sử việc quan trọng trong lúc đó,
là ngươi bỏ mặc Vạn Tông tụ tập 80 triệu đại quân, quay chung quanh ta Hiên Viên Long Tông chung quanh sao? Ngươi đây là đem cổ họng của chúng ta, thân thủ đưa đến vết đao của người khác a. Trúc Long Hoàng mắt lộ ra hàn quang, ngữ khí kiên cường. Không có quan hệ gì với ta, bọn họ chỉ là bị Thái Dương Đế Tôn mời, đến đây phó tiệc cưới khách nhân. Người tới là khách, ta không hiểu Trúc Long Hoàng đến cùng đang khẩn trương cái gì, chẳng lẽ là làm việc trái với lương tâm sao? Thánh Long Hoàng lãnh đạm hỏi. Đế Tôn chỉ mời Vạn Tông nhân vật chủ yếu. Trúc Long Hoàng cười lạnh nói. Nhân vật chủ yếu, vậy cũng là các đại tông môn giường cột, lần thứ nhất được mời tham gia trật tự thiên tộc thịnh yến, bọn họ xuất phát từ tự thân an toàn cân nhắc, mang lên hộ vệ không thể bình thường hơn được. Tỷ như các ngươi trật tự thiên tộc Cửu Nguyệt thần nữ, không phải cũng có 20 triệu thần nữ hộ vệ đội sao? Chiếu ta nói, Vạn Tông nhân vật chủ yếu hộ vệ đội còn tới ít, tối thiểu được đến 800 triệu. Thánh Long Hoàng tiếng như chuông lớn nói. Lời này, đạt được rất nhiều người đồng ý. Cái này 80 triệu đại quân hợp lý xuất hiện ở nơi này giải thích, bọn họ đã sớm nghĩ kỹ. Nghe xong đây hết thảy, Trúc Long Hoàng bọn người lại là lên tiếng cười lạnh. Cười còn về sau, Trúc Long Hoàng hé mắt, nhìn chằm chằm Thánh Long Hoàng nói. Ta nhìn, Thánh Long Hoàng ngươi đây là phản bội tổ tiên, phản bội Hiên Viên Long Tông, dự định đem Vạn Long Thần Sơn, chắp tay để cho người khác a. Chúng ta cùng trật tự thiên tộc quan hệ thông gia, là trật tự chi địa Nam Bắc hòa bình ký kết, là lịch sử tính một bước, làm thiên bảng đệ nhất tông môn, bảo trì Vạn Tông hòa bình là chúng ta trách nhiệm, mà ngươi lại khư khư cố chấp, dẫn sói vào nhà. Thánh Long Hoàng, ngươi thẹn với liệt tổ liệt tông. Rất nhiều người đều cười. Đây quả thực là điển hình tặc hô bắt trộm. Kỳ thật hắn tại cái này nói cái gì, đều không ý nghĩa. Đơn giản cũng là đối phun. Chỗ lấy tại trước mặt mọi người vô nghĩa, bất quá là vì vài ngày sau, một khi phát sinh tranh đấu, bọn họ đầu tiên chiếm cứ một cái đạo đức điểm cao. Tốt để chủ tử của bọn hắn trật tự thiên tộc, có động thủ lý do. Trên thế giới này tất cả chiến tranh, đều cần đánh lấy chính nghĩa chiêu bài, làm cho danh chính ngôn thuận, mới có thể lừa gạt mình, lừa dối hậu bối. Lấy cứu vãn danh nghĩa xâm lấn, đốt giết nhục lướt người, còn nhiều, rất nhiều. Thánh Long Hoàng, ngược lại là bị Hắc Thành ngăn cản Vạn Tông hòa bình tội nhân. Quan điểm thật sự là mới lạ. Hiên Viên Long Tông bên này, mọi người cười đến rất lạnh. Thánh Long Hoàng chính mình cũng vui vẻ. Hắn cho Trúc Long Hoàng giơ ngón tay cái lên, nói, Trúc Long Hoàng tốt não tử, người gia chủ con chuẩn bị tại ngươi tổ tiên lăng mộ trước cử hành thịnh yến, để ngoại tộc trà đạp ngươi tổ tiên hài cốt, đem huyết mạch của ngươi, tôn nghiêm dẫm tại dưới chân, ngươi còn muốn làm chủ con gọi tốt, ngươi loại này vô sỉ, đã lên nhất định cảnh giới. Ta vốn cho rằng thần long nhất tộc trời sinh kiêu ngạo, cứng cỏi, cả tộc đều nắm giữ ưu tú phẩm đức, hiện tại ta phát hiện ta sai vô cùng, các ngươi ẩn long điện một đám không có sống lưng người, sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là hạ tiện. Hiên Viên Long Tông bên này, vạn chúng cộng minh. Lan! Mọi người cùng kêu lên hét lớn, bàng bạc tiếng gầm, chấn áp tại ẩn long điện các loại trên thân thể người. Bởi vì Thủy Long Động hôn lễ, tạo thành huyết tinh đối lập, đã đến không thể điều hòa trình độ. Thánh Long Hoàng biết, Thái Dương Đế Tôn đưa ra Thủy Long Động một khắc này, thì mang ý nghĩa Vạn Long Thần Sơn sẽ có một trận thây ngang khắp đồng tử chiến. Trúc Long Hoàng cũng biết. Hắn trong lòng rất rõ. Nơi này, hai cái rõ ràng vì đồng bào, lại nhất định phải phân ra sinh tử thị tộc, nhất định phải đổ máu. Hết thảy đều là Thái Dương Đế Tôn ý chí, tại đẩy mạnh trận chiến tranh này. Hôm nay bọn họ tại đối với lập, nói tới hết thảy, đều chẳng qua là thuận lý thành chương, kích phát mâu thuẫn, cho vài ngày sau tử chiến, vì chính mình dựng nên một cái vĩ đại lý do. Chỉ là, người nào vĩ đại, người nào hạ tiện, vừa xem hiểu ngay. Ẩn Long Điện mọi người sau khi đi. Mấy vị khác Long Hoàng, đã đi làm trước khi chiến đấu động viên. Hôm nay cùng Ẩn Long Điện biết lời nói, là hoàn toàn vạch mặt. Dính dáng đến Thủy Long Động, chiến tranh không có đường lui nữa. Hiên Viên Long Tông 25 triệu, Cửu Long Đế Quân, lại thêm mặt khác 5 triệu hai bên các đại thành trì vệ quân, gần đây tụ đến. Có thể tham chiến đại quân, đã đạt đến 30 triệu. Thậm chí, còn có 1 tỷ đạp thiên chi cảnh đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư tu luyện giả dân chúng, xung phong nhận việc đi vào Vạn Long Thần Sơn phụ cận. Bọn họ phân tán, tiềm tàng tại trong núi rừng. Cho dù là bọn họ có thể chiến lực tại loại này, chư thần chi chiến, bên trong không mạnh, sinh tử tồn vong,
thì tộc Cộng Vinh quyết tâm, cũng để bọn hắn nắm giữ tử chiến dũng khí. Tất cả mọi người minh bạch. Một khi không có Hiên Viên Long Tông, liền không có Thần Long nhất tộc. Đã mất đi đỉnh phong, trung hạ tầng người, chỉ sẽ trở thành nô dịch. Vạn Long Thần Sơn hủy diệt, tương đương với thị tộc căn cơ sụp đổ. 1 tỷ dân chúng, 30 triệu cửu Long đế quân, đã nhiệt huyết đốt cháy, thấy chết không sờn. Không có Long Tuyền, không có có kết giới. Tất cả đều là tao ngộ chiến. Loại này chiến tranh, phải dùng thi thể trồng chất, mới có thể giữ vững gia viên. Đương nhiên, còn có 80 triệu người Vạn Tông trợ giúp. Nhìn như vậy lên, ở địa bàn của mình, Hiên Viên Long Tông là có phần thắng. Thậm chí phần thắng rất lớn. Thế mà, Thái Dương Đế Tôn sẽ đánh không có phần thắng chiến sao? 80 triệu trợ giúp, có bao nhiêu trình độ, có phải hay không xem chừng còn khó nói. 1 tỷ dân chúng, tại nghiêm chỉnh huấn luyện cường giả trước mặt, càng giống là đám người ô hợp. Trừ phi có kết giới, bọn họ còn có thể vì kết giới linh tuyến cung cấp lực lượng, chân chính chiến lực, không tính quá mạnh. Mà lại, ngay tại Ẩn Long Điện vừa mới sau khi đi, Lý Thiên Mệnh Ngân Trần, còn có Hiên Viên Long Tông tình báo, đồng loạt giám sát đến trật tự thiên tộc động tác mới. Cái kia chính là, lại có 30 triệu trật tự thiên tộc đại quân, theo mặt trời phương Bắc xuất phát, xông vào Vạn Tông một số bên trong tiểu tông môn cương vực, một đường xuôi nam, chỗ cần đến hẳn là Vạn Long Thần Sơn. Cái này 30 triệu đại quân xuôi nam chiêu bài, gọi là người nhà mẹ đẻ. Đế tôn chi nữ người nhà mẹ đẻ, tới tham gia tiệc cưới. Trước có 20 triệu thần nữ hộ vệ đội, sau có 30 triệu, người nhà mẹ đẻ cùng một chỗ tham gia hôn lễ. Thái Dương Đế Tôn quả thực đem không biết xấu hổ, phát phung tới cực hạn. Tăng thêm 10 triệu Ẩn Long Điện cường giả, qua mấy ngày Vạn Long Thần Sơn bên trong, đối phương đại quân số lượng, đều muốn đạt tới 60 triệu. Gấp 2 tại Hiên Viên Long Tông. Ẩn Long Điện rất đắc ý. Bọn họ nói, đây chính là đối Thánh Long Hoàng mời Vạn Tông 80 triệu người phó tiệc cưới đáp lại. Lại thêm 30 triệu trật tự thiên tộc đại quân. Bực này trận thế, tương đương với chiến hỏa đã bao phủ toàn bộ hằng tinh nguyên. Hết sức căng thẳng. Đáng sợ nhất là, căn cứ tình báo, tại tất cả Vạn Tông cùng trật tự thiên tộc chỗ giao giới, ngắn ngủi mấy ngày, trật tự thiên tộc toàn diện tăng binh, trữ hàng hơn ước binh mã. Tỷ như Thanh Vân Đại Lục phương Bắc, đã khắp nơi đều là trật tự thiên tộc tại dò xét. Dù là mặt trời rất lớn, cái này hơn 100 triệu thức thần tu luyện giả, tại Vạn Tông cửa nhà nhìn chằm chằm, Thái Dương Vạn Tông đều phải đầu đầy mồ hôi. Kể từ đó, Vạn Long Thần Sơn 80 triệu đại quân, hơi có chút luống cuống. Bọn họ đến đây trợ giúp Vạn Long Thần Sơn, chính là nội bộ trống rỗng thời điểm. Vạn nhất trật tự thiên tộc cường lực tiến công, đến lúc đó tông môn trống rỗng, người già trẻ em bị tận diệt cũng có thể. Sau đó, trận chiến còn không có đánh đây. 80 triệu đại quân, liền đã có người rút lui, vội vàng chạy về nhà. Đến lúc này thời điểm, chỉ sợ đã chạy hơn 10 triệu người. Còn lại 70 triệu cái gọi là Vạn Tông đại quân, đến hôn lễ chính thức cử hành ngày ấy, còn có thể có bao nhiêu, đều là nghi vấn. Chỉ cần trật tự thiên tộc tại biên giới chứ hàng trọng binh một ngày, Vạn Tông liên minh cái này 80 triệu người, đều sẽ tâm hoảng ý loạn, vô ý ứng chiến. Cũng liền Vô Mộng Tiên Quốc loại này lớn nhất phương Nam thế lực, không sợ trật tự thiên tộc tại biên giới bên kia đóng quân. Đạo cao một thước, mà cao một trượng. Không thể không nói, Thái Dương Đế Tôn nhẹ nhõm hai chiêu, một cái, người nhà mẹ đẻ, một cái, biên giới đóng quân, liền để cái này 80 triệu đại quân trấn nhiếp, không còn sót lại chút gì. Có thể nói, hắn hoàn toàn thăm dò rõ ràng Vạn Tông liên minh năm bè bảy mảng, yếu ớt không chịu nổi tâm lý. Đương nhiên, hết thảy mưu kế, một khi xây dựng ở, cường đại, phía trên, vậy liền không ai có thể ngăn cản. Cho đến nay, tại mọi người trong mắt, Hiên Viên Long Tông cũng là đế tôn trước mắt thịt. Hắn muốn làm sao ăn, liền có thể làm sao ăn. Chỉ có, một miệng nuốt vào, cùng, nhai kỹ nuốt chậm, khác nhau. Hôn kỳ đếm ngược, một ngày. Đại Thánh Long Phong, Long Nha Tiểu Tuyền. Một gian tao nhã cung đình bên ngoài, mười mấy cái xinh đẹp mỹ mạo thị nữ, gấp đến độ xoay quanh. Thần nữ không để cho chúng ta đi vào, làm sao bây giờ a? Tại các nàng cháy lúc gấp, người mặc trắng như tuyết chiến giáp, cạn màu xanh lá tóc dài phấn khởi Lý Duẫn Tịch, chập chờn linh lung tư thái, từ bên ngoài đi vào. Trên tay nàng bưng lấy một cái trang trí lấy rất nhiều sáng chói bảo thạch hộp, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Tránh ra! Nàng hô một tiếng,
Bọn thị nữ ào ào tản ra, đưa mắt nhìn Lý Duẫn Tịch mở ra cửa điện đi vào. Đó là cái gì nha? Không biết, có thể là thần nữ ngày mai hóa trang a. Lại là trật tự thiên tộc bên kia tới đổ cưới sao? Các cô gái hâm mộ mà hiếu kỳ, lại không dám tới gần. Các nàng chỉ dám vểnh tai, nghe trong đại điện động tĩnh. Trong điện, Lý Duẫn Tịch đầy mặt nụ cười lúc tiến vào sửng sốt một chút. Bởi vì, trong mắt nàng tiểu cô nương kia, trong tay chính cầm lấy một thanh màu xanh nhạt tế đao, mắt thấy nàng. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy tiểu cô nương này trên người sát cơ. Nhất là cái kia một đôi nguyệt tròng mắt màu trắng, càng sự lạnh lùng. Thần nữ, đây là đế tôn tự mình khiến người ta đưa tới đồ cưới, nó sẽ để cho ngươi ngày mai, trở thành trên thế giới này lớn nhất sặc sỡ lóa mắt người, mời xem qua đi. Lý Duẫn Tịch đem cái kia phục trang đẹp đẽ hộp, đặt ở trước mắt của nàng. Ra ngoài, Lý Khinh Ngữ nói. Không được, ta hôm nay đến cho ngươi mặc phía trên, còn phải giúp ngươi điều chỉnh thử, đây là đế tôn đại nhân tôn huyết, ta cũng mang tới. Lý Duẫn Tịch nghiêm túc nói. Lúc nói chuyện, trong tay của nàng xuất hiện một cái bình nhỏ. Trong bình có một giọt kim sắc máu tươi. Kim sắc máu tươi nội bộ, có một chút huyết sắc. Có tôn huyết, nói rõ cái này đồ cưới, là một kiện trật tự thần binh. Thần nữ, đây là trật tự chi địa trong lịch sử quý giá nhất đồ cưới, cũng là trong lịch sử đẹp nhất áo cưới. Nó là trật tự chi địa đệ nhất hộ giáp, đứng hàng bát giai trật tự thần binh, tên là Nguyệt Thần Vĩnh Huy, đã có 3 triệu năm lịch sử. Chỉ có nó, mới xứng với trận này trong lịch sử thịnh đại nhất hôn lễ. Nó cùng ngươi là tuyệt phối, ngươi chỉ cần xem qua, nhất định sẽ ưa thích. Lý Duẫn Tịch đôi mắt đẹp chớp động quang mang, sắc mặt chuyển hướng vẻ mặt ôn hòa. Nào ngờ nói xong, Lý Khinh Ngữ trực tiếp quay người rời đi. Nàng đối giọt máu kia, một chút hứng thú đều không có. Thần nữ là không thích long nhân xá sao? Lý Duẫn Tịch rốt cục hỏi vấn đề này. Nàng hỏi thời điểm, Lý Khinh Ngữ đã đi vào đại điện chỗ sâu. Nhưng vấn đề là, người là đế tôn nữ nhi, là cửu nguyệt thần nữ, ngoại trừ long nhân xá bên ngoài, trên thế giới này, đã không có thể xứng với ngươi người. Lý Duẫn Tịch lắc đầu nói. Ra ngoài. Đáp lại Lý Duẫn Tịch, vẫn là hai chữ này. Thần nữ, hôm nay không phải do ngươi. Lý Duẫn Tịch thanh âm chuyển hướng lạnh lùng. Vừa mới nói xong, bên trong tòa đại điện này, xuất hiện tại người thứ ba. Người này vừa xuất hiện, xương máu tràn ngập, âm lãnh hung sát khí tức, trực tiếp bao phủ ra, để trong này trong nháy mắt biến thành địa ngục nhân gian, dường như dưới chân đã thây nằm vô số. Nàng người mặc nhuốm máu hồng y, tóc dài loạn tung bay, hai mắt tinh hồng, da thịt tím xanh, cực kỳ xấu xí. Quả thực giống là địa ngục bên trong bỏ ra tới nữ ác quỷ. Thế mà, nàng tựa hồ quên đi bề ngoài, cả người biến đến vặn vẹo mà dữ tợn. Liền cái kia cười lạnh, tựa hồ cũng rất tự tin. Thậm chí tự tin đến ma chướng. Hô! Nàng một tay theo Lý Duẫn Tịch trên tay, cầm đi kim sắc giọt máu. Cùng lúc đó, nàng hai bộ thì đi theo Lý Khinh Ngữ, phút chốc duỗi ra cái kia tay khô héo. Lý Khinh Ngữ vừa quay đầu, nàng thì bóp lấy cổ của nàng, trực tiếp ấn trên bàn. Ách! Lý Khinh Ngữ trừng to mắt. Đây là ác mộng một dạng tướng mạo, gần ngay trước mắt. Nàng ra sức muốn kéo mở cái tay này. Đáng tiếc đối phương một chút dùng lực, nàng thì sắc mặt trắng bệch, ngay cả lời đều nói không nên lời. Người tới chính là Lý Vô Song. Tại Lý Khinh Ngữ ác mộng một dạng trong ánh mắt, nàng bóp nát nắp bình, đem cái kia kim sắc giọt máu, trực tiếp nhỏ vào trong miệng của nàng. Tôn huyết trong nháy mắt dung hội. Cho đến lúc này, cái kia ác quỷ nữ nhân, mới một chút buông tay ra, âm lãnh cười nhìn lấy nàng, sau đó há miệng dùng khàn khàn, khó nghe thanh âm, nói với nàng. Nghe lời, thật tốt cách ăn mặc, ngày mai là ngươi đẹp nhất một ngày, qua về sau, ngươi liền phải giống như ta. Chân quý đi, tiểu cô nương. Nàng nhìn thoáng qua Lý Khinh Ngữ kiếp vòng, cười đến càng thêm lợi hại. Nàng và Thái Dương đế tôn một dạng. Ưa thích dùng cậy mạnh. Khống chế lại Lý Khinh Ngữ. Để cho nàng lần lượt không cách nào phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Mặc kệ là lần trước, vẫn là lần này. Lý Khinh Ngữ chết đè lại tay của nàng, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, tôn huyết nước vọt khắp thân thể. Trong cái hộp kia, Nguyệt Thần Vĩnh Huy cũng đang chấn động cộng minh. Tiện nghi ngươi, cái này Nguyệt Thần Vĩnh Huy, vốn là ta muốn. Nó cùng ta Thiên Nguyệt Thần Ma là một đôi, Lý Vô Song nói. Đều là bát giai trật tự thần binh. Một thanh tế đao,
một kiện tỏa giáp. Tỏa giáp có thể thiên biến vạn hóa, làm nền, tự nhiên long trọng nhất. Nó vốn là xinh đẹp nhất trật tự thần binh, dùng trên thế giới nhiều nhất đỉnh cấp thiên địa thần khoáng chế tạo. Ta không muốn. Đúng vào lúc này, bị bóp lấy cổ thiếu nữ, lại nói ra một câu để Lý Vô Song kinh ngạc lời nói. Ha ha, người thật đúng là thú vị, người phản kháng làm cái gì? Đừng nói cho ta, người ngoại trừ Long Nhân Xá, còn có người thích. Lý Vô Song hiếu kỳ hỏi. Không ai trả lời. Ta ghét nhất ái tình, đây là trên thế giới buồn nôn nhất đồ vật, ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy loại này mùi hôi vị đạo, nói cho ta biết, ngươi yêu ai đây? Lý Vô Song lôi kéo vạt áo của nàng, trực tiếp đem nàng kéo tới cửa, sau đó ném xuống đất. Soạt. Phía ngoài bọn thị nữ giải tán lập tức. Lý Khinh Ngữ cắn răng, bò lên. Nàng nhìn thẳng Lý Vô Song, âm thanh lạnh lùng nói, ta là có người thích, mắc mớ gì tới ngươi. Đây chính là cái đại tin tức. Lý Vô Song vui vẻ nói. Nàng đi đến Lý Khinh Ngữ bên người, cái kia cơ hồ rơi xuống nhãn cầu, thân cận Lý Khinh Ngữ mặt, âm u nói. Xác thực không có quan hệ gì với ta, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi đời này chỉ có thể tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, ngươi chính là người khác nắm tại con cờ trong tay, ngươi cái gì đều không làm được, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Mà ngươi ưa thích người, đã định trước vĩnh viễn cùng ngươi cách nhau tại hai thế giới. Há, dạng này ngươi rất dễ chịu. Lý Khinh Ngữ trong ánh mắt cất giấu xem thường thần sắc. Đương nhiên, Lý Vô Song nói. Vậy dĩ nhiên nói rõ ngươi là một cái không nhân ái tiện nhân, cho nên ngươi nóng lòng phá hư a. Lý Khinh Ngữ cười lạnh nói. Tạch tạch tạch. Lý Vô Song trừng to mắt, cái kia ám tử sắc hai hàng hàm răng, trên dưới run rẩy. Cái kia, thì nhìn người nào thắng a. Lý Khinh Ngữ, ngươi sớm muộn cùng ta giống như đúc, hiểu không? Từ đầu tới đuôi, ngươi đều giống như ta, ngươi bây giờ chỉ là ta lúc còn trẻ bộ dáng. Lý Vô Song hai cánh tay nắm cùng một chỗ, bóp vang lên kèn kẹt. Tâm tình của nàng, vô cùng kích động. Ngươi sai, ngươi kém xa ta. Tối thiểu nhất, ta muốn là hỗn thành ngươi dạng này, đã sớm chết. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta tình nguyện chết, đều không muốn làm ngươi loại này xấu xí, dở hơi, cuồng nhiệt, biến thái người. Sau khi nói xong, nàng gạt mở Lý Vô Song, đi vào trong điện. Lưu lại Lý Vô Song giật mình tại nguyên chỗ. Toàn thân đều đang run rẩy. Hai cái nhãn cầu bên trong, đã sớm quỷ ảnh trọng trọng. Long nha tiểu tuyền, cửa đình viện bên ngoài. Long Nhân Xá, đang muốn gõ cửa tay, nghe được đây hết thảy về sau, cứng ngắc giữa không trung. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi, run rẩy thu hồi tay của mình. Chợt, tay cầm nắm thành quyền đầu. Phía trên nổi gân xanh. Khuôn mặt, chậm rãi bóp méo. Cha, nàng ý tứ là... Tình nguyện chết, đều khó có khả năng tiếp nhận ta sao? Long Nhân Xá cúi đầu hỏi. Nghĩ gì thế, không có ý nghĩa, hôn nhân là hôn nhân, ái tình là ái tình, người tại cưỡng cầu cái gì? Nàng là đế tôn chi nữ, cái này liền đầy đủ. Trúc Long Hoàng kéo hắn một chút, nói, khác gặp, đi về trước. Ha ha, nàng tới này có một ít thời gian đi, hôm nay là hôn kỳ trước một ngày, ta mới lần thứ nhất tiến Long Nha tiểu tuyền. Vừa tới cửa, nàng nói nàng có người thích. Long Nhân Xá vui vẻ. Rất có thú. Trúc Long Hoàng vỗ một cái đầu của hắn. Cái này không trọng yếu, minh bạch. Cái gì trọng yếu? Long Nhân Xá quay đầu lại hỏi hắn. Hắn là thật muốn biết. Quyền thế ngập trời, Trúc Long Hoàng nói. Ở đâu ra quyền thế ngập trời a? Coi như ngươi xưng bá vạn tông, rửa sạch nhục nhã, còn không phải có chủ con áp trên đầu. Long Nhân Xá nói. So với trước kia, thật tốt hơn nhiều, người muốn tự mãn. Trúc Long Hoàng nói. Long Nhân Xá nhắm mắt lại. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta chỉ cảm thấy, dù là vì bọn họ bán mạng mấy trăm ngàn năm, đến hôm nay, chúng ta còn vẻn vẹn chỉ là. Cái gì? Pháo hôi, chó. Im miệng, Trúc Long Hoàng cả giận nói. Long Nhân Xá im lặng, không có nói thêm nữa. Thế nhưng là hắn trong lòng vẫn là muốn hỏi. Chảy không giống nhau huyết hai cái thị tộc, cường thịnh một phương, thật sẽ đem yếu thế một phương, xem như là bằng hữu sao. Trúc Long Hoàng vừa đi ra Long Nha tiểu tuyền, liền có một cái trật tự thiên tộc tu luyện giả, chạy tới. Trúc Long Hoàng, có trọng yếu tình báo. Người kia nói, trọng yếu bao nhiêu? Trúc Long Hoàng hỏi, rất trọng yếu, chúng ta tại Hiên Viên Long Tông nằm vùng nội tuyến, báo một kiện quan trọng manh mối,
cùng Hiên Viên Long Tông mấy trăm ngàn đệ tử trẻ tuổi có quan hệ. Nói, Trúc Long Hoàng trong nháy mắt nghiêm túc lên. Cái kia người lập tức nói, bọn họ đã không tại Hồng Liên giới Long Kết giới. Vài ngày trước, Bạch Long Hoàng Long Uyển Oánh, tự mình mang lấy bọn hắn, chuyển di hướng về phía một chỗ gọi là Tù Long Cốc địa phương, nghe nói nơi đó là Thánh Long Hoàng kiến tạo, vì Hiên Viên Long Tông giữ lại đời sau huyết mạch chi địa, nắm giữ cấp 7 thủ hộ kết giới bảo hộ. Chúng ta cái tin tức này, chính là do trong kết giới đệ tử lưu lại manh mối, có thể cam đoan chân thực. A, à, Trúc Long Hoàng hé mắt, khóe miệng dần dần khơi gợi lên một tia cười lạnh. Vì giữ lại truyền thừa huyết mạch, đem đệ tử trẻ tuổi chuyển di xuất chiến tràng bảo hộ, Thánh Long Hoàng đây là dụng tâm lương khổ a. Người báo cáo điều tình báo này làm gì? Chúng ta cũng không thể, để người ta căn đều tiêu diệt a. Không thể a, đúng không, dù sao đều là tiểu bằng hữu đâu, chết sạch, quái đáng tiếc. Nói xong, mọi người tại đây đều cười. Cười đến thống khoái. Bọn họ rất rõ ràng, giết sạch những đệ tử này, sẽ cho Hiên Viên Long Tông mang đến cỡ nào đả kích cực lớn. Đoán chừng Thánh Long Hoàng bọn người, sẽ tại chỗ thổ huyết đi. Nói thật, bọn họ cũng không có cách, chúng ta tại Vạn Long Thần Sơn xung đột, nơi này kết giới đều bị Long Tuyền trưởng khống, những thiên tài kia tiểu hài tử, cho dù là tại Hồng Liên giới Long kết giới, vừa đánh nhau cũng là đứng mũi chịu sào, rất dễ dàng bị diệt sát, bọn họ chỉ có thể chuyển di ra ngoài. Chỉ tiếc, ngay trong bọn họ, cũng là có vì chỗ tốt, bán thân nhân bằng hữu người a. Cái gì gọi là, cũng có. Chúng ta cũng không có, Trúc Long Hoàng nói. Bọn họ chỉ là, mưu phản Hiên Viên Long Tông mà thôi. Không tính nội gián. Nội gián là lớn nhất đáng xấu hổ. Đáng tiếc, lại vĩ đại thị tộc, vẫn đều có sâu mọt. Phái một tiểu tổ, ta muốn ngày mai khai chiến trước đó, để Hiên Viên Long Tông người tham chiến, nghe được con của bọn hắn bị giết sạch tin tức. Trúc Long Hoàng lãnh đạm nói. Vâng, chống lại, ha ha. Cùng trật tự thiên tộc đối nghịch, đã định trước cũng là chê cười. Trúc Long Hoàng, ngày mai xác định sẽ đánh lên a. Có người hỏi. Vậy phải xem bọn họ, có thể hay không ngăn trở chúng ta đi Thủy Long Động đường. Trúc Long Hoàng nói. Đi Thủy Long Động, cần Hiên Viên Long Tông còn lại 4 cái Long Tuyền chống đỡ. Không phối hợp, cũng là chặn đường. Há, như vậy nhất định có một trận chiến. Hiên Viên Long Tông tính tình. Bọn họ như thế nào lại không hiểu đâu. Nói đến đây, hoàn cảnh bỗng nhiên biến đến âm lãnh. Mọi người dùng mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Long Nha Tiểu Tuyền cửa, đứng đấy một cái nữ ác quỷ. Vô Song cô nương. Mọi người nhất thời quỳ trên mặt đất. Tù Long Cốc. Lý Vô Song giữ tợn trong hai mắt, lấp lóe một tia huyết quang. Đúng. Trúc Long Hoàng nói. Ta đi. Lý Vô Song nhếch môi, dùng đầu lưỡi đỏ thắm. Liếm môi một cái. Vâng. Trúc Long Hoàng liền vội vàng gật đầu. Ta sau khi xuất phát một canh giờ, đem chuyện này nói cho Long Uyển Oánh, nói với nàng, mệnh của nàng, có thể đổi mấy trăm ngàn người trẻ tuổi. Lý Vô Song nhếch môi, khẽ cười. Vâng. Trúc Long Hoàng gật đầu lần nữa. Ngừng lại một chút, hắn nói, có điều, mặc kệ Long Uyển Oánh có chết hay không, những cái kia tiểu bằng hữu đều muốn lên trời, đúng không? Ngươi cứ nói đi. Lý Vô Song nhún nhún vai. Cơ hội, quá tốt rồi a. Ngày mai sẽ là hôn kỳ. Đến lúc đó, Thất Long Hoàng đều muốn thủ vệ Thủy Long Động. Bọn họ đại quân, thậm chí đã tại bố trận. Ngay tại lúc này, Tù Long Cốc gặp nạn, có ai có thể trợ giúp Long Uyển Oánh? Hay xảy ra một cái, bên này liền thiếu đi một cái. Đinh đinh đinh. Lý Vô Song kéo lấy Thiên Nguyệt Thần Ma, hướng về phương Bắc nhanh chóng đi. Trong lòng huyết niệm, điên cuồng sinh sôi. Long Uyển Oánh, loại người như ngươi chết sạch sẽ, liền sẽ không còn có người, làm như thế người buồn nôn. Ta phải dùng cái kia mấy trăm ngàn đệ tử đầu, cho ngươi trồng chất một tòa huyết mộ phần. Nàng thê lương nở nụ cười, nghe giống như đang khóc. Dù cho nàng đi, tại chỗ Trúc Long Hoàng bọn người, cũng còn tê cả da đầu. Bởi vì 7.000 địa Long Sơn, kết giới không thể mở ra, cơ bản tương đương không đề phòng. Cho nên lúc này thời điểm, bên này 30 triệu, Cửu Long đế quân, đang theo lấy Thủy Long động chuyển di. Bọn họ dự định sử dụng Thủy Long trước động ác liệt hoàn cảnh, lưng tựa Thủy Long động, đối mặt Vạn Long thần sơn, đan diện đối địch. Dạng này có thể để tránh cho bị vây quanh. Nếu như vậy, vốn là muốn thả vứt bỏ Hồng Liên giới Long kết giới loại địa phương này.
Dù sao nó tầng thứ không cao, nội bộ không gian tiểu, không có khả năng làm 30 triệu đại quân hậu phương lớn. Thủy Long Động, mới là bọn họ sau cùng khu vực. Cho nên, đem phổ biến đạp thiên chi cảnh đệ tử trẻ tuổi chuyển di ra ngoài, là Hiên Viên Long Tông hành động bất đắc dĩ. Chỉ là, Long Uyển Oánh lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh. Cho dù là sinh tử tồn vong, chủng tộc hủy diệt, cũng còn có loại kia vì chỗ tốt bán tổ cầu vinh người. Nàng tại chuyển di một đường lên, làm qua rất nhiều sàng chọn, một đường lên giữ bí mật. Đến Tù Long Cốc sau càng là phong bế kết giới, không cho bất luận cái gì truyền tin thạch ra ngoài. Nàng căn bản không biết, là một bước nào gây ra rủi ro. Chính vì vậy, tại theo Lý Thiên Mệnh cái này bên trong nhận được tin tức về sau, nàng mới có một loại sụp đổ cảm giác. Vì cái gì a? Mọi người cùng nhau sống sót không tốt sao? Tại sao muốn bán chính mình người? Nàng chảy nước mắt, vô cùng bất lực đối Lý Thiên Mệnh nói. Loại kia bất đắc dĩ, thống khổ dáng vẻ, khiến người vô cùng đau lòng. Thật sự là có bệnh. Lý Thiên Mệnh cũng không thể nào hiểu được. Theo lý thuyết, mọi người cùng nhau đào mệnh, trốn đi, không phải là vì sống sót sao? Tin tức đã bị tiết lộ, mà lại căn bản không có khả năng tra được là ai làm người liên lạc, bán rẻ Tù Long Cốc bên trong tất cả mọi người. Tin tức này cũng để lộ, Tù Long Cốc vị trí bại lộ, càng làm cho Hiên Viên Long Tông bên này, triệt để lâm vào bị động. Hiên Viên Long Tông khốn cảnh nhiều lắm. Người trẻ tuổi không chuyển di, rất dễ dàng thành pháo hôi, bây giờ sống mái một trận chiến Cửu Long Đế Quân, căn bản không có năng lực bảo vệ bọn hắn. Chuyển di, nhưng lại bị chính mình người bán. Mấy chục vạn người mệnh, một người liền có thể bán. Xác suất rất nhỏ, nhưng lại chí mạng. Nhưng kỳ thật nói thật, Long Uyển Oánh đã làm đến cực hạn. Nhiều người như vậy hành động, căn bản không quản được một cái truyền tin thạch. Đổi lại còn lại thị tộc, khả năng nhuyễn chân tôm càng nhiều. Tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, Thất Long Hoàng, Dương Sách, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Bây giờ duy nhất có thể dựa vào, chỉ sợ sẽ là Thánh Long Hoàng cái này mấy trăm năm thiết lập kết giới. Nếu như là bình thường còn tốt. Nhưng bây giờ, Thủy Long Động thì tại sau lưng, ai có thể rời đi? Lý Vô Song rõ ràng chính là muốn Long Uyển Oánh chết. Rơi lệ về sau, Long Uyển Oánh đứng lên, nói. Việc này là từ ta chỗ này ra chỗ sơ suất, lẽ ra phải do chính ta gánh chịu, Lý Vô Song muốn giết người là ta. Ta lập tức xuất phát, tận khả năng đuổi kịp nàng. Còn lại Long Hoàng, đều rất khó chịu nhìn lấy nàng. Long Uyển Oánh là trong bọn họ trẻ tuổi nhất, là tương lai hy vọng. Nàng lý nên là an toàn nhất một vị. Nhưng là bây giờ, nàng muốn là rời đi, tình cảnh của nàng, liền sẽ là nguy hiểm nhất một vị. Dương Sách, ngươi theo nàng đi. Thời gian cấp bách, Thánh Long Hoàng trực tiếp hạ lệnh. Đúng. Dương Sách gật đầu. Không cần. Chính ta đi, hắn ở lại đây, nơi này cần hắn. Long Uyển Oánh nói. Nghe lệnh, khác lãng phí thời gian, mệnh ta các ngươi lập tức xuất phát. Thánh Long Hoàng quát lớn. Nơi này đây. Chúng ta kháng, Thương Long Hoàng nói. Bất luận cái gì một hơi thời gian lãng phí, đều là chí mạng. Lý Thiên Mệnh phát hiện đến sớm, hiện tại Lý Vô Song vừa xuất phát, cho nên bọn họ còn có cơ hội. Nếu có thể trước một bước đến. Có lẽ Long Uyển Oánh chính mình liền có thể chủ trì kết giới, ngăn lại Lý Vô Song, Dương Sách còn có thể gấp trở về. Tốt! Long Uyển Oánh gật đầu. Oánh gì? Lý Thiên Mệnh gọi lại nàng, sau đó trầm giọng nói, buông lỏng một chút, ta ở trên người nàng còn có phệ cốt nghĩ, trước đây một mực tại ngủ đông, thời khắc mấu chốt, có thể phát huy được tác dụng. Bất quá các ngươi thật phải cẩn thận, theo ta được biết, nàng gần nhất mạnh rất nhiều, rất nhiều. Được! Nàng hướng về phía Lý Thiên Mệnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Gặp lại Oánh Di, sống sót. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi cũng thế. Nói xong, bọn họ một đen một trắng, lách mình biến mất, tại trước khi đại chiến, lao tới hướng Tù Long Cốc. Cuối cùng vẫn muốn đụng tới Lý Vô Song, cùng nàng một quyết sinh tử. Có lẽ, đây là số mệnh. Vứt bỏ đan quật, khoảng cách hôn kỳ càng gần, cái này hắc ám chi địa đè nén kêu thảm. Liền càng là vang dội. Thẳng đến tê tâm liệt phế. Thế mà, nguyên thủy chi môn tựa như là trái tim của hắn. Tim đập, càng ngày càng dồi dào. Nguyên thủy chi môn chuyển động, cũng càng nhanh hơn. Trong bóng tối, thiếu niên từng bước một theo ma chướng bên trong bò lên đi ra, trên thân hắc vụ ngập trời.
3.000 thiên long phong. Cái này một mảnh cương vực, chính là vạn long thần sơn hạch tâm vòng, là hằng tinh nguyên nồng nặc nhất địa phương. Tùy tiện một chỗ mặt đất, khắp nơi đều là phun trào hỏa diễm phong bạo. Tại tầng tầng hỏa diễm phong bạo bao phủ bên trong, 50 triệu đến từ trật tự thiên tộc, đại bộ phận lấy hỏa thuộc tính thức thần tu luyện giả đại quân, tại đại thánh long phong hiệu triệu phía dưới, cùng 10 triệu ẩn long vệ chính thức hội tụ. Hết thảy 60 triệu. Đứng tại đại thánh long phong phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh thuộc về người Hải Dương. Những người này, đều là trật tự thiên tộc. Trật tự thiên tộc, đã từng gan dám tự xưng qua Thái Dương thần tộc. Bọn họ là nhiệt hỏa, táo bạo, cường đại biểu tượng. Hỏa thuộc tính thức thần cùng kiếp vòng, làm đến bọn hắn nguyên một đám như hỏa diễm thần linh. Quanh thân phía trên màu đỏ thắm đường vân, ghi lại cái này thì tộc bá đạo cùng cường thịnh. Bọn họ quật khởi lịch sử, cũng là Thái Dương vạn tông gặp nạn sử. Nguyệt chi thần cảnh nguyệt thần tộc, tướng mạo yêu nhã cao quý, yêu thích học đòi văn vẻ, đó là bởi vì bọn họ không có học đến trật tự thiên tộc tinh túy. Làm Thái Dương thần tộc, cuồng bạo, hỏa nhiệt, bá đạo, mới là bọn họ thị tộc ý chí. Đây là một cái bất khuất, dũng mãnh, ý chí bắn nổ bất tử thị tộc. Bọn họ có thể phát triển đến như thế quy mô, thị tộc chi hồn, tuyệt đối là hạch tâm yếu tố. Trật tự thiên tộc nóng này, cũng chỉ có đồng dạng đã lâu, công chính, cứng cỏi đại khí hiên viên thần long chi tinh thần, miễn cưỡng có thể so sánh với bọn họ. Bây giờ, làm cái này 50 triệu thức thần tu luyện giả tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt như hỏa diễm nung khô lấy, cùng nhau ngắm nhìn đại thánh long phong thời điểm, 50 triệu cường giả hình thành khí tràng, tựa như là một mảnh mênh mông biển lửa, tại vạn long thần sơn ầm vang đốt cháy. So sánh phía dưới, 10 triệu ẩn long điện cường giả, thực sự quá yếu thế. Nói câu không dễ nghe, cái này 10 triệu người, thật giống là 50 triệu trật tự thiên tộc, trong tay dắt chó săn. Dùng để xung phong. Khí độ, uy thế, kém một cái cấp bậc. Rầm rầm rầm. Chỉ là tim đập thanh âm, hội tụ vào một chỗ, đều tạo thành chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Cái này rõ ràng là một trận hôn lễ, thế nhưng là cái này 60 triệu người tụ tập cùng một chỗ, đẩy vô cùng chỉnh tề đội ngũ, nghiêm chỉnh là muốn phát động một cuộc chiến tranh tư thế. Theo cái này đội ngũ, có thể nhìn ra trật tự thiên tộc một cái khác cường thế địa phương. Cái kia chính là, bọn họ am hiểu đoàn đội hợp tác, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Quân đội của bọn hắn, là trật tự chi địa mạnh nhất quân đội. Kỷ luật nghiêm minh, không sợ sinh tử. Bọn họ đối chạy trối chết chừng trị cực nặng, một người phản bội chạy trốn cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Mấy triệu năm quy củ, đoán tạo nguyên một đám thiết huyết giết hại quân đoàn. Tuyệt đại đa số đều là không sợ chết người. Xem xét lại Thái Dương Vạn Tông, dù sao cũng là tông môn, lấy tu luyện làm chủ, tự do buông tuồng đã quen, thậm chí rất nhiều nhị lưu thế lực cơ hồ không có quân đội biên chế. Thí dụ như Thanh Hồn Điện. Chính là bởi vì dạng này, giống nhau số lượng, cảnh giới hai phe nhân mã, trật tự thiên tộc thường thường không hướng chịu không nổi. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú, trên chiến trường dễ dàng bị cắt chém, tách rời, trục một kích phá. Dẫn đến chiến đấu lực hạ xuống, mà thức thần tu luyện giả thức thần, vĩnh viễn không sẽ rời đi bản thể. Đây cũng là ngự thú sư một cái thế yếu. Cho nên, nếu như vòng ngoài 70 triệu vạn tông trợ giúp đại quân, lựa chọn sống chết mặc bay. 30 triệu cửu long đế quân, ở chính diện tao ngộ chiến bên trong, rất dễ dàng bị trật tự thiên tộc trực tiếp chìm ngập. Cửu long đế quân, đã coi như là Thái Dương vạn tông bên này, lịch sử lâu nhất, biên chế tốt nhất thượng thần quân đoàn. Chính vì vậy, trật tự thiên tộc cùng ẩn long vệ hợp lại cái này 60 triệu người, tự tin và ý chí lực đều cực mạnh, sát niệm rất nặng. Tại bọn họ nhìn kỹ giữa, đại thánh long phong phía trên, những cái kia đứng tại trật tự thiên tộc đỉnh phong nhân vật, nguyên một đám xuất hiện. Bốn cái quân đoàn trưởng, Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư, còn có một nam một nữ hai vị lão giả, hai ngày này vừa tới. Tam đại long hoàng, Trúc Long Hoàng, Minh Long Hoàng cùng Huyết Long Hoàng. Cái này thất cá nhân thực lực cùng nhau, đã không so thất long hoàng kém. Lại càng không cần phải nói, hôm nay nghe đồn Thái Dương Đế Tôn, sẽ đích thân buông xuống. Đương nhiên, nơi này thân phận cao nhất Lý Vô Song, tạm thời không ở nơi này. Cái này bảy vị cường giả đều không phải là nhân vật chính của hôm nay. Nhân vật chính của hôm nay hết thảy có hai cái. Bên trong một cái, ngay tại Trúc Long Hoàng bên cạnh. Vạn chúng chú mục bên trong. Vị thanh niên này người mặc lộng lẫy tân lang thịnh trang,
Thịnh Trang tổng thể lấy kim hắc sắc vì sắc điệu, ở ngực dùng đỉnh cấp thiên địa thần khoáng, chế tạo ra một cái thần long đồ án. Đó là một cái chín đầu hắc long, vô cùng uy vũ bá khí, thần quang chợt để lộ. Rõ ràng đó có thể thấy được, cái này Tân Lang Thịnh Trang, cũng là một loại trật tự thần binh biến hóa mà thành. Hắn chính là Trúc Long Hoàng Chi Tử, Long Nhân Xá. Mọi người đều biết đời mới kỳ tài, ẩn long điện lịch sử đệ nhất thiên phú, nghịch long. Làm người đồng lứa so Lý Thần dám còn kinh diễm, sớm đạt tới thần dương vương cảnh. Hắn được công nhận, trên đời này duy nhất xứng với cửu nguyệt thần nữ nam nhân. Hắn hôm nay biểu diễn, đưa tới trật tự thiên tộc vô số người cuồng nhiệt tiếng giống. Kỳ thật, trật tự thiên tộc rất tôn trọng cường giả. Cho nên, Long Nhân Xá làm ẩn long điện truyền nhân, vô cùng hiếm thấy nắm giữ đến từ 50 triệu đại quân ủng hộ. Người người đều sùng bái Thái Dương Đế Tôn. Cho nên sùng bái hắn khâm định bất luận kẻ nào. Chúc mừng ẩn long điện, chúc mừng Trúc Long Hoàng. Tại cái này lịch sử thời khắc, 50 triệu trật tự thiên tộc ngay ngắn trật tự, cùng kêu lên nói chuyện, khí lãng ngập trời. Trúc Long Hoàng thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Cảm tạ trật tự thiên tộc tán thành, cảm tạ đế tôn, cảm tạ các vị. Nếu như vậy rất hư giả, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng, hắn nhất định phải hạ thấp tư thái, đem cuộc hôn lễ này, xem như là một trận ban ơn. Long Nhân Xá. Trúc Long Hoàng thấp giọng hô một câu. Long Nhân Xá ngay tại cái này ngập trời khí lãng bên trong ngẩn người. Nghe được phụ thân nhắc nhở, hắn mới vội vàng hướng trật tự thiên tộc 50 triệu người, thật sâu bái. Kỳ thật hắn chỉ là muốn ý tứ một chút. Nhưng, Trúc Long Hoàng đứng ở phía sau, đem nửa người trên của hắn ép tới rất thấp. Đại khái là hận không thể, để cho ta cho bọn hắn quỳ xuống đi. Long Nhân Xá sắc mặt cứng ngắc. May mắn không có người chú ý hắn. Bởi vì lúc này thời điểm, chân chính đệ nhất nhân vật chính xuất hiện. Đó chính là cửu nguyệt thần nữ, Lý Khinh Ngữ. Đây mới là đáng giá để trật tự thiên tộc cuồng nhiệt nhân vật. Làm cái kia bát giai trật tự thần binh, nguyệt thần Vĩnh Huy, xuất hiện tại thương sinh trước đó một khắc, cái này lộng lẫy, như là xoay tròn tinh hải một dạng váy dài, trong lúc nhất thời đưa tới kinh thiên oanh động. Dù là nàng không có lộ mặt, trên đỉnh đầu che kín đỏ khăn cô dâu, nguyệt thần Vĩnh Huy kinh diễm, đều bị mấy chục triệu người phát ra tán thưởng. Quá đẹp! Cửu nguyệt thần nữ thân phận, tăng thêm nguyệt thần Vĩnh Huy lộng lẫy. Cái này như vậy đủ rồi. Đã đầy đủ xứng với, trận này lịch sử thịnh đại nhất hôn lễ. Chỉ là mọi người cũng không biết, đứng tại cửu nguyệt thần nữ bên cạnh Lý Duẫn Tịch, kỳ thật đang khống chế nàng, để cho nàng không có cách nào quấy rối. Tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Lý Duẫn Tịch vốn cũng là trật tự thiên tộc đại mỹ nhân. Nàng hôm nay thịnh trang có mặt, váy dài phấn khởi, cái kia mê người đường cong, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng nói thật, nàng vị trí này, vốn phải là Lý Vô Song. Nhân vật trọng yếu xuất hiện, vậy liền cái kia tiến bước kế tiếp. Kết quả là, Viêm Ma Hoàng, Lý Tiêu Diêm, cùng Trúc Long Hoàng đứng lên. Bọn họ cùng nhau đứng chung một chỗ. Đại biểu trật tự thiên tộc cùng ẩn long điện. Hai người cùng một chỗ nói ra. Giờ lành sắp đến, làm vạn long thần sơn hôm nay chủ nhân, hai chúng ta tộc đi trước thủy long động, chuẩn bị nghênh đón khách mời, lại ở thiên địa giờ lành, thịnh thế bái đường. Ông, vạn chúng phụ hỏa, xuất phát.